mãnh thú ở phía sau nàng rất đáng sợ, may mà Lý Thiên Mệnh đến kịp lúc, hắn vươn tay ra, xông lên tính ôm eo nhỏ rồi quay ngược về, giúp nàng thoát khỏi cảnh nguy hiểm. Nhưng khoảnh khắc Lý Thiên Mệnh nghe mùi thơm như biển hoa thoang thoảng từ người thiếu nữ thì phát sinh việc không thể tin nổi. Khi Lý Thiên Mệnh định ôm eo thiếu nữ, mang nàng thoát khỏi hiểm cảnh thì nàng bỗng đụng vào người hắn. Cứ tưởng cả hai sẽ ngã nhào, hắn cố gắng né tránh, nhưng không ngờ lúc thiếu nữ lao vào người hắn thì bỗng vỡ tan. Đúng vậy, toàn thân nàng vỡ nát, trong khoảnh khắc tan biến. Đương nhiên không phải thành đống thịt nát, không có một giọt máu, nàng như sương mù biến mất trên người Lý Thiên Mệnh, dường như không cần hắn nhiều chuyện cứu nàng. Sự kiện quỷ dị này càng xác minh xưng hô nữ quỷ của tiểu hoàng kê vừa nãy, nó khiến người rợn tóc gáy. Nhưng ngay sau đó, Lý Thiên Mệnh có cảm giác kỳ diệu, giống như đột nhiên hăng máu lên. Hắn phát hiện thân thể dâng trào sôi sục, giống như cuồng hóa hoặc là tiềm lực bị đào móc ra, bùng nổ. Hắn đã cảm nhận được. Đầu tiên là thân xác, sau khi bị cự thú hỗn độn thái cổ cải tạo, luyện ngục vĩnh hằng thể của hắn vốn có lực lượng mạnh hơn người thường. Giờ phút này, lực lượng bùng nổ đó tăng tiến. Nhiều. Rồi đến thú nguyên luyện ngục vĩnh hằng, thú nguyên tính chất cao như vậy tuy về tổng số không tăng thêm, nhưng dường như có lực lượng kỳ diệu rót vào thú nguyên. Lực lượng đó khiến thú nguyên luyện ngục vĩnh hằng vốn đáng sợ càng trở nên bạo tạc, Lý Thiên Mệnh cảm nhận rõ rệt mình bây giờ mạnh hơn trước một bậc. Đây là biến mạnh về mọi mặt, tất cả phát sinh sau khi thiếu nữ va chạm vào người hắn rồi vỡ tan. Nếu Lý Thiên Mệnh cảm giác cẩn thận hơn sẽ phát hiện các mặt trong người đều được rót vào lực lượng kỳ lạ, lực lượng đó như chất xúc tác. Lý Thiên Mệnh cúi đầu, giật mình phát hiện làn da thay đổi. Trời ạ! Làn da phát sáng của thiếu nữ chuyển sang người Lý Thiên Mệnh, giờ da của hắn sáng lóng lánh. Chuyện gì thế này? Bên tai Lý Thiên Mệnh chợt nghe giọng nói dịu dàng mà linh động. Ca ca, mau né tránh. Lý Thiên Mệnh vừa nghe giọng nói dễ nghe này là biết thuộc về thiếu nữ kia. Nàng chưa chết, cũng không vỡ nát, vậy thì nàng ở đâu? Lý Thiên Mệnh đang suy nghĩ, giọng nói kia lại vang lên. Ca ca, tạm thời mặc kệ ta ở đâu, chúng ta lo chạy trốn trước được không? Dù thiếu nữ không nhắc thì Lý Thiên Mệnh cũng không rảnh quan tâm nàng. Mãnh thú đã xông tới gần, nó phát hiện con mồi mới, khóa chặt Lý Thiên Mệnh. Đây là một con vượn cao lớn hung tàn, người mọc lông vàng rậm rạp cứng như kim thép, thân thể to lớn vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn như sắp nổ. Lý Thiên Mệnh biết đây là mãnh thú nhị giai hoàng kim viên, thuộc loại bá chủ trong mãnh thú nhị giai, sau khi trưởng thành thì sức chiến đấu ngang ngửa thú mạch cảnh đệ bát trọng. Mãnh thú trước mắt hắn rõ ràng là đã trưởng thành. Con hoàng kim viên thô bạo nhào lên, đã không kịp trốn tránh. Vào phút chỉ mảnh treo chuông, Lý Thiên Mệnh và tiểu hoàng kê lựa chọn chiến đấu. Lý Thiên Mệnh không còn thời gian, khi hoàng kim viên nhào lên thì tay trái hắc ám của hắn co thành nắm đấm, thi triển quỷ ảnh bộ lắc người né qua cú tát của hoàng kim viên, xoay người đánh long tượng trọng quyền vào gáy nó. Bốp! Phản ứng của hoàng kim viên khá nhanh nhạy, cú đấm của Lý Thiên Mệnh bị nó giơ tay đỡ. Nhưng hoàng kim viên không ngờ cú đấm của Lý Thiên Mệnh hùng hồn đến thế, lực lượng bùng nổ đánh nó lăn mấy vòng. Lý Thiên Mệnh cũng ngây người. Ta mạnh đến vậy sao? Hắn cảm giác mình mạnh hơn lúc đánh bại Lý Tử Phong ít nhất 2 cấp bậc. Quan trọng là hắn mới đột phá một trọng cảnh giới, biến đổi này rất có thể là do thiếu nữ kia mang lại. Tiểu hoàng kê rất hung mãnh, ngay khi Lý Thiên Mệnh đấm lùi hoàng kim viên thì nó xông lên chọn ngay điểm yếu là con mắt. Ăn vuốt của lão tử đây. Chiến quyết có võ pháp và thú pháp, phần thú pháp trong long tượng trọng quyền tên là long tượng trọng trảo. Tiểu hoàng kê đã quen thuộc môn thú pháp này. Đừng nhìn móng vuốt của nó nhỏ nhưng thi triển ra long tượng trọng chảo rất mạnh mẽ. Nếu không vì thiếu nữ mang đến chênh lệch thì cú chảo của nó mạnh ngang ngửa Lý Thiên Mệnh, còn nhanh mạnh hơn một bậc. Lý Thiên Mệnh bắt lấy cơ hội rút ra huyết hỏa thứ, lại xông lên đánh. Sau khi cánh tay hắc ám xuất hiện, Lý Thiên Mệnh điều chỉnh một chút, quyền pháp, chảo pháp, trưởng pháp đều dùng cho cánh tay hắc ám, vì cánh tay trông như vuốt thú không thích hợp cầm binh khí. Huyết hỏa thứ thì dùng tay phải khống chế. Dù sao tay phải vẫn là tay người, dễ điều khiển hơn. Bị cả hai hung mãnh vây công, hoàng kim viên sánh bằng thú mạch cảnh đệ bát trọng bắt đầu đánh trống rút lui, nó bỏ dậy bỏ chạy ngay. Thú mạch loài linh trưởng này ở trong Hỏa Lăng Sơn như cá gặp nước, nó cuống cuồng chạy trốn thì rất khó bắt kịp, cũng không cần rửa đuổi nó làm gì. Vậy là đã hết hiểm cảnh, nhưng đầu óc của Lý Thiên Mệnh còn mờ mịt.
nếu không có thiếu nữ mang đến sự thay đổi đột nhiên biến mạnh thì hắn và tiểu hoàng kê cộng lại cũng không đánh thắng hoàng kim viên nổi. Giờ thì rừng sâu đã yên tĩnh, Lý Thiên Mệnh và tiểu hoàng kê đứng song song với nhau, nhìn nhau chân chân. Tiểu hoàng kê ôm bụng cười lăn. Ha ha ha, người của ngươi đang phát sáng, thật ẻo lả. Lý Thiên Mệnh cúi đầu nhìn, quả nhiên hắn biến đổi. Nhưng ánh sáng trên người Lý Thiên Mệnh dần tan biến, lại phát sinh chuyện vượt sức tưởng tượng. Những vầng sáng ngưng tụ ở trước mắt Lý Thiên Mệnh, chưa đầy một giây lại biến thành thiếu nữ thanh thoát đi chân trần lơ lửng trong không trung. Khi thiếu nữ lơ lửng trước mắt, Lý Thiên Mệnh thấy rõ nàng hơn, nàng như tinh linh trong thiên nhiên, đẹp không giống con người. Nàng không chết, vừa rồi bám vào người mình. Đây là con người sao? Là quỷ nhập vào người mới đúng. Thiếu nữ rất thích cười, khi nói chuyện cũng mang ý cười, lúm đồng tiền nhỏ xinh, nheo mắt như trăng rằm, đáng yêu động lòng người. Ca ca, vừa rồi đa tạ ơn cứu mạng của ca ca. Đầu óc Lý Thiên Mệnh hỗn loạn không nói nên lời. A, à, tiểu hoàng kê nhảy lên vai Lý Thiên Mệnh, nghiêm trang nói. Mỹ thiếu nữ kia ơi, mặc kệ tên này đi, hắn là lưu manh xấu xa đó. Xin tự giới thiệu, ta tên Huỳnh Hỏa, là gà giám hộ, A Phi là chim giám hộ của tên lưu manh này. Thiếu nữ vươn tay đón lấy nó đặt trong lòng bàn tay, dùng bàn tay vuốt ve đầu gà nhỏ, mắt sáng rực. Đáng yêu quá. Tiểu hoàng kê đầy rối rắm, ngượng ngùng nói. Mỹ thiếu nữ, đừng làm vậy, ta không phải thú cưng, cũng không phải loại thú dễ dãi. Ngượng ngùng cái lông, gái ôm còn bầy đặt. Xin lỗi nhé. Thiếu nữ trả tiểu hoàng kê lại cho Lý Thiên Mệnh, mắt long lanh nhìn hắn. Hỏi. Ca ca, có thể tặng nó cho ta không? Lý Thiên Mệnh cười tủm tỉm chộp lấy tiểu hoàng kê. Được chứ, cứ lấy đi, nhớ hái ít nấm nấu chung. Bảo đảm tươi ngon vô cùng. Hắn chửi thầm trong bụng, cho ngươi tán gái trước mặt ta. Thiếu nữ bị chọc cười, nàng rất thích cười, Lý Thiên Mệnh siêu thích bộ dạng ngây thơ đơn thuần như thế này của nàng. Cô gái kia ngày xưa cũng như vậy, nhưng sau khi đến Viêm Hoàng học cung, nàng trải qua nhiều cạnh tranh rồi dần thay đổi. Thiếu nữ tinh nghịch nói. Ca ca thật hài hước, ta biết nó là thú bản mệnh của ca ca, ta nói đùa thôi. Nàng tò mò nhìn một người một gà. Hỏi tiếp. Ta tên Khương Phi Linh, còn ca ca tên gì vậy? Tiểu hoàng kê nhanh mỏ. Tên của hắn khó nghe lắm, trẻ trâu thiếu não, gọi là đồ bỏ Lý Thiên Mệnh. Thiếu nữ xì cười. Thiên Mệnh ca ca. Có vẻ nàng dễ bị chọc cười, hoặc cảm thấy thú cưng đáng yêu như bé gà nói bằng giọng điệu lưu manh thì khá hài hước. Nàng cười trông thật đẹp, khiến tâm tình của Lý Thiên Mệnh cũng tốt hơn, chìm đắm trong ngọt ngào. Tiểu hoàng kê mặt dày vô sỉ lại nói chen vào, còn dành trước thân thiết gọi người ta là Linh Nhi muội muội. Linh Nhi muội muội trông thật xinh. Lý Thiên Mệnh rất muốn ném bay nó. Đa tạ Huỳnh Hỏa, ca ca. Thiếu nữ này thanh thoát tựa như tiên nữ, lại trông hoạt bát đáng yêu, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn hoang mang. Thiếu nữ tên Khương Phi Linh này thật ra là giống loài gì? Tiểu hoàng kê đã mặt dày mày dạn nên Lý Thiên Mệnh cũng trai mặt xưng hô thân thiết theo. Linh Nhi muội muội, thú bản mệnh của muội đâu? Thiếu nữ nói với vẻ thản nhiên. Linh Nhi không có thú bản mệnh, bẩm sinh đã không có. Lý Thiên Mệnh đã phát hiện nàng giống người bình phàm, không mang theo chút hơi thở thú nguyên. Không có thú bản mệnh thì đúng là không cách nào bước lên đường tu hành. Không có, vậy vừa rồi. Khương Phi Linh ngây thơ nhìn Lý Thiên Mệnh. Ca ca, tuy Linh Nhi không có thú bản mệnh nhưng có chút bản lĩnh đặc biệt, chúng là bí mật của Linh Nhi. Bởi vì có cảm giác đặc biệt thân thiết với Kaka, quen thuộc như đã biết nhau từ lâu nên Linh Nhi tin tưởng Kaka. Muội muội cũng có cảm giác này. Tim Lý Thiên Mệnh rung lên, hắn không hiểu vì sao càng nghe Khương Phi Linh nói chuyện, ngửi mùi hương trên người nàng thì càng thấy thoải mái thân quen, giống như họ đã từng biết nhau. Nhưng hắn chắc chắn đời này chưa gặp nàng bao giờ. Thiếu nữ nhẹ giọng nói. Kaka cũng giống vậy sao? Linh Nhi thấy rất lạ. Mới rồi trạng thái phụ linh của Linh Nhi lên đến mãn giai, đó là lần đầu tiên từ khi Linh Nhi có ký ức đến nay. Trước đây phụ linh cao nhất là Thanh Nhi là người sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với Linh Nhi, nhưng trạng thái phụ linh chỉ được lục giai. Sao, mãn giai, là 10 phần, phụ linh sẽ tăng mắc được một cấp. Ví dụ, Thiên Mệnh có thú mạch ngũ trọng nhưng được phụ linh sẽ có sức mạnh của lục trọng. Lý Thiên Mệnh tò mò hỏi. Phụ linh là gì? Thiếu nữ nghiêm túc nói. Kinh nghiệm cũng như chiêm nghiệm lại phụ linh mãn cấp lần này. Giống mới rồi bám trên người ca ca ấy,
quá trình khiến thân thể của Linh Nhi chuyển hóa thành linh thể. Đây là bản lĩnh bẩm sinh đặc biệt của Linh Nhi, có thể tăng mạnh các mặt chiến đấu cho Kaka. Phụ Linh đến viên mãn thì gần như tăng lên năng lực một cảnh giới cho Kaka. Lý Thiên Mệnh sững sờ. Thần kỳ thế. Hắn chưa từng nghe có việc như vậy, một thiếu nữ bẩm sinh không có thú bản mệnh nhưng có thể phụ linh lên thân thể người khác, tăng mạnh sức chiến đấu cho người. Thì ra hắn có thể cho nàng đến phụ linh mãn cấp, hèn gì nàng tin tưởng và thân thiết với hắn như vậy. Thiếu nữ bỗng giơ cao tay, hô 10 ngón tay thuôn mảnh trắng ngần ở trước mắt Lý Thiên Mệnh. Ca ca nhìn móng tay của Linh Nhi này. Lý Thiên Mệnh không kiềm được nắm lấy bàn tay nàng, xúc cảm mềm mại ấm áp rất dễ chịu. Thiếu nữ vội rút tay về, gò má hay hồng, màu hồng xinh đẹp. Ca ca. Thiếu nữ rụt rè khiến Lý Thiên Mệnh suýt mất kiểm soát. Lý Thiên Mệnh vội nói. Ngại quá. Mới nãy hắn không kiềm được. Mặt Khương Phi Linh đỏ hồng, cúi đầu không dám nhìn Lý Thiên Mệnh, nhưng xòe tay ra lần nữa. Ca ca nhìn móng tay của Linh Nhi là được. Lý Thiên Mệnh nhìn kỹ mới phát hiện móng tay của Khương Phi Linh hơi khác. 8 móng tay có ký hiệu kỳ lạ. Giống thiên văn, phức tạp mà huyền ảo, nhìn lâu sẽ cảm giác rất khó chịu. Chỉ có 2 móng tay là không có ký hiệu, 2 móng tay này sáng lấp lánh đẹp tựa trân châu, bên trong giường như có lực lượng kỳ lạ chuyển động. Khương Phi Linh cho Lý Thiên Mệnh xem ngón út tay trái. Bọn họ nói Linh Nhi sẽ có 10 loại năng lực đặc biệt, nhưng bẩm sinh bị phong ấn, giờ đã thức tỉnh 2 loại, một loại là phụ linh nằm ở móng tay này. Nàng kiêu ngạo nói tiếp. Còn móng tay này thì ẩn giấu lực lượng trường thời gian, Linh Nhi có thể thi triển ra trường thời gian, khống chế tốc độ thời gian chảy. Bá đạo vãi. Khương Phi Linh không phải ngự thú sư, nhưng nghe kể thì 2 bản lĩnh đặc biệt này đủ để nàng thành người mạnh mẽ và kỳ diệu nhất trong Chu Tước Quốc. Ai biết 8 móng tay còn lại khi nào sẽ giải phong. Lý Thiên Mệnh nghe ù ù cạc cạc, hắn cảm giác gặp thiếu nữ này như đang nằm mơ. Tiểu Hoàng Kê chợt lên tiếng. Linh Nhi. Hay là muội gả cho Lý Thiên Mệnh đi. 2 thủ đoạn của muội phụ trợ cho Lý Thiên Mệnh sẽ là phụ trợ hàng đầu thiên hạ. Thiếu nữ ngơ ngác nói. À, làm vậy không tốt lắm. Dù gì mới gặp mặt, làm vậy quá trực tiếp. Lý Thiên Mệnh không nhịn được nữa, hắn đành phải nhét Tiểu Hoàng Kê vào không gian bản mệnh để con gà này không nói bậy bạ. Mặc kệ nó đi, cái con này từ nhỏ thiếu dinh dưỡng nên đầu óc có vấn đề, khờ bẩm sinh. Tổ cha nó, Lý Thiên Mệnh. Người không phải con người. Chưa mắng xong đã không thấy Tiểu Hoàng Kê đâu, không gian yên tĩnh. Lý Thiên Mệnh đang định phát huy một chút, ít ra hỏi rõ thân phận của Linh Nhi để còn sáng tạo cơ hội gặp mặt. Đột nhiên một bóng người từ bên trái lao ra ngoài chen vào giữa 2 người, đẩy mạnh Lý Thiên Mệnh ra. Tiểu tặc, ngươi là ai? Người nói chuyện là một thiếu nữ, giọng trong trẻo nhưng hung hăng, Lý Thiên Mệnh đoán nàng là Thanh Nhi mà Khương Phi Linh từng nhắc đến. Thiếu nữ tên Thanh Nhi mặc áo xanh trang nhã, thân hình thon dài mềm dẻo, da ngọc ngà, người thơm phức, chân mày lá liễu, đôi mắt như làn nước trong trẻo linh động tự nhiên. Đừng nhìn nàng còn nhỏ nhưng vóc người phát dục rất tốt, đường cong nhấp nhô dưới làn váy dài, vòng eo mảnh nhỏ, tràn đầy dã tính, chỗ nên nhô ra thì không thua gì vưu vật Liễu Khanh. 2 thiếu nữ đứng chung với nhau, một người như tiên nữ trong mơ không dính khói lửa trần gian, một người như công chúa phàm trần, 7 phần kiêu căng bá đạo. 2 phần đáng yêu, 1 phần quyến rũ. Khương Phi Linh làn da phát sáng tự nhiên càng thêm xuất trần, nhưng Thanh Nhi vóc dáng yêu kiều, đanh đá dã tính cũng có nhan sắc hàng thượng đẳng. Lý Thiên Mệnh không ngờ sẽ gặp 2 thiếu nữ trong núi hoang rừng vắng, sắc đẹp của Thanh Nhi không kém hơn Mộc Tình Tình là bao, thậm chí về khí chất còn hơn Mộc Tình Tình. Lý Thiên Mệnh vốn cho rằng Thanh Nhi là nha hoàn tỷ nữ, nhưng xem ra không phải. Thanh Nhi có khí chất xuất chúng. Cử chỉ toát ra khí chàng kinh người, tự mang hơi thở siêu khủng bố, đó là hơi thở và uy nghiêm của thiên tài tuyệt đỉnh. Nếu không đoán sai thì người trẻ tuổi này dù ở trong Diễm Đô cũng có địa vị cao. Khi Thanh Nhi cảnh giác nhìn Lý Thiên Mệnh chằm chằm, Khương Phi Linh vội kéo tay nàng lại. Thanh Nhi, đừng hù dọa hắn không phải người xấu. Lúc nãy ta bị mãnh thú rượt đuổi, nhờ hắn cứu ta đấy. Thanh Nhi gỡ bỏ cảnh giác, nhìn Lý Thiên Mệnh từ trên xuống dưới. Vậy à, nhìn cũng ra dáng thú đội lốt người, đừng có nảy ý xấu với Linh Nhi đấy, đi mau lên. Xem ra cô nương này không được thân thiện, chắc thân phận của đối phương rất cao nên thói quen miệt thị người khác. Mới rồi Lý Thiên Mệnh có chút hảo cảm với Thanh Nhi, ai mà chẳng yêu ái mỹ nữ chứ.
Nhưng đối phương biết hắn không có ác ý mà vẫn giữ thái độ hung hăng thì hắn không thèm khách sáo lại. Bộ dạng tạm được nhưng không biết lễ phép là gì. Thanh Nhi quắc mắt nạt. Ngươi nói cái gì, có tin ta cho ăn tát không? Khi Thanh Nhi giữ lên thì người bộc phát ra thú nguyên, hơi thở vượt qua thú mạch cảnh, rất có thể đây là cường giả linh nguyên cảnh. Còn nhỏ vậy đã thành tựu linh nguyên cảnh, chắc là nhân vật nổi tiếng như cồn trong Diễm Đô. Thanh Nhi, đừng khi dễ ca ca, để Linh Nhi nói cho nghe điều bất ngờ này. Thanh Nhi lại trùng Lý Thiên Mệnh một cái. Ca ca, ta phi. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười, chắc nàng đã xem hắn là người xấu dụ dỗ thiếu nữ ngây thơ. Khương Phi Linh chu môi. Thanh Nhi có nghe không hả? Thanh Nhi bất đắc dĩ nói. Rồi rồi, Linh Nhi nói đi. Có vẻ như hai thiếu nữ rất thân nhau. Khương Phi Linh chớp chớp mắt nói. Linh Nhi mới phụ linh lên người ca ca, Thanh Nhi đoán xem phụ linh đến cấp mấy. Thanh Nhi nhức đầu nói. Phụ linh, chẳng phải đã dặn Linh Nhi là đừng tùy tiện bám vào người ai sao? Bị mãnh thú rượt đuổi, Linh Nhi đâu còn cách nào? Thanh Nhi mau đoán xem. Thanh Nhi khinh thường liếc qua Lý Thiên Mệnh. Nam nhân thối tha ở địa vực hẻo lánh này thì đến nhị giai là cùng. Sai rồi, chắc chắn Thanh Nhi không tin, được mãn cấp luôn. Không tin thì xem này. Khương Phi Linh lại phụ linh lên người Lý Thiên Mệnh ngay trước mặt Thanh Nhi, cảm giác lực lượng tăng cao vùn vụt lại ập đến. Thanh Nhi nhìn Lý Thiên Mệnh bị phụ linh, biểu tình giật mình, không kiềm được nói tục, trong đôi mắt đẹp trong suốt tràn đầy khó tin. To cha nó. Khương Phi Linh ngưng tụ thân thể, cười nói. Nhìn thấy chưa, mãn cấp luôn đó, chưa từng có ai được mãn cấp. Hơn nữa ta cảm giác như từng quen Thiên Mệnh ca ca. Nàng vừa lòng nhìn Lý Thiên Mệnh, híp mắt thành hình trăng rằm. Thanh Nhi nhìn hai người thân thiết thì tỉnh táo lại khỏi cơn rung động, nghiến răng nghiến lợi. Nàng vội kéo Khương Phi Linh lại gần mình, răn dậy. Linh Nhi, người quá ngây thơ rồi, đừng luôn tin lời ngon ngọt của người khác. Lúc ta không có mặt ở đây chắc chắn tên này lừa gạt ngươi. Khương Phi Linh nói. Không đâu, ca ca rất có lễ độ. Thanh Nhi nghiến răng nói. Linh Nhi bị trúng độc rồi. Ta nói cho Linh Nhi biết, nam nhân không có ai tốt, Linh Nhi đẹp như vậy nên tất nhiên hắn sẽ xung xoe. Dù phụ linh mãn cấp thì sao, thiếu niên ở chốn xa xôi này về sau sẽ không có thành tựu lớn lao gì, chẳng được ích chi. Lý Thiên Mệnh mắt tối sầm, càng nhìn Thanh Nhi càng thấy gai mắt. Đại tỷ, đã bị bao nhiêu nam nhân tổn thương mới nói ra lời như vậy được? Có cái kiểu hạ thấp người như vậy sao? Nói sao thì hắn cũng trợ giúp Khương Phi Linh. Thanh Nhi vụt ngoái đầu, ánh mắt lạnh lùng bá đạo nhìn Lý Thiên Mệnh, khí thế bề trên hoàn toàn bộc phát ra. Ngươi muốn chết? Khương Phi Linh giận trước cả Thanh Nhi. Thanh Nhi, Lý Thiên Mệnh cứ tưởng tiểu tiên nữ không biết tức giận là gì, nhưng cô nương này dù tức giận thì mặt giận dỗi trông thật đáng yêu. Lý Thiên Mệnh cảm giác mình rơi vào ma, trong đầu đều là từng ánh mắt, nụ cười của cô nương này. Thanh Nhi không muốn chọc giận Khương Phi Linh, dịu giọng nói. Được rồi, chúng ta mặc kệ hắn đi. Lần này đi ra ngoài chơi đã lâu, chúng ta phải mau trở về Diễm Đô. Khương Phi Linh ủ rũ nói. Ừ, hình như nàng không muốn trở về chỗ đó. Thanh Nhi vừa nói vừa ném cho hắn ánh mắt cảnh cáo. Tiểu tặc, chúng ta đi đây. Ta cảm ơn ngươi một lần vì mới rồi đã giúp Linh Nhi, nhưng hãy chấm dứt ngay những ý nghĩ khác. Ngươi và Linh Nhi không cùng một thế giới, đừng mơ tưởng viễn vông, lo về nhà chồng trọt đi. Lý Thiên Mệnh chỉ vào đầu mình. Có phải chỗ này của cô nương bị trục trặc gì không? Thanh Nhi tức giận nghiến răng phần thịt trên người đung đưa, thịt chỗ nào đung đưa vậy? Tiện dân, ta! Trong Diễm Đô có mấy ai dám nói chuyện như thế với nàng? Nhưng hết cách! Nàng mà ức hiếp hắn một xíu là Linh Nhi sẽ tức giận, nàng chỉ có thể chịu đựng. Lý Thiên Mệnh nói. Linh Nhi, muội ở chỗ nào trong Diễm Đô? Sau này có dịp ta sẽ đi tìm muội. Linh Nhi ở. Thanh Nhi vội bụng miệng Khương Phi Linh. Đừng cho hắn biết. Nàng nói với Lý Thiên Mệnh. Đi Diễm Đô làm gì? Xuất thân như ngươi thì lo ở nhà trồng trọt, sinh sản lương thực cống hiến cho Chu Tước Quốc mới là việc ngươi nên làm. Đi. Thanh Nhi nói xong thấy nhẹ cả người, nàng kéo Khương Phi Linh chạy mất. Tốc độ của Thanh Nhi rất nhanh, chớp mắt đã khuất bóng trong rừng, Lý Thiên Mệnh muốn đuổi theo cũng không kịp. Lý Thiên Mệnh nở nụ cười. Hai cô nương kia thật thú vị, tuy có một người không xem trọng hắn và hết sức cảnh giác với hắn, chắc sợ Khương Phi Linh bị hắn lừa về nhà.
dù sao cô nương tựa tiên nữ kia thuần khiết như giấy trắng, với bẩn nàng là điều tội lỗi. Sau này nhất định sẽ có cơ hội gặp mặt. Lý Thiên Mệnh không lo sẽ không tìm thấy hai nàng. Với thực lực của Thanh Nhi chắc chắn là nhân vật đình đám trong Diễm Đô, mà Diễm Đô là mục tiêu tiếp theo của hắn. Sau khi hai người đi xa, Lý Thiên Mệnh mới thả Tiểu Hoàng Kê ra. Gà con vừa được thả ra đã líu díu không dừng mỏ. Lý Thiên Mệnh, người giấu ta đi có phải vì muốn làm bẩn cô nương nhà người ta không? Đồ cầm thú, làm thú bản mệnh của ngươi là sỉ nhục suốt đời đại gia huỳnh hỏa này. Ngậm mỏ lại, ta là loại người vô sỉ vậy sao? Quá đúng, người mà vô sỉ thì không phải con người. Lý Thiên Mệnh chộp bé gà, định chút cảm giác hụt hẫng sau khi cô nương kia rời đi lên người gà con vô tội. Mợ nó, bóp chết ngươi. Tổ cha nó, nguyền rủa người sau này sinh con không có lỗ đít. Ta nguyền rủa ngươi suốt đời làm gà tơ. Ta nguyền rủa cây thương của ngươi đứt thành 7, 8 khúc. Một người một gà cãi nhau chí chóe, nhưng bước chân tìm thanh linh thảo vẫn không ngừng lại. Tạm thời mới kiếm được một gốc thanh linh thảo, hắn còn cần nhiều hơn nữa. Lại trôi qua 3 ngày, Lý Thiên Mệnh đã vào rất sâu bên trong Hỏa Lăng Sơn. Cây cối ven đường cứng rắn, bên dưới có nhiều lùm cây. Lá rụng ẩm ướt trải đầy đất, rất khó nhận ra sâu độc, mãnh thú ẩn giấu ở chỗ nào. Suốt 3 ngày trời vẫn không tìm ra thanh linh thảo, nhưng họ tìm được nhiều linh túy khác. Những linh túy này đều là tài nguyên quan trọng trong địa bàn của mãnh thú, hễ nơi nào mọc linh túy là sẽ có địa bàn mãnh thú chỗ đó, sâu độc bò lúc nhúc cùng chờ linh túy chín muồi. Hễ là linh túy sinh ra từ hấp thu tia sáng mặt trời, ẩn chứa linh khí lửa đều bị Lý Thiên Mệnh và Tiểu Hoàng Kê ăn mất. Họ tu luyện trong Hỏa Lăng Sơn mau còn hơn lúc ở Ly Hỏa Thành. Lý Thiên Mệnh từng mất nhiều năm mới tu luyện đến thú mạch cảnh đệ ngũ trọng, nhưng bây giờ trong vòng 20 ngày đã chạm mốc này. Thú bản mệnh cự thú hỗn độn thái cổ không thể hiện ở chỗ vừa sinh ra đã mạnh tới đâu, nó thể hiện về mặt thiên phú, tạo hóa. Cho đến nay năng lực thiên phú của Phượng Hoàng luyện ngục Vĩnh Hằng mới chỉ bày ra chưa đến 1/1. Trạng vạng ngày nọ, Lý Thiên Mệnh leo qua một ngọn núi, đi tới vùng đất phẳng. Thanh linh thảo. Nơi này có cây tùm, nhiều cỏ dại. Nhưng thanh linh thảo là linh túy, dù nó lẫn trong cỏ dại vẫn rất bắt mắt. Bụi thanh linh thảo rậm rạp mười mấy gốc, với Lý Thiên Mệnh thì như bảo bối quý giá, quý còn hơn một túi ngọc báu. Số lượng thanh linh thảo này đủ cho hắn yên bụng mang mẫu thân đi Viêm Hoàng học cung. Trời xanh không phụ lòng người. Lý Thiên Mệnh tưởng tượng khi mình mang mớ thanh linh thảo trở về, chắc mẫu thân sẽ rất vui vẻ. Vì mẫu thân cũng không cam lòng cuộc đời mình kết thúc như vậy. Sau khi khóa chặt mục tiêu, một người một gà chạy nhanh lại. Lúc sắp đến gần, Lý Thiên Mệnh nhạy bén phát hiện nguy hiểm. Có nguy hiểm. Cỏ dại bên này vừa cao vừa rậm rạp, khó tìm ra mãnh thú dữ tợn nào ẩn giấu bên trong. Lúc họ đến gần thì bỗng một luồng sáng màu lam bắn ra, rất có thể đó là gai độc, bị bắn chúng sẽ dính phải kịch độc, đáng sợ còn hơn bị đao kiếm chém. Lý Thiên Mệnh và Tiểu Hoàng Kê vội lùi lại né tránh một kích chí mạng. Ngay khi cả hai đứng lại chợt thấy một con bò cạp màu đen nằm cạnh một bụi thanh linh thảo. Bò cạp rất lớn, to cỡ cái bàn 8 người ăn đặt sấp dưới đất, hai cái kiểm như búa sắt bự. Khiến người hãi hùng là cái đuôi dơ cao, một cái đuôi màu lam phủ vảy cứng thật dày, phần chót đuôi quả nhiên có cây kim sắc bén, trên kim tẩm chất lỏng màu lam rõ ràng là kịch độc. Luồng sáng lam mới tấn công bọn họ chắc là cái đuôi màu lam này. Lý Thiên Mệnh híp mắt, hắn cảm nhận được bò cạp độc này không tầm thường. Mãnh thú. Nhìn kỹ thì mắt của bò cạp độc không hung dữ tàn nhẫn mà chỉ lạnh lùng nhìn nhóm Lý Thiên Mệnh, trông như mắt con người. Không phải mãnh thú, là thú bản mệnh. Đôi mắt tỉnh táo nhân tính hóa là tượng trưng của thú bản mệnh. Lý Thiên Mệnh đã nhớ ra. Đây là thú bản mệnh ngũ giai Lam Vĩ độc hạt. Hắn từng đọc tư liệu về chủng loại thú bản mệnh nên nhận ra thân phận của Lam Vĩ độc hạt. Chủng loại, thuộc tính của thú bản mệnh là ngành học nội dung sâu rộng, là môn học bắt buộc của mỗi ngự thú sư. Ngay từ nhỏ Lý Thiên Mệnh đã bắt đầu học tập, nhưng mãi đến hôm nay vẫn rất khó nhận rõ tất cả thú bản mệnh, vì xuất hiện quá nhiều chủng loại thú bản mệnh trong lịch sử. Thú bản mệnh phân chia ra hai phần gồm chủng loại và thuộc tính. Chủng loại thú bản mệnh đại khái chia ra mấy loại như, loài chim bay, loài thú chạy, loài côn trùng, loài cá. Dưới 4 chủng loại thú bản mệnh lại chia tỉ mỉ ra vô số loại khác. Còn có một số thú bản mệnh loài đặc biệt như loài bò sát rùa, cá sấu, loài lưỡng cự ếch, cá cóc, loài nhuyễn thể, mực sò, loài phân khúc giun, đỉa, loài ruột khoang sứa, hải quỳ, vân vân.
cơ Uilenterata, hay còn gọi là động vật ruột khoang, ngành động vật ruột khoang, động vật xoang tràng. Cách gọi chung các loài sứa, san hô, v.v. Đừng nghĩ rằng những chủng loại thú bản mệnh số ít có vẻ yếu ớt, nhưng không phải vậy. Một số thú bản mệnh loài sứa, rùa có thể lên đến bát, cửu giai, sức sát thương vô cùng đáng sợ. Từng có một loài thú bản mệnh thật ra là con giun, nhưng tên của nó không gọi là giun, nó được đặt tên địa ngục cầu long, thú bản mệnh cửu giai. Ngự thú sư của nó cũng rất đáng sợ, là siêu cường giả nổi tiếng lừng lẫy trong lịch sử Viêm Hoàng Đại Lục. Ngự thú sư và địa ngục cầu long đã cùng nhau sáng tạo ra một thời đại huy hoàng. Trừ phân biệt chủng loại ra, thú bản mệnh còn chia thuộc tính. Có khá nhiều thuộc tính cụ thể, trong những thú bản mệnh đã biết gồm những thuộc tính sau đây: hệ kim loại, hệ hoa cỏ, hệ băng thủy, hệ lửa cháy, hệ địa thổ, hệ lôi điện, hệ bạo phong, hệ quang minh, hệ hắc ám, hệ kịch độc, hệ tinh thần, hệ âm minh, hệ nổ bạo, hệ nguyệt quang, hệ mê hồn, hệ âm thanh, hệ tịnh hóa, hệ sinh mệnh, hệ biến hình, hệ cuồng hóa, hệ khống chế, hệ thiết giáp, hệ mẫu hoàng, vân vân. Thuộc tính là đặc điểm căn bản của thú bản mệnh, trong đó kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lôi, phong được gọi chung là hệ nguyên tố. Số lượng thú bản mệnh hệ nguyên tố đông nhất, cơ bản chiếm trên 90%. Một số thú bản mệnh hệ hiếm hoi đôi khi khủng bố hơn, ví dụ hệ mẫu hoàng thưa thớt, kiến chúa, ong chúa đều thuộc hệ này. Thú bản mệnh hệ mẫu hoàng có thể tự sinh sản nhiều con cái tổ thành quân đoàn chiến đấu. Thông thường bất cứ thú bản mệnh nào đều gộp chung chủng loại và thuộc tính, ví dụ hỏa linh điểu của Lý Tuyết Kiều là thú bản mệnh loài chim bay hệ lửa. Thiểm điện báo của Liễu Thiên Dương là thú bản mệnh loài thú chạy hệ lôi điện. Lam Vĩ Độc Hạt trước mắt hắn là thú bản mệnh loài côn trùng hệ kịch độc. Hệ kịch độc nằm trong hệ hiếm hoi, không có sức mạnh gió lửa sấm sét gì, nhưng bị chích kịch độc vào người sẽ rất đáng sợ. Có thú bản mệnh ở đây nghĩa là có mặt ngự thú sư. Quả nhiên, một thiếu niên nhỏ gầy mặc trường bào màu lục rộng thùng thình chạy nhanh đến, đáp xuống trước mặt Lý Thiên Mệnh, đạp ngay trên thanh linh thảo. Lý Thiên Mệnh nhìn rõ vẻ ngoài của thiếu niên áo xanh. Hắn không ngờ sâu trong Hỏa Lăng Sơn sẽ gặp gỡ người lạ, rõ ràng thiếu niên này không phải người của Ly Hỏa Thành. Dạo gần đây làm sao thế này? Cảm giác đi đâu cũng gặp thiên tài. Lý Thiên Mệnh nhìn thiếu niên áo xanh này nếu đặt ở Ly Hỏa Thành thì ít nhất cũng ngang ngửa với Lý Tử Phong. Hắn không cần thiết gây xích mích với đối phương, nhưng không may là thanh linh thảo mà hắn muốn hái đang nằm ngay dưới chân gã. Thiếu niên áo xanh dẫm đạp lên làm hai gốc cây ngã. Xuống. Dược lực phát tán ra ngoài, Lý Thiên Mệnh nhìn mà đau lòng. Đây là dược thảo cứu mạng mẫu thân của hắn. Mắt thiếu niên áo xanh bắn ra tia sáng lạnh, ngạo mạn nhìn Lý Thiên Mệnh. Ngươi không phải người của Lôi Tôn Phủ mà dám xông vào sâu trong Hỏa Lăng Sơn, người không sợ chết sao? Lý Thiên Mệnh giật mình hỏi. Lôi Tôn Phủ, ta đương nhiên không phải người của Lôi Tôn Phủ. Vì sao mới gặp mặt đối phương đã nhắc đến Lôi Tôn Phủ? Lý Thiên Mệnh nhìn kỹ thiếu niên. Hỏi. Ngươi hỏi vậy là sao? Không lẽ ngươi là người của Lôi Tôn Phủ? Chỉ có người của Lôi Tôn Phủ được vào Hỏa Lăng Sơn sao? Thú bản mệnh hệ lôi điện là chiêu bài của Lôi Tôn Phủ, thú bản mệnh của thiếu niên áo xanh thuộc hệ kịch độc, khả năng gã là người Lôi Tôn Phủ không lớn. Vẻ mặt thiếu niên áo xanh ngạo mạn mà bá đạo đáp. Ta hỏi ngươi như vậy tất nhiên đã nói rõ ta là người của Lôi Tôn Phủ rồi. Lười nói nhiều với ngươi, khuyên một câu. Lôi Tôn Phủ chúng ta đang làm việc trong Hỏa Lăng Sơn, ngươi biến ra khỏi núi ngay cho ta. Nếu còn do dự trong 10 giây thì ngươi sẽ chôn xác tại đây. Nhìn từ biểu tình thì thiếu niên áo xanh có khí chất giống đám thiên tài Lôi Tôn Phủ, bọn họ toàn như thế này, Liễu Thiên Dương cũng vậy. Rời khỏi Hỏa Lăng Sơn, không thành vấn đề, ta vốn đang định đi, nhưng muốn hái mấy gốc thanh linh thảo trước đã, để trị bệnh cho mẫu thân của ta. Kính nhờ huynh đệ cho ta chút thời gian. Lý Thiên Mệnh mất nhiều công sức tìm thanh linh thảo đang nằm ở dưới chân của đối phương, dù gã là người Lôi Tôn Phủ thì Lý Thiên Mệnh tạm thời không muốn xung đột, tránh cho đối phương bực tức phá hủy thanh linh thảo. Thiếu niên áo xanh cúi đầu. Thanh linh thảo. Giờ gã mới thấy linh túy có thiên văn màu đỏ dưới chân mình. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng rồi, ta hái mấy gốc xong sẽ đi ngay. Thiếu niên áo xanh gật gù. À, Lý Thiên Mệnh vốn tưởng thiếu niên áo xanh sẽ tránh ra. Nào ngờ thiếu niên bỗng nhiên nhấc chân dẫm chết toàn bộ thanh linh thảo, gã vừa đạp vừa mỉm cười nhìn hắn. Kêu người xéo mà còn nói nhảm nhiều, dám xưng hô ta là huynh đệ. Ngươi là cái thả gì mà đòi xung huynh gọi đệ với ta? Tính tình của Lý Thiên Mệnh khá tốt,
trên cơ bản người không phạm ta thì ta không phạm người. Đối phương chỉ cần nhấc chân, chuyện rất dễ dàng không mệt nhọc, gã cũng chẳng cần thanh linh thảo. Nhưng gã cố ý giảm chết thanh linh thảo ngay trước mặt Lý Thiên Mệnh, hành động khiêu khích và xem thường ác liệt này khiến hắn không thể nhẫn nhịn. Quan trọng hơn nữa, đây là được thảo cứu mạng của vệ tinh. Lý Thiên Mệnh vì hái nó mà nói chuyện mềm mỏng với thiếu niên áo xanh, dù biết gã là người lôi tôn phủ, bình thường hắn sẽ không hiền hòa với họ như vậy. Lý Thiên Mệnh trơ mắt nhìn bụi thanh linh thảo bị đạp nát bét, thiếu niên áo xanh còn vênh váo nhìn hắn. Lý Thiên Mệnh chửi thề. Ta đào mồ tổ tông nhà ngươi. Huyết hỏa thứ nằm trong lòng bàn tay phải từ bao giờ, khoảnh khắc cánh tay trái hắc ám siết chặt, lực lượng bàng bạc gần như chấn rách vải trắng quấn chặt tay. Tiểu hoàng kê càng thiếu kiên nhẫn hơn Lý Thiên Mệnh, nó càng nóng tính. Tiểu hoàng kê từ đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh bay ra ngoài. Đồ xúc sinh rác rưởi này. Có lẽ thiếu niên áo xanh không ngờ cái người sau khi biết thân phận của gã thì nên run cầm cập vậy mà dám tấn công mình. Ánh mắt của thiếu niên áo xanh vẫn chất chứa khinh miệt, chỉ huy thú bản mệnh chặn nhóm Lý Thiên Mệnh lại. Làm thịt bọn chúng. Mắt thiếu niên tràn đầy trêu cợt. Muốn trách thì trách ngươi chạy vào Hỏa Lăng Sơn sai thời điểm, lỡ bị ngươi lấy thần nguyên thì chúng ta lỗ to. Thiếu niên áo xanh không dám xác định lấy được thần nguyên là nhờ vào thực lực hay vận may, lỡ như Lý Thiên Mệnh siêu may mắn thì sao? Thiếu niên áo xanh nói câu này với âm lượng nhỏ nên Lý Thiên Mệnh không nghe được. Đừng nhìn Lam Vĩ Độc Hà to lớn cồng kềnh nhưng tốc độ siêu mau, đặc biệt đôi kiềm và đuôi độc màu lam đều giống như thú binh đỉnh cấp. Khi chiến đấu, tốc độ nhanh như tia chớp để lại ảo ảnh, quan trọng là mặt bên bôi kịch độc. Boom! Khi nắm đấm cánh tay hắc ám của Lý Thiên Mệnh va chạm với cái kiềm của Lam Vĩ Độc Hạt, suy luận từ lực lượng thì cảnh giới của thiếu niên và Lam Vĩ Độc Hạt cỡ thú mạch cảnh đệ thất trọng. Vì thú bản mệnh này thuộc hệ kịch độc nên nhị đệ Lý Tử Phong của hắn cũng không đánh lại đối thủ này, nhưng với Lý Thiên Mệnh thì khác. Cộng thêm thiếu niên áo xanh chưa ra tay, hai đánh một là cơ hội tuyệt vời cho Lý Thiên Mệnh. Cùng nhau lên, Lý Thiên Mệnh và Tiểu Hoàng Kê liên kết tâm linh, phối hợp trong lúc chiến đấu rõ ràng có thứ tự. Huyết hồn sát. Chiến quyết cấp thú siêu phàm này cùng bùng nổ trên người Lý Thiên Mệnh và Tiểu Hoàng Kê. Hắn thi triển võ pháp, Tiểu Hoàng Kê thì dùng thủ pháp, nhưng cả hai đều giống nhau. Huyết hồn sát kết hợp thân pháp và cách giết chóc, thân pháp chiếm phần quan trọng hơn. Trong khoảnh khắc, Lý Thiên Mệnh như vệt đỏ vụt qua, sát khí chợt lóe, hắn đã đến trước mắt Lam Vĩ Độc Hạt. Nhưng Tiểu Hoàng Kê vận dụng huyết hồn sát càng tuyệt, gà con này vốn biết bay. Khi nó vừa thi triển thân pháp vừa chạy nhanh càng biến ảo khó dò, cộng với thân thể nhỏ bé khó nắm bắt. Hàng này chuyên tìm điểm yếu mà đánh, con mắt là điểm yếu lớn nhất của Lam Vĩ Độc Hạt. Chí mạng nhất ở chỗ Lam Vĩ Độc Hạt không thèm để Tiểu Hoàng Kê vào mắt, chỉ lo đối phó Lý Thiên Mệnh. Tốc độ của Lý Thiên Mệnh nhanh nhưng nó cũng không kém, trong phút chỉ mảnh treo chuông, cái kiềm to của nó giơ lên kẹp ngay. Kẹp chúng rồi. Thiếu niên áo xanh nở nụ cười. Lam Vĩ Độc Hạt đã kẹp trúng cánh tay trái của Lý Thiên Mệnh, tiếp theo sẽ bị kẹp đứt làm đôi. Răng rắc. Một tiếng giòn vang. Tiếng giòn vang này nghe chói tai. Thiếu niên áo xanh đinh ninh đó là tiếng xương tay của Lý Thiên Mệnh gãy, nhưng khi gã thấy rõ mọi thứ thì hoàn toàn ngây người. Cánh tay của Lý Thiên Mệnh không gãy, là cái kiềm của Lam Vĩ Độc Hạt bị nứt. Hình ảnh thật khó tin. Tiểu Hoàng Kê xì cười nói. Đồ ngu nhà ngươi làm sao biết bàn tay luồn vào đúng quần của Lý Thiên Mệnh cứng cỡ nào? Trừ thú bản mệnh cự thú hỗn độn thái cổ ra, cánh tay này là bí ẩn lớn nhất của Lý Thiên Mệnh. Hắn đã thử với đạo thương kiếm kích nhưng cánh tay không chút sức mẻ. Lý Thiên Mệnh không biết trong cánh tay này còn ẩn chứa lực lượng bí mật gì, vì đây rất có thể là bàn tay to hắc ám đã truy sát Tiểu Hoàng Kê. Khi Lam Vĩ Độc Hạt bị cánh tay hắc ám hấp dẫn, huyết hỏa thứ trong tay phải Lý Thiên Mệnh lập tức đâm vào mắt nó. Phập, máu màu xanh bắn ra. Quan trọng là một bên khác, mỏ chim sắc bén của Tiểu Hoàng Kê cũng mổ vào con mắt còn lại của Lam Vĩ Độc Hạt. Tiểu Hoàng Kê bay lên, vênh váo nhìn thiếu niên áo xanh. Chúc mừng ngươi được đến thú bản mệnh mù hai mắt. Vậy mới sướng lòng người. Lam Vĩ Độc Hạt bị tổn hại nặng lăn lộn dưới đất gào thét, nó bị thương nặng như vậy, dù đối phương có linh đan diệu dược thì đôi mắt nó về sau rất khó lại thấy ánh mặt trời. Không phải nhóm Lý Thiên Mệnh xuống tay tàn nhẫn, một mặt là vì hắn hận người lôi tôn phủ, mặt khác thiếu niên áo xanh rất đáng ăn đòn. Bộ dạng làm bố thiên hạ này xứng đáng bị đánh. Cái chân của ngươi cũng không nên tồn tại. Thanh linh thảo mọc khỏe mạnh khi không bị hàng này dẫm chết.
Lý Thiên Mệnh vừa giải quyết xong Lam Vĩ độc hạt liền nhắm ngay thiếu niên áo xanh, hắn và tiểu hoàng kê xông lên. Mắt thiếu niên áo xanh đỏ ngầu chìm trong trạng thái nổi khùng, tay bỗng cầm mấy cây kim bạc. Ngươi chết chắc rồi. Kim bạc này không tầm thường, nhìn liền biết là thú binh đỉnh cấp, chế tạo từ linh khoáng quý giá. Chắc là xuyên tâm châm. Trên kim dính chất lỏng màu lam, có lẽ là kịch độc. Vèo. Kim bạc bắn nhanh về phía Lý Thiên Mệnh và gà con. Nói thật ra với thực lực của thiếu niên áo xanh nếu ngay từ đầu nghiêm túc đánh với nhóm Lý Thiên Mệnh thì đã không bị động như bây giờ. Nhưng hối hận cũng muộn màng, vỉnh đuôi lên mặt thì phải trả giá đắt. Né. Loại chiến quyết như huyết hồn sát chuyên khắc chế đối thủ như thiếu niên áo xanh, vì thân pháp đỉnh cao nhất dễ dàng né tránh công pháp từ đối phương. Khi đã né qua xuyên tâm châm thì thiếu niên áo xanh bị lộ ra trước đường tấn công của Lý Thiên Mệnh. Bùm 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 bùm. Trong khoảnh khắc, Lý Thiên Mệnh và tiểu hoàng kê bao vây thiếu niên kia. Trái quyền phải đạo mạnh mẽ như sấm sét, thú nguyên luyện ngục vĩnh hằng trong người hắn bùng nổ, thêm vào tiểu hoàng kê trợ giúp trực tiếp áp chế đối thủ, một đấm đánh trúng bụng thiếu niên áo xanh đánh bay gã ra xa. Thiếu niên phun búng máu dính bê bết trên mặt, gã rớt cái bịch xuống đất, run run cố gượng bò dậy. Ánh mắt thiếu niên độc ác như sắp chảy máu. Không ngờ ngươi có bản lĩnh như vậy, nhưng ngươi chết chắc rồi. Ta muốn từng nhát đao xẻo thịt ngươi ra, mặc kệ ngươi là ai đều phải chết dần chết mòn ngay hôm nay. Lý Thiên Mệnh đáp xuống đất, khinh khỉnh nhìn thiếu niên áo xanh. Mợ nó, ngươi bị đánh bò lê dưới đất mà còn cứng miệng hả? Nói thật ra dù hắn đã đánh thiếu niên một trận vẫn không vơi bớt đau lòng, vì thanh linh thảo bị hủy rồi. Khuyến mãi thêm một bạt tai này. Bốp! Thiếu niên khóc nức nở, ban đầu gã rất phênh váo nhưng giờ bị Lý Thiên Mệnh đánh tơi bời. Thảm thương đến tội nghiệp. Thiếu niên bỗng hét to rách cổ họng. Phụ thân, mẫu thân, mau đến cứu nhi tử. Tiếng la này lớn còn hơn động tĩnh chiến đấu vừa rồi. Lý Thiên Mệnh ngây ra. Mợ nó. Hắn không ngờ đối phương đi dạo trong Hỏa Lăng Sơn còn có phụ mẫu đi cùng. Độc không chịu nổi. Thiếu niên là người Lôi Tôn Phủ thì phụ mẫu của gã là cao tầng trong Lôi Tôn Phủ, nếu bị bọn họ bắt được sẽ rắc rối. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Thiên Mệnh co giò trốn nhanh. Địa hình Hỏa Lăng Sơn phức tạp, núi thăm thẳm, lùm cây đầy rẫy, nếu nhanh chân có lẽ còn cơ hội trốn thoát. Khi Lý Thiên Mệnh lùi vào lùm cây thì nghe thiếu niên ở phía sau tức giận quát. Ngươi đừng hòng chạy thoát, khi trời tối ngươi sẽ mang theo thịt nát khắp người, khi thấy Diêm Vương nhớ nói rằng kẻ giết ngươi tên là Trương Tử Hiên. Trương Tử Hiên, tên này nhiều đầy đường, giống cái tên Trương Xuân Hà trước kia. Lý Thiên Mệnh thầm bình luận. Hắn không bao giờ ngờ mới chạy ra vài trăm thước, khi cho rằng mình đã thoát khỏi nguy hiểm thì phía trước bỗng xuất hiện hai người. May mắn không phải phụ mẫu của Trương Tử Hiên mà là hai tiểu mỹ nhân hắn đã gặp qua. Là Khương Phi Linh và Thanh Nhi. Họ có duyên với nhau đến vậy sao? Lại gặp gỡ. Thanh Nhi tuyệt đối là kỳ tài ngút trời, xuất thân cao quý, nhan sắc tuyệt trần, đi đâu đều là nhân vật tiêu điểm. Nhưng khi nàng và Khương Phi Linh cùng xuất hiện thì ánh mắt của Lý Thiên Mệnh tự nhiên hướng về Khương Phi Linh. Vẻ đẹp thanh thoát điềm tĩnh tựa tiên nữ rơi vào trần gian, nhìn ngang nhìn dọc đều thấy thật hoàn mỹ. Lý Thiên Mệnh thầm thắc mắc. Hai người kia định về Diễm Đô mà sao vẫn chưa đi. Nhưng bây giờ quan trọng là người Lôi Tôn Phủ định giết hắn, hai nàng xuất hiện ở đây làm chi. Chạy nhanh. Lý Thiên Mệnh lao nhanh lên, định một tay kéo một nàng, trái ôm phải ấp rút lui. Cơ hội ghê. Dù thiên phú của Thanh Nhi xuất chúng đến đâu cũng không thể nào đánh thắng hai trưởng bối. Kia! Thanh Nhi trợn trắng mắt giật tay ra từ tay Lý Thiên Mệnh, khoanh tay trước ngực im lặng nhìn. Hắn! Chạy gì mà chạy, đứng lại! Bị hai cô nương cản trở đã ảnh hưởng tốc độ rút lui của Lý Thiên Mệnh. Một thoáng chững lại đã bị hai người trung niên một nam một nữ bắt kịp. Hai người sắc mặt âm trầm lạnh băng, rất là khó chịu. Mới rồi bọn họ bỏ lại nhi tử, lo hú hí ở chốn hoang dã bên cạnh, ai dè nhi tử bị người ta đánh. Ồ đánh dã chiến à. Nên lúc này hai người quần áo xộc xịch rượt theo. Họ ôm tức giận khi đang cao trào thì bị ngắt ngang phải chạy lại đây, chợt thấy thiếu nữ áo xanh đứng đằng trước. Thanh công chúa. Nam nhân trung niên vội cúi đầu, vô cùng cung kính hành lễ. Lôi Tôn Phủ Trương Sùng cùng thê nhi xin kính chào Thanh công chúa. Công chúa. Trong Chu Tước Quốc chỉ có một loại người được gọi là công chúa, đó là nữ nhi của Chu Tước Vương của Chu Tước Vương tộc. Không thể nào.
Lý Thiên Mệnh đoán đại khái thân phận địa vị của Thanh Nhi khá cao, nhưng hắn không tưởng tượng nổi sẽ cao đến mức này. 3 năm trước khi hắn còn ở Viêm Hoàng học cung cũng không đủ tư cách tiếp xúc với nhân vật như công chúa. Thiên chi kiêu tử Lâm Tiêu Đình của Lôi Tôn Phủ hiện giờ là thiên tài số một thiên phủ, nhưng khi gặp công chúa cũng phải hành lễ giống như Trương Sùng. Vị này dù sao là nữ nhi của quốc vương. Hèn gì nàng xuất sắc như vậy, hóa ra là Thanh công chúa của Chu Tước Quốc. Lý Thiên Mệnh nhớ lại 2 ngày trước còn mắng nàng có phải bị khùng không, giờ ngẫm lại đúng là hắn gan dạ, dám thăm dò bên bờ vực cái chết. Hắn từng phỏng đoán thực lực của Thanh công chúa, nay xem ra dù nàng không mạnh bằng Lâm Tiêu Đình nhưng sẽ không chênh lệch quá xa. Dù sao Chu Tước Vương tộc thống trị Chu Tước Quốc mấy ngàn năm, nội tình truyền thừa khổng lồ, chắc chắn hơn hẳn nhà giàu như Lôi Tôn Phủ. Vẻ mặt Thanh Nhi hờ hững phất tay. Miễn lễ. Nàng dương mắt khóa chặt Lý Thiên Mệnh, ánh mắt hơi đắc ý như đang nói, tiểu tặc, giờ đã biết thân phận của ta rồi, để xem ngươi còn dám láo nữa không? Trương Sùng hơi cúi đầu hỏi. Xin hỏi vì sao Thanh công chúa đến Hỏa Lăng Sơn? Trong núi có nhiều mãnh thú, nếu không ai bảo vệ công chúa? Thanh Nhi ngắt lời Trương Sùng. Ai nói ta không có người bảo vệ? Nàng đã bộc lộ thân phận công chúa nên giọng điệu trở nên uy nghiêm bá khí, Trương Sùng bị hù sợ không dám hó hé tiếng nào. Thê tử của Trương Sùng lên tiếng giảng hòa. Xin công chúa đừng trách, Trương Sùng vì quan tâm an nguy của công chúa nên không nghĩ nhiều đến điều khác. Thân phận như công chúa sao không có cao thủ theo bên cạnh bảo vệ được. Còn về Trương Tử Hiên thì vừa lúc chạy tới nơi, nhưng thấy phụ mẫu cúi đầu khúm núm nên gã không dám lên tiếng. Không khí chìm trong tĩnh lặng, chỉ có Khương Phi Linh mỉm cười đá lông nheo với Lý Thiên Mệnh. Nhìn nụ cười của thiếu nữ, Lý Thiên Mệnh biết hôm nay mình không chết được, nhưng chắc chắn sẽ bị Thanh Nhi châm chọc một phen. Thanh Nhi chắp tay sau lưng. Ngươi là người của Lôi Tôn Phủ, tên Trương Sùng đúng không? Sau khi bị vạch trần thân phận thì nàng ra dáng công chúa hơn, khí chất xuất thân cao quý lộ rõ ra. Nam nhân trung niên cúi mặt, gật đầu nói. Vâng thưa Thanh công chúa. Thanh Nhi hỏi. Người Lôi Tôn Phủ chạy đến đây làm cái gì? 2 ngày trước ta thấy vài người khác cũng là Lôi Tôn Phủ các ngươi. Trương Sùng ấp úng. Cái này. Chỗ này bị Lôi Tôn Phủ phát hiện, thần nguyên đương nhiên thuộc về Lôi Tôn Phủ. Thanh Nhi hỏi. Ngươi muốn bị chém đầu phải không? Trương Sùng vội lên tiếng. Công chúa đừng tức giận, ta nói. Nhìn bộ dạng lúng túng của Trương Sùng đâu còn vẻ lạnh lùng bá đạo vừa rồi. Quả nhiên vỏ quýt dày có móng tay nhọn, người ghê gớm tới đâu cũng có lúc phải cúi đầu. Thanh Nhi thúc giục. Mau lên, đừng lề mề. Lý Thiên Mệnh cũng rất tò mò đám người Lôi Tôn Phủ chạy vào đây làm gì. Trương Sùng nói một hơi dài. Là vậy. Lôi Tôn Phủ chúng ta phát hiện một thần nguyên trong Hỏa Lăng Sơn nên tuyển ra 7 đệ tử đến đây cạnh tranh, ai cướp được thần nguyên thì có thể mang đi. Trưởng bối chúng ta đi theo nhưng không tham dự cạnh tranh, chủ yếu bảo vệ an toàn mạng sống của họ. Mắt Thanh Nhi sáng rực hỏi. Thần nguyên đẳng cấp gì? Nói thật ra dù là thần nguyên cấp hoàng thấp nhất cũng toàn là chí bảo đỉnh cấp, nàng không dùng được thì đem đi bán giá cao ngất ngưỡng. Trương Sùng cúi đầu trả lời. Bẩm Thanh công chúa. Là một thần nguyên thấp kém, thậm chí chưa đến cấp hoàng, cùng lắm cho thú bản mệnh tiến hóa đến lục giai. Thanh Nhi hơi thất vọng, đánh mất hứng thú. Thấp kém à? Nàng trừng Trương Sùng, hăm dọa. Ngươi có biết nếu lừa gạt ta sẽ có kết cục gì không? Trương Sùng cười gượng. Ta nào có lá gan đó. Hơn nữa nhi tử của ta không có bao nhiêu hy vọng nên càng không cần lừa gạt công chúa, thật sự là thần nguyên thấp kém. Thật ra dù là thần nguyên thấp kém đặt ở Ly Hỏa Thành vẫn là bảo bối quý giá tuyệt thế. Nguyên Chu Tước Quốc chỉ có những thiên tài đỉnh cao nhất trong thiên phủ, Chu Tước Vương tộc là coi thường thần nguyên thấp kém. Thanh Nhi phất tay nói, mắt đẹp tràn đầy mất kiên nhẫn. Cho người lá gan cũng không dám, được rồi, các ngươi có thể biến đi. Trương Sùng như chút được gánh nặng, nháy mắt ra hiệu với thê tử và Trương Tử Hiên. Bái tạ công chúa, gia đình Trương Sùng xin cáo lui trước. Thê tử của gã đi về phía Lý Thiên Mệnh, định mang hắn cùng rời đi. Thanh Nhi liếc qua Lý Thiên Mệnh, tức giận nói. Đợi đã, để con heo này lại. Lý Thiên Mệnh đen mặt, bị người ta kéo đi cũng đành thôi, nàng nói hắn là heo. Trương Sùng không ngờ Thanh Nhi chú ý đến Lý Thiên Mệnh, gã nói. Công chúa, người này chỉ là sơn dân sống gần đây, hắn mới đánh lén tổn thương thú bản mệnh của nhi tử ta, chúng ta định răn dạy hắn. Trương Tử Hiên phồng lên can đảm nói.
công chúa điện hạ có thể khai ân để ta báo thù cho thủ bản mệnh của ta được không? Gã vốn định lăng trì xử tử Lý Thiên Mệnh nhưng đột nhiên xảy ra biến cố này, khiến gã cực kỳ khó chịu. Cảm giác như đang đói bụng cồn cào mà miếng thịt đến bên miệng bỗng bay mất. Thanh Nhi nét mặt xa sầm nói. Các ngươi điếc sao, ta muốn con heo này, các ngươi có thể biến. Lý Thiên Mệnh thầm bực, nhỏ này nhân cơ hội chửi xéo người đây mà. Công chúa! Thanh Nhi bá đạo vô song. Biến ra xa chút, đừng để ta lặp lại lần nữa. Một câu làm gia đình Trương Sùng như trái bóng xì hơi. Trương Tử Hiên tức giận mặt tím lịm, nhưng gã không dám lên tiếng, bị Trương Sùng lôi đi. Lúc đi, cả người Trương Tử Hiên run run như bị táo bón, ngoái đầu nhìn Lý Thiên Mệnh mấy lần. Tiểu Hoàng Kê làm tổ trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, hoàn toàn không có cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết, khiêu khích nói. Nhìn cái gì, chưa thấy trai đẹp bao giờ à? Bị Tiểu Hoàng Kê trào phúng nhưng Trương Tử Hiên không thể quay lại. Gã tức xì khói. Mãi khi ba người đi khuất, Lý Thiên Mệnh mới quay sang đối diện Thanh công chúa. Thanh Nhi lườm hắn. Nhìn gì, nói ngươi là con heo, chẳng lẽ không phục? Công nhận bộ dạng phùng mang trợn mắt của nàng khá đáng yêu. Lý Thiên Mệnh nói. Chịu phục, nàng là công chúa điện hạ, ta nào dám không phục? Khương Phi Linh lên tiếng. Thanh Nhi, đừng đối xử với ca ca thô lỗ như vậy. Lúc ca ca cứu ta cũng không vênh mặt lên như ngươi bây giờ. Chờ gia đình Trương Sùng rời đi, Khương Phi Linh liền chạy lại gần Lý Thiên Mệnh, ân cần hỏi han. Ca ca có bị thương chỗ nào không? Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Không có, Linh Nhi thật là tinh tế, trên đời không nhiều nữ hài tử lương thiện như muội. Thanh Nhi dựng đứng chân mày cong. Ngươi có ý gì, mỉa mai ta không lương thiện? Lý Thiên Mệnh chối ngay. Ta không hề nói thế. Thật ra lần này rất cảm tạ nàng, không nhờ nàng thì ta đã mất mạng. Thanh Nhi nói, biết cảm ơn thì được rồi, sau này nhớ khách khí chút. Nếu không phải ngươi từng cứu Linh Nhi, ngươi dám nói chuyện kiểu đó với ta, ta đã sớm chém đầu của ngươi rồi. Thanh Nhi kéo Khương Phi Linh về như sợ bị Lý Thiên Mệnh mon men đến gần nàng. Lỡ lời, không có sau này, ngươi lo về nhà chồng trọt đi, chúng ta cũng phải về Diễm Đô. Tạm biệt, từ biệt không bao giờ gặp lại. Khương Phi Linh nói, Thanh Nhi, tạm dừng chút, ta sắp không chen lời được. Ta có chuyện quan trọng muốn nói với ca ca, người hãy đứng yên một bên đừng nói chuyện. Quả nhiên, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Lý Thiên Mệnh bật cười. Thanh công chúa kiêu ngạo đến đâu vẫn phải nghe lời Linh Nhi. Khương Phi Linh đứng trước mặt Lý Thiên Mệnh, chân thành nói. Ca ca, thật ra chúng ta xuất hiện ở đây không phải trùng hợp. Lần trước sau khi rời đi, Thanh Nhi nói muốn quan sát ca ca, nghiên cứu xem vì sao ca ca có thể khiến ta đến phụ linh mãn cấp. Nên chúng ta bám theo ca ca mấy ngày, ca ca sẽ không trách tội Linh Nhi chứ? Đương nhiên không trách tội, bám theo mới tốt, không thì ta đã gặp phiền phức. Lý Thiên Mệnh phải cảm thán một câu, từ khi Tiểu Hoàng Kê xuất hiện thì hắn đổi vận may, trở mắn hơn nhiều. Nên may, Lý Thiên Mệnh cúi đầu nhìn thiếu nữ da thịt trắng như tuyết tỏa vầng sáng mông lung. Làn da của nàng không dính chút tạp chất, khuôn mặt như tinh linh trong ảo mộng, bị đôi mắt ấy nhìn làm hắn cảm giác được thanh lọc tâm linh. Khương Phi Linh tràn ngập mong đợi nói. Kết quả Thanh Nhi vẫn không nhìn ra điều gì, nên Thanh Nhi đã chịu thừa nhận. Linh Nhi biết mình và ca ca có duyên phận chặt chẽ mà. Sau này ca ca nhớ đến Diễm Đô chơi với Linh Nhi nhé. Trở về sau Linh Nhi phát hiện có thêm bản lĩnh đặc biệt nào khác còn muốn thử trên người ca ca. Lý Thiên Mệnh nói. Không thành vấn đề, ta chắc chắn sẽ đi. Thanh Nhi ở một bên trợn trắng mắt châm biếm. Cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, sợ ngươi đến rồi không nhảy lên trường thành nổi, lo ở nhà cày ruộng đi. Nhỏ này luôn miệng xúi Lý Thiên Mệnh cày ruộng, sinh sản lương thực cho chu tước quốc nhà nàng. Lúc sắp đi, Khương Phi Linh nói. Thanh Nhi, đưa cho ca ca một miếng ngọc bội để tiện sau này tìm ta. Thanh Nhi chu môi nói. Không cho. Hửm. Thanh Nhi nghiến răng giận dỗi nói. Được rồi, Linh Nhi, người đã thay đổi, đúng là nữ nhi lớn không giữ trong nhà được. Nhưng Thanh Nhi vẫn lấy một miếng ngọc bội màu xanh ra ném cho Lý Thiên Mệnh. Heo đần, khuyên ngươi đừng mượn tên của ta làm chuyện giả danh lừa bịp, nếu không thì ta sẽ nấu con thú bản mệnh của ngươi. Tiểu Hoàng Kê thật đáng thương, nhiều người đều muốn làm món canh gà con nấu nấm. Khương Phi Linh dịu dàng nói. Nếu ca ca lại gặp tình huống như vừa rồi thì hãy lấy ngọc bội này ra, nói ca ca là người của Thanh công chúa,
bọn họ sẽ không dám giết ca ca. Lý Thiên Mệnh vội cất kỹ ngọc bội kia, đây là thứ tốt, giờ hắn đang thiếu thế lực bối cảnh. Có ngọc bội của Thanh công chúa sẽ rất tiện lợi cho hành động về sau, ít ra không gặp phải chuyện như vừa. Rồi, đây là món quà vô cùng lớn lao. Lý Thiên Mệnh chân thành cảm ơn. Đa tạ Linh Nhi. Trong mắt hắn thì thiếu nữ này tinh xảo tỉ mỉ mà đáng yêu động lòng người, thật là người hoàn mỹ được trời đắp nặn ra, hắn có tài đức gì mà giúp được nàng phụ linh lên mãn cấp. Lý Thiên Mệnh phản ứng lại, bổ sung thêm. Thanh công chúa, cảm tạ ngọc bội của nàng. Khương Thanh Loan hùng hổ nói. Không cần tạ, cảnh cáo ngươi một lần nữa, tuyệt đối không được lấy nó giả danh lừa bịp, cấm không cho làm bẩn thanh danh của ta. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Không thành vấn đề, ta bảo đảm với nàng lúc cày ruộng sẽ tháo ngọc bội xuống, tuyệt đối không làm dơ. Xì. Lý Thiên Mệnh có khiếu hài hước, một câu tự giễu chọc cười Thanh công chúa. Cười xong nàng cảm thấy mất mặt, lại sụ mặt xuống hắng giọng vờ như không bị hắn chọc cười. Khương Phi Linh cười tủm tỉm xem hai người trao đổi, sau đó kêu Lý Thiên Mệnh. Ca ca qua đây chút. Lý Thiên Mệnh hỏi. Sao thế? Khương Phi Linh nói. Nói nhỏ cái này. Lý Thiên Mệnh cúi đầu, để lỗ tai gần sát nàng. Ta nghe đây. Mùi thơm của thiếu nữ như ảo mộng, khiến người say mê quên lối về. Hắn nhìn khuôn mặt thiếu nữ qua đôi mắt, tim đập nhanh. Khương Phi Linh thì thầm vào tai hắn, chỉ một hướng. Ca ca muốn chiếm lấy thần nguyên không? Nó ở hướng đó. Lý Thiên Mệnh sửng sốt. Sao nàng biết hắn muốn đi tìm thần nguyên kia? Sao nàng biết thần nguyên nằm ở hướng đó? Có lẽ đây là việc quan trọng mà nàng muốn nói với hắn. Thiếu nữ này thật sự như thần tiên, tuy không có chút thú nguyên, thoạt trông yếu đuối, nhưng điểm thần diệu của nàng khiến người ngạc nhiên vô cùng. Thanh Nhi thúc giục. Đi nào. Lần này bọn họ thật sự phải đi. Ca ca. Hẹn gặp lại ở Diễm Đô. Trái tim Lý Thiên Mệnh vẫn còn rung động, Thanh Nhi đã kéo Khương Phi Linh dần biến mất trong tầm mắt của hắn. Hai bóng dáng thướt tha đã biến mất, Lý Thiên Mệnh vẫn còn bần thần, lòng hụt hẫng. Hắn vấn vương không chỉ vì Khương Phi Linh xinh đẹp, còn vì cảm giác quen thuộc, hợp nhau, như số phận đưa đẩy hai người đến với nhau, khiến cô nương này in dấu trong lòng hắn. Hơn nữa thoạt trông nàng ngây thơ thuần khiết rồi lại rất cẩn thận, thấm nhuần tất cả. Ví dụ Khương Phi Linh cố ý đưa ngọc bội của Thanh công chúa cho Lý Thiên Mệnh hộ mệnh, biết khi hắn nghe hai chữ thần nguyên thì nét mặt hơi thay đổi, thậm chí chỉ rõ phương hướng cho hắn. Tất cả những điều trên nói lên cô nương này không đơn giản, bí mật của nàng khiến Lý Thiên Mệnh rất tò mò. Người ta vừa đi tiểu hoàng kê lại ngứa mỏ trào phúng. Chậc chậc, bộ dạng động dục của người trông thật xấu xa. Lý Thiên Mệnh cất ngọc bội, mắt nhìn chằm chằm phương hướng Khương Phi Linh chỉ. Chán sống phải không? Tiểu hoàng kê vênh váo nói. Ha ha, nhường ngươi một cánh cũng không đánh lại ta. Lý Thiên Mệnh vươn ra cánh tay trái màu đen. Giờ thì sao? Tiểu hoàng kê thay đổi sắc mặt ngay, thiếu điều quỳ xuống đất, run giọng nịnh nọt. Đại ca thấy khó chịu chỗ nào? Đệ xoa bóp cho. Lý Thiên Mệnh bật cười nói. Vậy mới phải. Thật ra họ đang đùa giỡn. Lý Thiên Mệnh tìm tòi trí nhớ về báu vật này trong ký ức. Thần nguyên. Cái gọi là thần nguyên nghĩa là một loại thần vật thiên địa tự nhiên sinh ra. Nghe đồn thần nguyên là thần linh trời cao sáng tạo ra ban cho nhân gian. Có đủ loại thần nguyên, có thể là cục đá, hoặc là chất lỏng, hoặc một cục đá quý. Thú bản mệnh và mãnh thú được đến thần nguyên phù hợp thuộc tính sẽ tiến hóa, vượt qua phẩm cấp. Khi thú bản mệnh mạnh lên tương đương với tăng cao cực hạn thiên phú của ngự thú sư và thú bản mệnh, năng lực các mặt đều tiến bộ. Thần nguyên gồm 4 cấp bậc thiên, địa, huyền, hoàng. Thần nguyên cấp hoàng bình thường nhất nghe nói có thể cho thú bản mệnh tiến hóa đến thất giai. Thú bản mệnh thất giai đủ để tạo nên thiên tài ngự thú sư khủng bố nhất. Trong Chu Tước Quốc thú bản mệnh thất giai được gọi là vương thú, ngụ ý là vua của thú bản mệnh. Thần nguyên cấp huyền. Cấp địa càng đáng sợ hơn thì hiệu quả khoa trương hơn nữa. Ví dụ như thần nguyên cấp địa cho thú bản mệnh tiến hóa thành thánh thú trong truyền thuyết. Lý Thiên Mệnh từng được đến chiến hồn thánh thú có liên quan với thánh thú, đủ để tạo nên tồn tại chí tôn nguyên viêm hoàng đại lục. Còn về thần nguyên cấp thiên chỉ có trong truyền thuyết. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc hỏi. Huỳnh Hỏa, người mới nói là thần nguyên có ích lớn cho ngươi. Đúng rồi, lúc nãy mới nghe danh từ này thì một thứ lóe lên trong ký ức của ta. Ta từ cự thú hỗn độn thái cổ chuyển hóa thành thú bản mệnh,
nhiều thiên phú bị giới hạn, thần nguyên có thể cho thú bản mệnh tiến hóa, song song đó trợ giúp ta giải thoát gông xiềng, khiến ta biến mạnh vô hạn, mãi khi trở lại thành cự thú hỗn độn thái cổ mới thôi. Đây là huyết mạch đưa cho ta đáp án theo bản năng hiện giờ. Tiểu hoàng kê vẫn luôn suy nghĩ cách giải thoát gông xiềng huyết mạch của nó, tìm cách trở lại làm chim vĩnh hằng ăn mặt trời. Khi nghe hai chữ thần nguyên, nó như tìm ra một đáp án, danh từ này làm huyết mạch của nó sôi trào, Lý Thiên Mệnh thậm chí có cùng cảm giác với nó. Hiện tại nó có thể chất phượng hoàng luyện ngục vĩnh hằng nhưng không phát huy ra nhiều tiềm lực được. Lý Thiên Mệnh nói, miễn có cách là tốt quá rồi, sợ nhất là đầu óc mờ mịt. Ngươi đã cần thần nguyên, ta thì biết nó nằm ở đâu, vậy thì còn chờ gì nữa? Tiểu hoàng kê nói, ngươi muốn cướp thần nguyên của Lôi Tôn Phủ, bọn họ có 4 người, hơn nữa đều được phụ mẫu trưởng bối che chở. Trưởng bối của họ có thể dễ dàng giết chết ngươi. Có thể dùng ngọc bội này đối phó phụ mẫu của họ, xem Trương Sùng kiêng kỵ Thanh công chúa, có vẻ như phụ mẫu của nhóm người không có địa vị quá cao trong Diễm Đô, cùng lắm là trung tầng ở Lôi Tôn Phủ. Nên Lý Thiên Mệnh mới cảm thấy Khương Phi Linh thật sự giúp hắn rất nhiều. Một miếng ngọc bội khiến hắn trở thành người được Thanh công chúa che chở. Lý Thiên Mệnh nói, nên chỉ cần giải quyết thế hệ trẻ Lôi Tôn Phủ là xong. Lý Thiên Mệnh nheo mắt, tuy lúc trước kẻ hại thảm Kim Vũ là Lâm Tiêu Đình, nhưng nhiều thiên tài Lôi Tôn Phủ đều là đồng lõa. Dù đám thanh niên trong Hỏa Lăng Sơn không dính dáng với sự kiện đó nhưng Lý Thiên Mệnh không có chút hảo cảm, thậm chí tràn ngập địch ý. Ví dụ như Trương Tử Hiên mà hắn vừa gặp được cũng chẳng phải thứ tốt lành gì. Tiểu Hoàng Kê nói, ta bỗng nhớ đến một người. Ai? Tiểu Hoàng Kê khẳng định nói. Liễu Thiên Dương hắn nói sẽ ở trong Ly Hỏa Thành một tháng, vì sao phải ở lại một tháng? Chắc chắn hắn là một trong những người cạnh tranh thần nguyên. Với tu vi thú mạch cảnh đệ cửu trọng của hắn có lẽ là người có hy vọng nhất. Gà con siêu khó chịu với thiếu niên kia, đặc biệt là gã cướp mất Viêm Hoàng lệnh của Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh rực cháy nhiệt huyết nói. Ngươi nói đúng, chắc chắn Liễu Thiên Dương ở trong Hỏa Lăng Sơn, tỷ tỷ Liễu Khanh của hắn và phụ thân của ta cũng sẽ theo hắn vào. Vui rồi đây. Tiểu Hoàng Kê cào nhau. Phụ thân của ngươi làm ăn cái kiểu gì vậy? Đầu tiên là tặng Viêm Hoàng lệnh cho Liễu Thiên Dương, giờ mang hắn vào, giúp hắn tìm thần nguyên. Không lẽ Liễu Thiên Dương mới là nhi tử của hắn? Gà con nói rất có lý, hiện thực buồn cười vậy đấy. Phụ thân đuổi nhi tử ra khỏi nhà, tặng tất cả cho người ngoài. Lý Thiên Mệnh cười khẩy nói. Trước kia hắn hay vào Hỏa Lăng Sơn, trên đời này người quen thuộc Hỏa Lăng Sơn nhất chính là hắn. Ngươi đoán xem có khi nào Liễu Khanh vì lấy Viêm Hoàng lệnh và thần nguyên cho đệ đệ nên mới chịu gả cho Lý Viêm Phong? Rất có thể. Lý Thiên Mệnh đứng dậy. Ta đã nhìn thấu, đúng là vĩ đại. Hắn nhìn phương hướng mà Khương Phi Linh chỉ cho. Nếu đúng vậy thì ta càng phải lấy đi thần nguyên, cho ngươi giỏ che mốc nước, công dã tràng, Lý Viêm Phong. Lý Thiên Mệnh không biết nên nói cái gì, hắn không tin trên đời có phụ thân nào khác quái thai giống như Lý Viêm Phong. Còn Liễu Thiên Dương nữa, Viêm Hoàng lệnh thuộc về ta, lần này ta sẽ tự tay lấy nó về. Sau khi lập lời thề, một người một gà không dừng lại, trực tiếp xuất phát, nghênh tiếp chiến đấu. Lý Thiên Mệnh phát hiện Khương Phi Linh chỉ dẫn phương hướng cho hắn không đơn giản là đường đến thần nguyên. Dọc đường đi, mãnh thú ngủ đông, sâu độc lúc nhúc, chứng minh đây là nơi hội tụ linh khí, chỗ linh túy mọc. Nhiệt độ trong Hỏa Lăng Sơn rất cao, quanh năm bị mặt trời chói chang chiếu rọi. Cỏ cây hấp thu linh khí mặt trời nên hình thành linh túy đa số là linh khí lửa. Bởi vậy chốn này là thiên đường của Phượng Hoàng luyện ngục vĩnh hằng. 10 ngày tiếp theo Lý Thiên Mệnh luôn đi về một hướng, tạm thời không tìm được thần nguyên nhưng thấy nhiều linh túy thiên văn màu cam. Ví dụ như có 3 gốc hỏa linh chi, cộng thêm hỏa phần quả, lưu diễm diệp, toàn là linh túy có thiên văn màu cam. Lý Thiên Mệnh và gà con vừa tìm thần nguyên vừa ăn sống linh túy để tu luyện. Trong lòng núi tuy ẩn giấu nguy hiểm, thỉnh thoảng bị mãnh thú đánh lén nhưng hiệu quả cũng khá lớn. Ngày thứ 10 từ sau khi chia tay với Thanh công chúa và Khương Phi Linh, Lý Thiên Mệnh cùng Tiểu Hoàng Kê đột phá đến thú mạch cảnh đệ lục trọng. Về cảnh giới thì hắn đã vượt qua Lý Tuyết Kiều, sắp bắt kịp Lý Tử Phong. Lý Thiên Mệnh thầm cảm khái. Tốc độ tu luyện thế này nhanh đến vượt sức tưởng tượng, nhớ năm xưa từ khi mình bắt đầu tu luyện đến thú mạch cảnh đệ lục trọng phải mất vài năm trời. Mọi thứ đều nhờ Phượng Hoàng luyện ngục vĩnh hằng. Từ khía cạnh khác chứng minh khác biệt to lớn giữa Phượng Hoàng luyện ngục vĩnh hằng và chim đại bàng bốn cánh vàng. Quả trứng thứ hai vẫn đang rung rinh, nhưng nhóc con này hơi lười,
tới bây giờ chưa chịu nở trứng. Lý Thiên Mệnh luôn quan sát tình hình trong không gian bản mệnh, gà con lông tơ mạnh mẽ làm hắn tràn ngập mong đợi với cự thú hỗn độn thái cổ thứ hai. Mấy ngày nay tìm được nhiều thanh linh thảo. Thanh linh thảo không phải linh túy quý hiếm gì. Lý Thiên Mệnh vào sâu trong Hỏa Lăng Sơn, rất dễ bắt gặp thanh linh thảo, hắn hái 30 mấy gốc cây, gói cất kỹ. Ra khỏi nhà hơi lâu, đã tìm được thanh linh thảo rồi, chờ tìm thấy thần nguyên sẽ về ngay. Vì tiểu hoàng kê tỏ ra vô cùng khao khát thần nguyên nên Lý Thiên Mệnh quyết định tìm kiếm lâu hơn trong Hỏa Lăng Sơn. Linh Nhi đã chỉ phương hướng này cho mình, chỉ cần đi tìm thì chắc chắn sẽ tìm thấy nơi đặc biệt ẩn giấu thần nguyên. Đó là một thiếu nữ kỳ diệu, Lý Thiên Mệnh tin tưởng 100% vào nàng. Ngày thứ hai sau khi đột phá thú mạch cảnh đệ lục trọng, một hồ nước đập vào mắt Lý Thiên Mệnh. Đứng ở ven hồ có thể trông thấy mặt hồ bốc hơi nóng, vươn tay chạm vào, hơi ấm khá cao, người thường không tu luyện mà bước xuống chắc chắn sẽ phỏng ra. Hồ nước đặc biệt vừa lúc nằm trên đường Khương Phi Linh chỉ dẫn, đây là chỗ đặc biệt nhất mà Lý Thiên Mệnh gặp phải từ lúc lên đường tìm kiếm, nên hắn quyết định lặn xuống hồ xem sao. Dựa theo trực giác mách bảo, Lý Thiên Mệnh nói. Cẩn thận chút, ta cảm giác trong hồ có thứ đáng sợ, dù thần nguyên thật sự có ở đây cũng sẽ tràn đầy thử thách. Tiểu Hoàng Kê khinh thường nói. Đồ nhát gan, chậc chậc, không biết đến bao giờ ngươi mới thần dũng như ra được. Sự thực chứng minh gà con khoác lác, vừa lặn xuống hồ nước nóng bỏng nó liền trốn vào ngực áo Lý Thiên Mệnh, chỉ dám ló đầu nhỏ ra hồi hộp quan sát bên ngoài. Nước hồ hơi đục nên khó thấy rõ tình hình đáy hồ. Nhưng Lý Thiên Mệnh vui mừng phát hiện tầm mắt của con mắt trong lòng bàn tay trái vẫn rõ ràng, dù hồ nước có nhiều tạp vật. Nói thật thì nếu tháo mảnh vải quấn cánh tay ra sẽ thấy tay trái của hắn trông rất ngầu, khí chất vốn nho nhã tăng thêm 3 phần bá đạo và yêu dị. Nếu tay phải cầm thêm thanh huyết hỏa thứ đi trong bóng đêm thì hắn như người gặt linh hồn. Lý Thiên Mệnh đã lặn xuống đáy hồ, nhiệt độ càng cao, nhiều tảng đá bị đốt đỏ, nghĩa là dưới hồ nước có địa mạch dung nham, hèn gì linh khí lửa đậm đặc như vậy. Xem rõ mồn một, Lý Thiên Mệnh phỏng chừng người khác lặn xuống ở vị trí như hắn sẽ không thấy rõ bằng hắn. Đôi mắt trên đầu như vải đen che kín, tiểu hoàng kê cũng không nhìn thấy gì, nhưng mắt trên bàn tay trái thấy rõ hoa văn trên tảng đá ở đáy hồ. Hắn tìm sơ qua nửa hồ nước. Lý Thiên Mệnh đột nhiên đẩy mấy tảng đá dưới hồ sang bên, thấy sâu ở đáy hồ có một miệng giếng. Đây là cái gì? Miệng giếng được đúc bằng kim loại thanh đồng, tràn ngập dấu vết năm tháng. Một miếng đá thanh đồng lấp kín miệng giếng không chừa kẽ hở, không có cách nào chui xuống giếng. Quan trọng là miệng giếng nằm ở vị trí ẩn khuất, nếu Lý Thiên Mệnh không có con mắt thứ ba, người bình thường đến đây rất khó tìm thấy miệng giếng này. Tiểu Hoàng Kê nghe hắn miêu tả xong không kiềm được tưởng tượng lung tung. Giếng bị phong kín, có khi nào giấu kho báu gì không? Lý Thiên Mệnh chỉ miếng đá thanh đồng lấp miệng giếng. Ngươi nhìn chỗ này xem, hình như có một lỗ khóa. Tiểu Hoàng Kê cào nhau. Nhìn cái quái gì, ra có thấy được đâu. Lý Thiên Mệnh lại gần nghiên cứu, hắn đoán chỗ lõm vào là lỗ khóa, nếu tìm được chìa khóa thì sẽ mở miệng giếng được. Lý Thiên Mệnh suy đoán. Có khi nào thần nguyên nằm ở bên trong, vậy lo tìm chìa khóa đã, không chừng nó nằm ở đâu đó trong hồ nước. Lý Thiên Mệnh tạm ghi nhớ vị trí này. Hồ nước rất lớn, còn 2/3 chưa tìm kiếm, nên hắn tiếp tục lặn và siêu tầm khu vực khác. Qua khoảng một khắc đồng hồ, Lý Thiên Mệnh chợt phát hiện ánh sáng lóe lên từ giữa hồ. Hắn bơi nhanh qua, xem kỹ thì thấy một cục đá dài nằm trên tảng đá to. Cục đá tỏa ánh huỳnh quang, Lý Thiên Mệnh cảm nhận hơi thở kỳ diệu tạo hóa thiên địa từ cục đá. Lý Thiên Mệnh kích động kêu lên. Chìa khóa. Cùng lúc đó, Tiểu Hoàng Kê thốt ra hai chữ khác. Thần nguyên. Lý Thiên Mệnh khẳng định. Là sao, hình dạng cục đá này khớp với chỗ lõm vừa rồi. Nó là chìa khóa miệng giếng. Tiểu Hoàng Kê kích động nói. Vớ vẩn, nó vốn là thần nguyên. Ta đã ngửi được mùi, chẳng lẽ ta không phân biệt ra thần nguyên? Chắc chắn không. Lý Thiên Mệnh quan sát kỹ hơn, phát hiện cục đá đúng là cho cảm giác thần nguyên giống miêu tả trong sách. Hắn còn tưởng rằng thần nguyên giấu rất sâu, có lẽ nằm dưới miệng giếng không ngờ nó được đặt ngang nhiên tại đây. Tiểu Hoàng Kê nói. Đương nhiên chắc rồi, mau mang đi. Lý Thiên Mệnh nheo mắt nói. Dù nó là thần nguyên nhưng ta khẳng định nó cũng là chìa khóa miệng giếng, không chừng đáy giếng còn có thứ khác. Tiểu Hoàng Kê nói. Dễ thôi, lấy thần nguyên đi trước rồi thử cách khác. Tốt. Lý Thiên Mệnh khóa chặt mục tiêu, nhưng hắn trực giác không ổn,
vì cảm thấy quá trình tìm kiếm thần nguyên quá đơn giản. Chờ đã. Lý Thiên Mệnh dừng bước lại, cẩn thận nhìn bốn phía. Tiểu Hoàng Kê cũng cảm nhận được. Có hơi thở của mãnh thú. Hơi thở này hơi mỏng manh nhưng nếu tìm kỹ thì không khó khăn. Chỗ đó. Lý Thiên Mệnh nhìn thấy trong bùn nước đáy hồ phía sau thần nguyên lộ ra hai hàng thứ giống lúa ới dao to. Mỗi hàng có mười mấy lưỡi dao cao cỡ một thước, nhiều thực vật quấn quanh lưỡi dao nhưng vẫn cảm nhận được phần lưỡi dao cực kỳ sắc bén. Lưỡi dao này không phải mãnh thú mà là một phần thân thể của nó. Một con mãnh thú khổng lồ ẩn núp trong nước bùn, phỏng chừng dài mười mấy thước, kích cỡ như vậy chắc chắn là cự thú. Có lẽ cự thú đang ngủ say, chứ không thì nhóm Lý Thiên Mệnh đến gần như vậy nên sớm hấp dẫn sự chú ý của nó. Lý Thiên Mệnh nhíu mày nói. Ngạc ngư lưng đao khổng lồ, mãnh thú tam giai. Hai hàng lưỡi dao trên lưng mãnh thú rất bắt mắt nên hắn nhận ra ngay. Quả nhiên, muốn lấy thần nguyên không dễ dàng, vì ngạc ngư lưng đao khổng lồ này là mãnh thú tam giai. Mãnh thú tam giai có sức chiến đấu ngang ngửa ngự thú sư linh nguyên cảnh, mãnh thú từ tam giai trở lên có thần thông thức tỉnh đáng sợ. Lý Thiên Mệnh mới chỉ đến thú mạch cảnh đệ lục trọng, đấu cứng tuyệt đối không đánh lại cá sấu lưng đạo khổng lồ. Mãnh thú như ngạc ngư lưng đao khổng lồ mạnh hơn Liễu Thiên Dương nhiều, Lý Thiên Mệnh 3 năm trước là linh nguyên cảnh cũng khó đánh thắng mãnh thú tam giai này. Lý Thiên Mệnh nhanh chóng đưa ra kết luận. Không đánh lại, chỉ có thể dùng trí tuệ, không thể cường công. Tiểu Hoàng Kê bĩu môi nói. Chàng trai, nói cho ta biết làm sao dùng trí tuệ. Lý Thiên Mệnh đáp. Để ta dụ nó ra ngoài, còn ngươi thừa dịp lẻn vào trộm đi thần nguyên. Bên họ có hai người, mãnh thú kém trí thông minh nhất, miễn Lý Thiên Mệnh thành công khiêu khích là có thể dụ đi cá sấu lưng đạo khổng lồ. Tiểu Hoàng Kê châm chọc. Ngươi đi, ngươi cảm thấy mãnh thú này sẽ không đuổi kịp mình. Lý Thiên Mệnh khinh thường nói. Ý ngươi là sao, chứ không lẽ để ngươi làm mồi dụ, ngươi có lá gan đó không hả con gà vô dụng. Tiểu Hoàng Kê nổi giận xù lông. Ngươi nói thêm câu nữa xem. Lý Thiên Mệnh tiếp tục đâm dao vào tim. Ngươi thích hợp làm mồi dụ mãnh thú này hơn ta, nhưng quan trọng là ngươi không có lá gan đó. Tiểu Hoàng Kê quắc mắt quát. Dẹp đi, để lão tử dụ nó. Nếu không xử được nó thì lão tử theo họ của ngươi, nhận ngươi làm phụ thân. Nói thật ra thân thể của nó nhỏ bé, ngạc ngư lưng đao khổng lồ dù cường đại nhưng hình thể cồng kềnh, rượt bắt trong rừng sẽ gặp nhiều chướng ngại vật. Hơn nữa Tiểu Hoàng Kê biết bay, miễn không đấu cứng thì nó khắc chế được ngạc ngư lưng đao khổng lồ, ít ra thích hợp làm mồi hơn Lý Thiên Mệnh. Thân thể gà con nhỏ bé chui vào đống lá rụng thì ngạc ngư lưng đao khổng lồ khó tìm ra tung tích. Lý Thiên Mệnh khá yên tâm với bé gà. Tiểu Hoàng Kê hỏi. Sau khi lấy được thần nguyên thì làm gì tiếp theo? Dùng thần nguyên thử xem có thể mở ra miệng giếng kia không? Lý Thiên Mệnh nói. Chúng ta sẽ hội hợp trước. Nếu ngươi có thể dụ ngạc ngư lưng đạo khổng lồ đi thật xa thì chúng ta có thời gian thử nghiệm. Tiểu Hoàng Kê cười đắc ý nói. Ngươi có thể tự leo xuống thăm dò hay do vì thiếu ta nên ngươi sợ, không dám xuống một mình. Lý Thiên Mệnh trợn trắng mắt. Ta sợ ngươi ở bên ngoài xảy ra chuyện, bị ngạc ngư lưng đạo khổng lồ ăn luôn. Lý Thiên Mệnh cho rằng muốn xuống giếng thì tốt nhất cùng nhau hành động, dù sao bốn phía còn có đối thủ Lôi Tôn Phủ. Cả hai nói làm liền làm. Trước tiên rời xa hồ nước, Lý Thiên Mệnh tìm một góc ẩn núp. Tiếp theo đến lượt Tiểu Hoàng Kê biểu diễn. Tuy tin tưởng gà con nhưng Lý Thiên Mệnh không quên dặn dò. Cẩn thận chút. Tiểu Hoàng Kê tự tin tràn trề nói. Mở to hai mắt xem cho rõ cái gì gọi là dắt chó. Chờ Lý Thiên Mệnh tìm chỗ núp kỹ, Tiểu Hoàng Kê lao nhanh vào giữa hồ gây tiếng động lớn, phỏng chừng chốc lát là nhảy đến trước mắt ngạc ngư lưng đạo khổng lồ. Ngạc ngư lưng đạo khổng lồ đang ngủ say. Tiểu Hoàng Kê rơi xuống đầu nó, giơ cánh vén mí mắt mãnh thú lên sau đó dùng mỏ mổ. Mẫu thân của ngươi bỏ trốn với người ta rồi kìa còn ở đó mà ngủ. Ta mổ chết ngươi. Con gà này mà giải phóng bản tính thì quậy kinh thiên động địa. Ngạc ngư lưng đao khổng lồ ăn quả đau thì giật mình tỉnh lại, phát ra tiếng gầm giận dữ. Tiểu Hoàng Kê chạy nhanh như bay lao ra hồ nước, kiêu ngạo la lối rất là đáng ăn đòn. Giống cái quái gì, đuổi theo ta này. Bùm bùm. Giây sau, một con ngạc ngư lưng đao khổng lồ màu đen ngoi lên từ giữa hồ. Nó cuốn nhiều nước hình thành cột nước như vòi rồng đổ ập về phía Tiểu Hoàng Kê, có thể thấy rõ mắt của cá sấu lưng đao khổng lồ đã đỏ ngầu. Bùm 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 bùm. Nhiều vòi rồng nước hình thành,
tập trung cắt xé tiểu hoàng kê, trận thế lớn như vậy công kích bé gà đáng yêu thì hơi dao mổ trâu giết gà. Vòi rồng nước là thần thông thức tỉnh của cá sấu lưng đạo khổng lồ, uy lực khá lớn, rừng rậm cách phía trước hồ nước mấy trăm thước cũng bị cắt nát. Ngốc ngu đần thối, đuổi theo ta thử xem, không bắt kịp thì ngươi là nhi tử ruột của ta. Tiểu hoàng kê nhanh nhẹn mạo hiểm né tránh trong vòi rồng nước. Tuy ngạc ngư lưng đao khổng lồ không nghe hiểu lời nói của nó nhưng cảm nhận được sự khiêu khích. Ngạc ngư lưng đao khổng lồ lại gầm giống, tử chi thô to vỗ mặt nước vọt lên bờ, nơi nó đi qua đất rung núi chuyển. Nó đã bị dẫn đi thành công, đây là cơ hội tuyệt vời cho Lý Thiên Mệnh. Xem cấp độ động đất từ đó tính ra vị trí ngạc ngư lưng đao khổng lồ đang ở, chờ lúc mãnh thú trở về đã đủ thời gian cho Lý Thiên Mệnh lấy đi thần nguyên. Vì thế hắn dứt khoát lao vào giữa hồ. Hồ nước nóng bỏng bị ngạc ngư lưng đao khổng lồ khuấy động trời long đất lở, Lý Thiên Mệnh xông vào trong, nhắm ngay thần nguyên. Hắn bơi nhanh trong nước, thoáng chốc đến gần thần nguyên. Vào tay. Thần nguyên không quá to, Lý Thiên Mệnh nhét nó vào lớp áo. Sau khi thuận lợi lấy được thần nguyên, hắn không dừng lại thêm giây nào, ngoi lên khỏi mặt hồ ngay. Thần nguyên quý giá như vậy mà lấy đến dễ dàng. Hội họp với huỳnh hỏa đã. Lần này tiểu hoàng kê có công lao lớn nhất, chờ xem nó có thể cắt đuôi ngạc ngư lưng đao khổng lồ được không. Nếu có thể dụ ngạc ngư lưng đao khổng lồ đi xa, còn mình thì vòng về trước, Lý Thiên Mệnh sẽ có cơ hội thử dùng thần nguyên mở miệng giếng. Kỵ nhất là ngự thú sư và thú bản mệnh cách nhau quá xa, rất dễ bị đánh bại từng bên. Đúng như Lý Thiên Mệnh suy nghĩ, hắn mới lên mặt hồ chờ tiểu hoàng kê liền cảm nhận được nguy hiểm buông xuống. Ngươi là ai? Một thiếu nữ áo lam xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Thiếu nữ mắt sáng môi trắng, eo liễu mảnh nhỏ, mắt màu xanh biếc tựa làn nước, nhưng hàng chân mày đọng lại nét ngạo mạn giống như Lý Tuyết Kiều làm giảm bớt mỹ cảm. Quả nhiên cá sấu lưng đạo khổng lồ gây động tĩnh hấp dẫn người khác đến, nếu không đoán sai thì thiếu nữ này là người Lôi Tôn phủ. Phía xa vọng lại giọng ồm ồm. Thần nguyên ở trên người của hắn. Lý Thiên Mệnh ngước đầu lên, thấy hai nam nhân trung niên mặc áo đen đứng bên bờ hồ. Xem mặt mũi phỏng chừng là huynh đệ. Ánh mắt thiếu nữ áo lam hờ hững nhìn Lý Thiên Mệnh chằm chằm. Phụ thân, thúc thúc có chắc chắn không? Thiếu nữ đạp trên mặt nước, sóng nước dập dờn nhưng nàng đứng vững vàng hình như tạo nghệ rất sâu, có lẽ mạnh còn hơn Trương Tử Hiên. Một nam nhân trung niên râu dài hơn trả lời. Đương nhiên chắc chắn, mau cướp lấy. Ngạc ngư lưng đạo khổng lồ mới rời đi rất có thể sẽ quay lại, theo quy định thì chúng ta không thể xuống tay với nó. Nhân vật cỡ như bọn họ thì thú bản mệnh cơ bản đã trưởng thành đến mức tận cùng đang trong thời kỳ mạnh nhất, người trẻ tuổi không thể nào đánh lại được. Biết, thiếu nữ áo lam lao nhanh về phía Lý Thiên Mệnh, lạnh lùng nói. Ta không biết ngươi là sơn dân từ đâu đến, thần nguyên này là vật của Lôi Tôn phủ ta vậy mà ngươi dám nhúng chàm. Ta cho ngươi một cơ hội, buông thần nguyên xuống rồi đi ngay, nếu không hãy để mạng sống tại chỗ này. Người Lôi Tôn phủ cao cao tại thượng, nói chuyện luôn bá đạo như vậy. Không chừa chút đường giảng hòa. Lý Thiên Mệnh nhếch mép, xoay người đi. Thiếu nữ áo lam đen mặt, dứt khoát đuổi theo. Muốn chết. Cùng lúc đó, một con thú bản mệnh ra khỏi không gian bản mệnh của thiếu nữ áo lam, chui xuống giữa hồ. Lý Thiên Mệnh nhìn thấy ngay. Thú bản mệnh của nàng ta là hệ băng thủy. Hình như là một con cá lớn màu lam, vảy cá sáng bóng, phần đầu nhô gai nhọn bén, loáng thoáng thấy có mấy con mắt. Bùm. Cá bơi trong nước quả nhiên rất đáng sợ, Lý Thiên Mệnh cảm nhận uy hiếp đang nhanh chóng đến gần. Đột nhiên một vật to lao ra khỏi mặt nước, gai nhọn trên đầu đâm vào lưng Lý Thiên Mệnh. Vèo! Lý Thiên Mệnh thi triển thân pháp đạp trên mặt nước né qua, cá bay lặn xuống nước rồi nhanh chóng xông tới gần hắn. Lý Thiên Mệnh nhìn thoáng qua liền phân biệt ra chủng loại của thú bản mệnh nhờ 6 con mắt. Trên đầu nó, lục nhãn phi ngư, thú bản mệnh loài cá hệ băng thủy, trình độ ngũ giai. Lý Thiên Mệnh tiếp tục tránh né. Không phải hắn không đánh lại mà vì trong hồ nước không phải chiến trường thuộc về hắn. Hồ nước tăng phúc lớn cho sức chiến đấu của một người một cá, hắn đánh nhau trong chỗ này sẽ không chiếm ưu thế. Hơn nữa thiếu tiểu hoàng kê ở bên cạnh tương đương với Lý Thiên Mệnh lẻ loi bị vây công. Thiếu nữ áo lam Giang Diệc Lâm vừa rượt bắt Lý Thiên Mệnh vừa tức giận quát. Sơn dân tặc tử, ta là Giang Diệc Lâm của Lôi Tôn phủ. Phụ thân và thúc thúc của ta là nhân vật đỉnh cấp trong Lôi Tôn phủ. Ngươi còn không bó tay chịu trói thì ta bảo đảm cả nhà của ngươi đều gặp họa. Nàng chưa bao giờ gặp ai không sợ chết như vậy.
Trong khi Giang Diệc Lâm đe dọa thì Lý Thiên Mệnh thành công lên bờ, Lục Nhãn Phi Ngư đâm mấy lần đều bị hụt. Giang Diệc Lâm nghiêm túc nói. Người nghĩ lên bờ là xong rồi sao? Ta đã là thú mạch cảnh đệ bát trọng, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Giang Diệc Lâm cũng lên bờ, Lục Nhãn Phi Ngư theo sau nàng bay lên đất liền. Thú bản mệnh này bay dựa vào vây cá lớn, có thể chiến đấu trên trời nhưng không mạnh bằng lúc. Ở dưới nước, mỹ nữ, cứ tới đây đi. Đúng là thú mạch cảnh đệ bát trọng rất mạnh, cao hơn Lý Thiên Mệnh hiện giờ hai cảnh giới, hơn nữa bên cạnh hắn không có thú bản mệnh. Giây sau, Giang Diệc Lâm rút ra thú binh Lam Huyết Kiếm chỉ vào Lý Thiên Mệnh. Gan to bằng trời, thật buồn cười. Nàng lười nói nhiều, giết người cướp bảo bối là mục đích duy nhất của nàng. Phi Lưu Kiếm Pháp. Đây là chiến quyết cấp thú cao phẩm, kiếm khí quét qua như thác nước đổ xuống hung mãnh mà dày nặng, hoàn toàn không nhìn ra đó là kiếm pháp do nữ giới thi triển ra. Mỗi đường kiếm hầu như mang theo lực lượng chặt đứt sông. Cùng lúc đó, thú bản mệnh Lục Nhãn Phi Ngư cũng thi triển thú pháp Phi Lưu Kiếm Pháp, phần thú pháp mang tên Phi Lưu Nhất Kích. Đầu Lục Nhãn Phi Ngư mọc gai nhọn hoắt như trường thương, cũng cứng như thú binh. Lục Nhãn Phi Ngư bay lên cao, đâm thẳng về phía Lý Thiên Mệnh, thêm vào tốc độ khiến Phi Lưu Nhất Kích có thể đâm thủng tảng đá to. Thú mạch cảnh đệ bát trọng gần bằng viên mãn, thực lực của Giang Diệc Lâm sắp bắt kịp Liễu Thiên Dương. Nhưng thú nguyên luyện ngục vĩnh hằng trên người Lý Thiên Mệnh cũng bàng bạc. Đây là cuộc chiến nước lửa, khó mà dung hòa. Tay phải của hắn cầm huyết hỏa thứ, cánh tay trái hắc ám siết chặt thành nắm đấm. Sau vài lần chiến đấu đem lại kinh nghiệm, Lý Thiên Mệnh đã hiểu biết sâu hơn về cánh tay trái phủ đầy vảy giáp lục giác. Cái kiềm của Lam Vĩ độc hạt khó gây ra tổn thương cho cánh tay trái của hắn, nên thú binh bình thường của Giang Diệc Lâm càng không thể tạo vết chầy nào, dù là huyết hỏa thứ cũng không làm được. Suy ra cánh tay hắc ám chẳng những có thể tiến công, còn có thể cứng rắn phòng thủ như tấm thuẫn. Đợt giao phong này cực kỳ hung mãnh, Lý Thiên Mệnh lấy một chọi hai rất là khó khăn. Nhưng đang trên đất bằng, đây là chiến trường của hắn. Lục Nhãn Phi Ngư lao nhanh đến, Lý Thiên Mệnh thi triển Quỷ Anh Bộ biến đổi khó dò trong rừng rậm, né qua Phi Lưu Nhất Kích rồi lắc người đến trước mặt Giang Diệc Lâm. Tất nhiên Giang Diệc Lâm không sợ Lý Thiên Mệnh, nàng sẵn sàng chuẩn bị chém ra Phi Lưu Kiếm Pháp. Với bất cứ chiến quyết nào thì phần võ pháp chắc chắn mạnh hơn phần thú pháp. Kiếm pháp bộc phát ra như thác nước đổ xuống 3.000 thước, kiếm khí hùng hồn trút xuống như cơn mưa tầm tã. Mặt Lý Thiên Mệnh không biểu tình, có khí thế một phu chắn ải vạn phu không qua được. Hắn bỗng xông lên, dùng cánh tay trái đỡ Lam Huyết Kiếm của Giang Diệc Lâm. Keng! Tiếng vang chát chúa, Lý Thiên Mệnh cảm giác cánh tay trái như bị kiến cắn, không quá đau. Nhưng lực lượng khổng lồ từ đối phương chấn người hắn run rẩy, thú mạch cảnh đệ bát trọng quả nhiên rất mạnh. Nhưng hiệu quả này khiến Giang Diệc Lâm ngẩn ngơ, nàng định chém đứt cánh tay của Lý Thiên Mệnh, nào ngờ đối phương khỏe mạnh lành lặn. Cho dù tay của hắn bao lớp da sắt cũng sẽ bị chặt cụt mới đúng. Giang Diệc Lâm không có thời gian suy nghĩ vẩn vơ, vì Lý Thiên Mệnh đã đỡ được Phi Lưu Kiếm Pháp của nàng thì giây sau đến lượt hắn tiến công. Một vệt sáng đỏ xẹt nhanh qua. Sự đáng sợ của chiến quyết cấp thú siêu phàm phô bày ra. Chiến quyết vô địch trong thú mạch cảnh, chỉ có hơi lửa nóng cháy vụt qua. Đây là... Giang Diệc Lâm vội né tránh nhưng thoáng chốc một lũ tóc dài bay ra ngoài, trên khuôn mặt trắng nõn mềm mại để lại một vết. Mặt Lý Thiên Mệnh không biểu tình, có khí thế một phu chắn ải vạn phu không qua được. Hắn bỗng xông lên, dùng cánh tay trái đỡ Lam Huyết Kiếm của Giang Diệc Lâm. Keng! Tiếng vang chát chúa. Lý Thiên Mệnh cảm giác cánh tay trái như bị kiến cắn, không quá đau. Nhưng lực lượng khổng lồ từ đối phương chấn người hắn run rẩy, thú mạch cảnh đệ bát trọng quả nhiên rất mạnh. Nhưng hiệu quả này khiến Giang Diệc Lâm ngẩn ngơ, nàng định chém đứt cánh tay của Lý Thiên Mệnh, nào ngờ đối phương vẫn khỏe mạnh lành lặn. Cho dù tay của hắn bao lớp da sắt cũng sẽ bị chặt cụt mới đúng. Giang Diệc Lâm không có thời gian suy nghĩ vẩn vơ. Vì Lý Thiên Mệnh đã đỡ được Phi Lưu Kiếm Pháp của nàng thì giây sau đến lượt hắn tiến công. Một vệt sáng đỏ xẹt nhanh qua, sự đáng sợ của chiến quyết cấp thú siêu phàm phô bày ra. Chiến quyết vô địch trong thú mạch cảnh, chỉ có hơi lửa nóng cháy vụt qua. Đây là... Giang Diệc Lâm vội né tránh nhưng thoáng chốc một lũ tóc dài bay ra ngoài, trên khuôn mặt trắng nõn mềm mại để lại một vết máu. Giang Diệc Lâm ngây người, định mắng chửi. Ngươi! Lý Thiên Mệnh thế như trẻ che tung nắm đấm tay trái. Giang Diệc Lâm phất tay đỡ, nhưng không cách nào ngăn cản long tượng trọng quyền của Lý Thiên Mệnh.
Cú đấm này như rồng voi dẫm đạp lên bụng Giang Diệc Lâm. Giang Diệc Lâm phun ra búng máu. Phụt! Nàng hét thảm, mặt trắng bệch bay ra ngoài. Nhưng Giang Diệc Lâm chưa kịp bay xa thì bị Lý Thiên Mệnh ôm eo, tay cầm huyết hỏa thứ dán sát cổ họng nàng nhanh chóng xoay người khiến nàng chắn ở trước mặt. A! À, phi lưu nhất kích của Lục Nhãn Phi Ngư lại đâm tới, nhưng Giang Diệc Lâm đã che trước mặt Lý Thiên Mệnh. Nếu Lục Nhãn Phi Ngư tiếp tục tấn công sẽ phải giết ngự thú sư của nó trước. Lục Nhãn Phi Ngư buộc phải nhanh chóng đổi hướng, đụng đầu xuống đất, gai ghim vào tảng đá. Con cá tội nghiệp bị đụng nổ đom đóm mắt, suýt ngất xỉu. Chiến đấu kết thúc. Sau khi Lý Thiên Mệnh tăng lên tới thú mạch cảnh đệ lục trọng, hắn lấy một chọi hai đánh gục Giang Diệc Lâm, kiềm kẹp làm con tin. Lần này Lý Thiên Mệnh đã học khôn, nếu lần trước hắn dùng Trương Tử Hiên làm con tin thì đã không bị phụ mẫu của gã uy hiếp. Giang Diệc Lâm lạnh lùng âm hiểm nhìn hắn. Không ngờ tiện dân nhà ngươi còn có thực lực như vậy. Nhưng ngươi chết chắc rồi, dám tổn thương ta, ngươi có biết cái gì là lôi tôn phủ không? Phần bụng đau đớn làm nàng thở hổn hển. Lý Thiên Mệnh một tay cầm huyết hỏa thứ khống chế sự sống chết của nàng, một tay bóp mỏ nàng. Ngậm miệng nhỏ lại. Ánh mắt Giang Diệc Lâm hung ác định cãi lại, nhưng bị Lý Thiên Mệnh bóp mỏ chỉ có thể phát ra tiếng ú ớ. Đủ rồi. Ngay lúc này, hai nam nhân khí thế ngập trời xuất hiện trước mắt hai người. Hai nam nhân âm trầm nhìn Lý Thiên Mệnh, trong mắt tràn ngập sát khí đáng sợ. Nếu Lý Thiên Mệnh không nắm chặt sự sống chết của Giang Diệc Lâm thì hai người đã giết hắn. Rồi, thật ra bọn họ không hành động ngay vì còn bận thảo luận tình huống của Lý Thiên Mệnh. Trong phương án của Lôi Tôn Phủ không có người ngoài tham gia, còn gặp trường hợp người trẻ tuổi không phải Lôi Tôn Phủ nhưng giành lấy thần nguyên. Hai người thảo luận việc làm trưởng bối có thể ra tay giết Lý Thiên Mệnh giành lại thần nguyên đưa cho vãn bối không. Theo đạo lý thì không thể làm như vậy, vì chẳng khác nào Giang Diệc Lâm lấy được thần nguyên miễn phí, những người khác làm sao chịu phục. Nên để Giang Diệc Lâm đánh bại Lý Thiên Mệnh rồi cướp lấy thì hợp lý hơn. Nhưng bọn họ không thể ngờ rằng người bị nghiền ép đánh bại là Giang Diệc Lâm. Phụ thân của Giang Diệc Lâm, Giang Đào trầm giọng nói. Tiểu tử, người quá trẻ tuổi, chưa biết mình đắc tội với tồn tại thế nào. Nếu ngươi biết Lôi Tôn Phủ là thế lực gì thì ta bảo đảm ngươi sẽ khóc ngay. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Không thể nào, ta khó khóc lắm. À, vậy thì ngươi chết đi. Giang Đào chỉ có thể nói rằng người trẻ tuổi này quá ngây thơ, tưởng bắt cóc Giang Diệc Lâm ngay trước mặt họ là sẽ bình yên sao. Hắn quá coi thường cường giả. Mắt thấy hai người sắp ra tay. Lý Thiên Mệnh chợt cười nói. Thật ra ta biết Lôi Tôn Phủ. Giang Đào hỏi. Biết Lôi Tôn Phủ mà ngươi còn dám sằng bậy như vậy, là vì ngươi bị khùng hay muốn tự sát? Lý Thiên Mệnh thản nhiên cười nói. Đều sai, ta muốn nói rằng Lôi Tôn Phủ là cái thá gì? To gan. Lại sai, lá gan của ta nhỏ lắm. Lý Thiên Mệnh vừa nói vừa chìa ra ngọc bội được Thanh Công Chúa tặng cho, nếu không lấy ra sẽ bị họ giết. Giang Đào kinh ngạc kêu lên. Ngọc bội của vương tộc, Chu Tước Xanh, là Thanh Công Chúa. Lý Thiên Mệnh chưa xem kỹ ngọc bội, nghe Giang Đào miêu tả thì đưa mắt nhìn kỹ. Quả nhiên trên ngọc bội in hình con chu tước màu xanh, nghe nói thú bản mệnh loại chu tước thấp nhất cỡ lục giai. Đây mới là huyết mạch cao quý thật sự. Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta là người của Thanh Công Chúa, lấy đi thần nguyên này có gì không ổn sao? Những người này không biết thân phận thật sự của Lý Thiên Mệnh, hắn nói lấp lửng tạo hiệu quả đe dọa rất tốt. Có thể trở thành người của Thanh Công Chúa vốn cũng mang bối cảnh không giàu thì được quyền, tuyệt đối sẽ không là thôn dân rừng rú ở đây. Giang Đào cắn răng, mắt lấp lóe tia sáng. Hèn gì người có sức chiến đấu như vậy? Lý Thiên Mệnh bình tĩnh hỏi. Ta nhớ kỹ vẻ ngoài của ngươi. Hôm nay ngươi dám cướp thần nguyên với ta, chờ khi trở lại. Diễm Đô sẽ xảy ra chuyện gì? Giang Đào nói. Các hạ nói đùa, đương nhiên Lôi Tôn Phủ chúng ta không dám cứng rắn cướp giật. Nhưng có thể mạo muội hỏi một câu thân phận của lệnh tôn là gì? Lý Thiên Mệnh nói. Phụ thân của ta hả? Đó là đại nhân vật, chắc chắn người quen. Là vị cường giả nào? Lý Thiên Mệnh hơ ngọc bội. Ngươi tự đoán đi. Hắn đẩy Giang Diệc Lâm ra ngoài. Nữ hài tử thì đừng dã man như vậy, đánh giết làm chi, không ra thể thống gì. Giang Diệc Lâm tức giận trắng mặt, nhưng nàng giận mà không dám nói gì, phụ thân còn kiêng kỵ ngọc bội chứ nói gì tới nàng. Lý Thiên Mệnh cầm thần nguyên nghênh ngang rời đi. Tạm biệt. Giang Diệc Lâm vội nói. Phụ thân, không thể thả hắn đi.
Lỡ như hắn tình cờ nhặt được ngọc bội thì sao? Giang Đào nói. Không thể nào là nhặt được, Thanh công chúa sẽ không làm rơi thứ như vậy. Chắc chắn là người công chúa rất xem trọng mới ban cho ngọc bội của vương tộc. Tiểu tử này từ đầu tới đuôi không sợ chúng ta chút nào, nếu không có chỗ dựa thì sao hắn dám bình tĩnh như không có gì? Giang Diệc Lâm uất nghẹn hỏi. Vậy cứ để mặc hắn lấy đi thần nguyên sao? Chứ làm gì bây giờ? Vốn là hắn cướp từ tay Ngạc Ngư Lưng Đạo khổng lồ. Tuy họ ôm một bụng tức giận nhưng không cách nào trút ra, thật là khóc không ra nước mắt. Lý Thiên Mệnh vừa đi không lâu lại có ba người chạy nhanh đến, đáp xuống cạnh hồ nước. Hai phe nhận ra đối phương ngay. Giang Diệc Lâm, nàng lấy được thần nguyên rồi. Nói chuyện là một thiếu niên thanh tú, cưỡi một con thiểm điện báo vèo một tiếng xông đến trước mắt nhóm Giang Đào. Người đến là Liễu Thiên Dương. Giang thúc khỏe. Liễu Thiên Dương đến trước mặt Giang Diệc Lâm nhưng lên tiếng chào Giang Đào trước. Thành chủ Ly Hỏa Thành Lý Viêm Phong và phu nhân mới Liễu Khanh đi theo sau Liễu Thiên Du Rông. Liễu Khanh hơi bất mãn hỏi. Sao Giang thúc quang minh chính đại lộ mặt vậy? Bình thường tiểu bối tranh cướp thần nguyên, trưởng bối tốt nhất đừng lộ mặt, âm thầm bảo vệ là được. Vì đã mất thần nguyên nên tâm tình của Giang Đào không mấy tốt đẹp. Xảy ra chút chuyện, thần nguyên bị người ngoài cướp đi. Liễu Khanh tỏ ra nghi ngờ. Sao có thể như vậy? Lý Viêm Phong nói. Người ngoài, nơi này núi hoang đồi vắng lại là địa bàn của Ly Hỏa Thành, không thể nào có người ngoài tới đây. Bọn họ nghe tiếng động Ngạc Ngư Lưng Đạo khổng lồ phát ra nên tìm đến, Lý Viêm Phong biết vị trí hồ nước này, đây vốn là chỗ tìm tiếp theo của gã. Không ngờ lúc họ sắp đến gần thì có tiếng động lớn. Giang Đào khẽ thở dài. Là một thiếu niên, tự xưng là người của Thanh công chúa. Hắn lấy được thần nguyên từ trong hồ, nữ nhi của ta không đánh lại hắn. Ta vốn định cướp lại thần nguyên rồi tính tiếp, tiếc rằng hắn đưa ra ngọc bội được Thanh công chúa tặng cho. Thân phận bối cảnh của đối phương hùng hậu, Lôi Tôn Phủ đưa ra thử thách cho tiểu bối lần này tương đương với làm áo cưới thay người. Trưởng bối Lôi Tôn Phủ phát hiện thần nguyên này nhưng không động vào, để tiểu bối tự đi tranh cướp, kết quả giữa đường lao ra một người của Thanh công chúa. Liễu Thiên Dương sắc mặt khó xem hỏi. Mạnh lắm sao, thủ bản mệnh là con gì? Liễu Thiên Dương quyết lấy thần nguyên bằng được, gã không sợ bất cứ đối thủ cạnh tranh nào, nhưng giờ bị tạt thau nước lạnh. Giang Diệc Lâm cùi đầu nói. Hắn không dùng thú bản mệnh, cảnh giới thì phỏng chừng ngang bằng ta. Giang Đào chợt bảo. Nếu các ngươi không tin thì đuổi theo hướng kia, người này mới rời đi. Liễu Khanh và Lý Viêm Phong liếc nhau. Vậy sao? Thấy tận mắt còn hơn hùng biện, ba người không nói nhiều, cùng nhau đuổi theo phương hướng Lý Thiên Mệnh biến mất. Giang Diệc Lâm bất mãn nói. Phụ thân, tại sao kêu bọn họ đuổi theo? Lỡ bị Liễu Thiên Dương cướp được thần nguyên thì sau này càng đè chặt nữ nhi. Giang Đào nói. Hết cách, phải để người khác chạm mặt với thiếu niên này, chứ không thì đợi trở về ta biết ăn nói thế nào. Chỉ một mình ta thấy thì họ sẽ không tin tưởng, không chừng đinh ninh ta lén giấu thần nguyên. Thúc thúc của Giang Diệc Lâm nói. Hơn nữa nếu cướp thần nguyên tức là đắc tội với Thanh công chúa. Giang Diệc Lâm gật gù. Đã hiểu. Thực lực của thiếu niên kia so với Liễu Thiên Dương thì sao? Tuy hắn không dùng thú bản mệnh nhưng chắc chắn không bằng Liễu Thiên Dương, dù sao Liễu Thiên Dương sắp đột phá linh nguyên cảnh. Người kia chỉ dựa vào giáp hộ thân kỳ lạ trên cánh tay trái đánh bại nữ nhi, tính chất thú nguyên của hắn rất đáng sợ, nhưng không quá hùng hồn. Lý Thiên Mệnh bị buộc rời khỏi hồ nước, hắn đi đường vòng để tránh cho bị người khác đuổi theo. Dựa vào liên kết vô hình với thú bản mệnh, Lý Thiên Mệnh cảm giác tiểu hoàng kê đang đến gần mình. Sinh mệnh của cả hai gắn liền nhau, nên có thể biết hiện giờ đối phương vẫn khỏe mạnh. Quả nhiên tiểu hoàng kê xuất hiện trong rừng, nó cười to bảo. Huynh đệ, lấy về thần nguyên chưa? Ta nói cho ngươi biết, ta dắt chó vòng vòng, đùa Ngạc Ngư Lưng Đạo khổng lồ đến miệng mũi chảy máu cũng không ngăn cản ta được. Nhỏ giọng chút, xác định không còn ai bám theo sau lưng, Lý Thiên Mệnh vội kéo gà con lại gần, hỏi. Dụ Ngạc Ngư Lưng Đạo khổng lồ đi bao xa? Nó không đuổi kịp ta, nhưng phỏng chừng chốc lát sau sẽ về hồ nước, sao vậy? Lý Thiên Mệnh trầm ngâm nói. Sau khi ta lấy thần nguyên thì đụng phải người Lôi Tôn Phủ, nhờ ngọc bội của Thanh công chúa nên tạm thời thoát hiểm. Vậy còn chờ gì nữa? Đi mau lên, trốn về Ly Hỏa Thành. Tiểu hoàng kê đã thấy thần nguyên nằm trong ngực áo Lý Thiên Mệnh, nó phát thèm thứ này lâu rồi. Lý Thiên Mệnh nhướng mày nói. Nếu đi bây giờ,
đưa thần nguyên cho ngươi luyện hóa thì không có cơ hội xem miệng giếng. Có gan mới làm giàu, phải trở lại xem sao. Tình huống biến đổi nhưng Lý Thiên Mệnh không chịu từ bỏ miệng giếng. Giờ hắn đã hội họp với Tiểu Hoàng Kê, Ngạc Ngư Lưng Đạo khổng lồ vẫn chưa trở về, hơn nữa nhóm Giang Diệc Lâm rất có thể đã rời khỏi bờ hồ, tạm thời vẫn còn cơ hội mạo hiểm. Không sao đâu, con mắt thứ ba của ta có ưu thế trong hồ nước, miễn trốn vào thì bọn họ chưa chắc tìm được ta. Con gà này cũng thuộc loại không sợ chết. Vậy mau lên nào, nôn quá rồi. Tiểu Hoàng Kê rất muốn nhìn xem thần nguyên có thể mở nắp giếng ra không. Đi đường vòng trở lại. Vì sợ bị người đuổi theo với đường thẳng nên Lý Thiên Mệnh, Tiểu Hoàng Kê đánh vòng một đường lớn. Khi cả hai quay về hồ nước, quả nhiên Ngạc Ngư Lưng Đạo khổng lồ vẫn chưa về, bốn phía không ai. Đi xuống. Động tác của cả hai nhanh nhẹn lẻn vào hồ nước. Hồ rất lớn, Lý Thiên Mệnh và Tiểu Hoàng Kê chui xuống hầu như không gây động tĩnh gì. Nhưng bọn họ mới lặn xuống mặt nước thì Lý Thiên Mệnh trông thấy một thiếu niên cưỡi thiểm điện báo xuất hiện cạnh bờ hồ. Lý Thiên Mệnh ở dưới nước nhìn thiếu niên. Liễu Thiên Dương. Liễu Thiên Dương thì không thể nào trông thấy Lý Thiên Mệnh. Lại có hai người xuất hiện, quả nhiên là Lý Viêm Phong và phu nhân mới của gã, Liễu Khanh. Mỹ nữ quyến rũ mặc đồ bó càng bày ra đường cong động lòng người. Hỏa Lăng Sơn vốn nóng bức, bộ dạng của nàng càng khiến người ta nóng hơn. Liễu Thiên Dương táo bạo nói. Không tìm được người của Thanh Công Chúa kia. Có phải nhóm Giang Diệc Lâm cố ý chỉ lầm đường cho chúng ta không? Thần Nguyên bị người ngoài cướp đi nên Liễu Thiên Dương đương nhiên nóng nảy. Rất có thể. Bọn họ không tìm thấy Lý Thiên Mệnh nên trở về tìm nhóm Giang Diệc Lâm hỏi rõ, nhưng ba người kia đã rời đi. Lý Thiên Mệnh thầm nhủ nguy hiểm quá, may mắn hắn vừa rời khỏi đây liền đi đường vòng nếu không đã bị ba người bắt được. Hiện giờ Lý Thiên Mệnh không sợ Liễu Thiên Dương. Chỉ sợ Lý Viêm Phong không kiêng kỵ Thanh Công Chúa, trực tiếp cướp đi thần nguyên. Nay bọn họ chưa phát hiện ra hắn, nhưng nếu họ đến gần hồ nước thì vẫn hơi nguy hiểm. Lý Thiên Mệnh bị buộc phải thử xem có thể mở nắp giếng không. Phát sinh chuyện càng thú vị hơn. Khi Liễu Thiên Dương vươn cổ gần hồ nước thì bên kia hồ có con cự thú táo bạo hung tàn chạy trở về. Đó là Ngạc Ngư Lưng Đao khổng lồ, nó chợt nhận ra thần nguyên rất có thể đã đánh mất. Khi chạy trở về, khoảnh khắc đầu tiên nó liền tập trung vào Liễu Thiên Dương ở bờ hồ đối diện. Liễu Thiên Dương cưỡi thiểm điện báo là thú bản mệnh đỉnh cấp, hình thể to lớn, thoáng chốc kích phát địch ý của Ngạc Ngư Lưng Đao khổng lồ hung tàn. Ngạc Ngư Lưng Đao khổng lồ gầm lên, nhảy xuống hồ nước làm bọt bắn tung tóe, nó lao nhanh về phía thiểm điện báo. Ngạc Ngư Lưng Đao khổng lồ trở về là niềm vui bất ngờ cho Lý Thiên Mệnh, nó tạo ra càng hỗn loạn càng có lợi với hắn. Lúc này Ngạc Ngư Lưng Đao khổng lồ xem Liễu Thiên Dương là tên trộm, nên quyết giết gã và thiểm điện báo. Lý Thiên Mệnh ở trong hồ nước không bị ai phát hiện ra. Ngạc Ngư Lưng Đao khổng lồ chỉ là một phần thử thách của Lôi Tôn Phủ, nên nhóm Lý Viêm Phong không tiện ra tay, kết quả là Liễu Thiên Dương bị đánh. Đáng đời! Động tĩnh đánh nhau bên ngoài khá ồn ào, Lý Thiên Mệnh tranh thủ thời gian lặn xuống đáy hồ, mặc kệ chuyện trên bờ. Lý Thiên Mệnh lặn sâu xuống hồ. Hắn nhớ kỹ vị trí miệng giếng nên bơi đi tìm mục tiêu. Chiến đấu trên hồ tưng bừng nhưng Lý Thiên Mệnh vờ như không nghe thấy, hắn lại đến trước miệng giếng, dứt khoát lấy thần nguyên hình cục đá dài ra khỏi ngực áo, cắm vào chỗ lõm. Răng rắc, một tiếng giòn vang, chỗ lõm vừa khớp. Điều này nói lên thần nguyên đúng là chìa khóa của miệng giếng. Chìa khóa và miệng giếng đều ở trong một hồ nước, nghĩa là miệng giếng hy vọng bị người ngoài mở ra. Tiểu Hoàng Kê tò mò hỏi. Tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì? Lý Thiên Mệnh cũng tò mò, vừa hơi sợ sệt. Dù sao miệng giếng tối tăm, không ai biết bên trong có báu vật hay quái vật gì. Giây sau, miếng đá thanh đồng nứt ra từ phần giữa, vỡ làm đôi lộ ra lối vào. Liễu Khanh nhìn đệ đệ mặt xám mày cho cũng rất đau lòng. Hết cách, thôi thì ra tay vậy. Theo quy định của Lôi Tôn Phủ, khi bọn họ giúp đỡ tương đương với đệ tử bị đào thải, không đến lúc bất đắc dĩ bọn họ sẽ không ra tay. Nhưng bây giờ không có người giám sát, hơn nữa cá sấu lưng đạo khổng lồ này không mang theo thần nguyên. Gặp tình huống cực đoan như vậy nếu không ra tay thì Liễu Thiên Dương sẽ mất mạng. Lý Viêm Phong gật đầu. Gã tỏa trấn Ly Hỏa Thành, là cường giả cực kỳ nổi tiếng trong Nam Cương Chu Tước Quốc, nhân vật đẳng cấp tông sư, có tu vi thông thiên, Ngạc Ngư Lưng Đao khổng lồ ở trước mặt gã không khác gì gà con. Lý Viêm Phong vươn ngón tay, một ngọn lửa trắng rực cháy trên đầu ngón trỏ.
lửa trắng bắn ra ngoài với tốc độ khủng bố, chớp mắt xuyên qua đầu ngạc ngư lưng đạo khổng lồ. Ngạc ngư lưng đao khổng lồ đang hung tàn truy sát thiểm điện bảo thì bỗng ngã xuống đất, thân thể to lớn theo đà chừa tới trước. Khi chừa tới trước, thân thể của nó từ phần đầu rực cháy ngọn lửa trắng cho đến toàn thân bốc cháy. Qua khoảng 10 giây, mãnh thú tam giai to lớn bị lửa trắng đốt không chừa mẩu xương. Kỳ lạ là hoa cỏ cây cối xung quanh không bị tổn hại, hình như lửa trắng không đốt chúng nó. Liễu Khanh rụt rè khen. Phong ca thật lợi hại. Lý Viêm Phong dặn dò xong xoay người đi. Chuyện nhỏ thôi, ta đi tìm người của Thanh công chúa, nàng hãy chữa thương cho Thiên Dương. Trước đó Lý Viêm Phong không dám dùng bản lĩnh của mình tìm Lý Thiên Mệnh vì sợ phá hoại quy củ, nhưng giờ gã đã hoàn toàn mất dấu, hơn nữa gã đã giết cá sấu lưng đạo khổng lồ tức là trái luật rồi, chẳng bằng phá đổ luật luôn. Liễu Khanh vội nói. Phong ca cứ ra tay, chắc không sao. Quy tắc do Lôi Tôn phủ chúng ta đặt ra, giờ bị người ngoài lấy đi thần nguyên, Phong ca hãy cướp về rồi tính tiếp. Tốt. Cho đến nay Lý Viêm Phong vẫn không liên tưởng được người cướp đi thần nguyên sẽ là Lý Thiên Mệnh. Liễu Thiên Dương đau lòng nhìn thú bản mệnh của mình, nói. Tỷ, đừng để người đó chạy thoát, nếu không thì ta hoàn toàn mất cơ hội. Nếu không tại cái tên chạy ra giữa đường thì thiểm điện báo đã không bị ngạc ngư lưng đao khổng lồ tổn thương đến nông nỗi này. Chắc chắn ngạc ngư lưng đao khổng lồ chút cơn giận từ người đó lên đầu thiểm điện báo. Liễu Khanh yêu thương nói. Yên tâm, tỷ phu của ngươi đi tìm kẻ đó rồi. Lý Viêm Phong đi nửa ngày mới trở về, lúc về thì mặt xanh mét. Liễu Khanh nghi hoặc hỏi. Phong ca, người đâu? Lý Viêm Phong âm trầm đáp. Không thấy. Liễu Thiên Dương kích động nói. Không thể nào, tỷ phu quen thuộc Hỏa Lang Sơn như vậy sao có thể không tìm thấy một người trẻ tuổi? Chẳng phải tỷ phu nắm rõ nơi này như lòng bàn tay sao? Gã còn chờ lấy thần nguyên, chờ trả thù. Liễu Khanh lườm Liễu Thiên Dương. Người bình tĩnh một chút. Thần nguyên khiến Liễu Thiên Dương hơi mất lý trí, nếu gã biết ai lấy đi thần nguyên và người đó mới rồi còn ở trong hồ nước chắc sẽ tức hộc máu. Lý Viêm Phong nói. Đã đi khắp nơi nhưng không thấy người đó đâu, chứng minh người này có chút tài năng. Còn một khả năng khác là giang đào bịa đặt ra, vốn không có người này, giang đào lừa chúng ta. Liễu Khanh lắc đầu nói. Không thể nào, giang đào không có lá gan đó, cũng sẽ không dùng thủ đoạn như vậy vì đây là phá hoại quy tắc. Trong khi hai người nói chuyện, Liễu Thiên Dương bực tức tuyệt vọng nói. Vậy còn ở đây làm gì? Tiếp tục tìm đi chứ. Không tìm được thần nguyên, cũng không thấy người của Thanh công chúa đâu, khi không bị đè đầu đánh, tất cả điều này khiến gã bất mãn với Lý Viêm Phong. Nhưng gã không thể phàn nàn về Lý Viêm Phong, nếu không sẽ bị Liễu Khanh mắng đây mới là chuyện đáng bực tức nhất. Thần nguyên có thể cho thiểm điện báo tiến hóa, chỉ cần lấy được nó là gã chắc chắn vào Viêm Hoàng học cung, thậm chí về sau có cơ hội vào thiên phủ. Giờ thần nguyên vụt mất qua kẽ tay của gã, nếu bị người khác trong Lôi Tôn phủ chiếm lấy thì thôi đi, vẫn còn cơ hội cạnh tranh, nhưng bây giờ hoàn toàn mù mịt. Lý Viêm Phong ra quyết định cuối cùng. Lại tìm nhóm Giang Đào, Giang Diệc Lâm hỏi cho rõ thiếu niên kia có đặc điểm gì. Tốt! Ba người ôm cục tức rời khỏi đây, đi tìm nhóm Giang Diệc Lâm. Nếu bọn họ biết Lý Thiên Mệnh ở đáy hồ ngay trước mắt họ chắc sẽ tức điên. Hơn nữa Lý Viêm Phong giết ngạc ngư lưng đạo khổng lồ là thuận tiện giải quyết luôn vấn đề an toàn ra hồ dùm Lý Thiên Mệnh. Nửa ngày sau, Lý Viêm Phong đụng phải nhóm Giang Đào. Sau một cuộc tranh luận, ba người Lý Viêm Phong không thể không tin đúng là có người của Thanh công chúa, người này lấy đi thần nguyên và né tránh Lý Viêm Phong tìm kiếm. Một ngày sau, sáu người gặp một nhóm người khác, đó là gia đình ba người gồm phu phụ Trương Sùng và Trương Tử Hiên. Trương Sùng nghi hoặc hỏi. Sao trông sắc mặt của các ngươi kém vậy? Ai lấy được thần nguyên? Không ai trả lời, Trương Sùng đành hỏi Giang Đào. Giang Đào. Quan hệ giữa hai người tạm được. Giang Đào bất đắc dĩ nói. Thần nguyên nằm trong viên kinh hồ ở Hỏa Lăng Sơn, được một mãnh thú tam giai ngạc ngư lưng đạo khổng lồ bảo vệ. Trước khi chúng ta đến đã bị một thiếu niên ngoại tộc nẫng tay trên. Trương Sùng trợn mắt há hốc mồm. Thiếu niên ngoại tộc, nếu tiểu bối không đánh lại hắn thì tự chúng ta ra tay cướp lấy, ai dám động vào bảo bối của Lôi Tôn phủ chúng ta? Tại sao các ngươi không ra tay? Giang Đào bĩu môi nói. Trong tay thiếu niên ngoại tộc có ngọc bội của Thanh công chúa, hắn là người của Thanh công chúa, ai dám đụng vào không? Trương Tử Hiên kêu lên. Thanh công chúa! Nghe tiếng la của Trương Tử Hiên,
sáu người Liễu Thiên Dương quay sang nhìn gã chằm chằm. Sao, các ngươi gặp Thanh công chúa rồi? Trương Sùng rất giật mình nhìn bọn họ. Đã gặp, các ngươi mới nói gì? Một người của Thanh công chúa cầm ngọc bội do công chúa tặng. Lý Viêm Phong trầm giọng hỏi. Ngươi quen người này? Là vậy, mấy hôm trước chúng ta gặp một thiếu niên. Trương Sùng kể lại tranh chấp giữa Lý Thiên Mệnh và Trương Tử Hiên. Trương Sùng rất là thắc mắc hỏi. Cuối cùng Thanh công chúa mang thiếu niên đi, chắc sau đó tặng ngọc bội cho hắn. Thiếu niên này bình thường không có gì lạ, tại sao Thanh công chúa tốt với hắn như vậy? Một thôn dân sơn dã mà được Thanh công chúa xem trọng, chẳng những cứu mạng còn tặng cho ngọc bội của mình. Thanh công chúa cao cao tại thượng, chuyện này nghe thật khó tin. Lý Viêm Phong nhíu mày hỏi. Các ngươi đã gặp thiếu niên kia, hắn có đặc điểm gì không? Thật sự là thôn dân sơn dã ở gần đây sao? Nhóm Giang Đào, Giang Diệc Lâm đã gặp rồi nên nói. Bề ngoài thì khó miêu tả. Trương Tử Hiên ở bên cạnh cáu kỉnh nói. Thú bản mệnh của người kia là một con gà con, màu vàng, một bàn tay có thể bao trọn. Cái gì? Câu này làm Lý Viêm Phong, Liễu Khanh, Liễu Thiên Dương ngây người. Một tháng trước, biểu hiện của gà con màu vàng để lại ấn tượng sâu sắc với họ, trên đời sẽ không có con thú bản mệnh thứ hai giống như vậy. Liễu Thiên Dương gằn từng chữ. Người có chắc không, hãy kể thêm mặt mày, cách ăn mặc của thiếu niên kia. Nhóm Giang Đào, Trương Sùng miêu tả, cộng với đặc điểm của thú bản mệnh, tất cả đều khớp. Lý Thiên Mệnh, chắc chắn là hắn, Lý Thiên Mệnh. Liễu Thiên Dương không thể ngờ kẻ bị gã miệt thị, thậm chí quên mất sự tồn tại, người như vậy lại phá hoại việc lớn của gã, khiến hành trình đi Hỏa Lăng Sơn trở nên chật vật như vậy. Vẻ mặt Liễu Khanh hoang mang hỏi. Trước đây sức chiến đấu của hắn là thú mạch cảnh đệ thất trọng mà. Sao đánh bại Tử Hiên với Diệc Lâm được? Các loại bằng chứng đã tỏ rõ người kia là Lý Thiên Mệnh, nhưng vẫn thật khó tin. Ánh mắt Lý Viêm Phong hờ hững nói. Hắn từng được đến Linh Nguyên cảnh. Có chút kinh nghiệm chiến đấu, có lẽ dùng kỹ xảo cướp đi thần nguyên. Nói thật ra lúc mới xác định thân phận của Lý Thiên Mệnh thì đầu óc Lý Viêm Phong trống rỗng, giọng gã trở nên trầm thấp tối tăm. Gã không ngờ sẽ là Lý Thiên Mệnh, nhị tử này ba lần bốn lượt làm hỏng việc của gã. Gã vỗ ngực bảo đảm sẽ trợ giúp Liễu Thiên Dương lấy được thần nguyên, không ngờ Lý Thiên Mệnh ngáng chân, cướp đi thần nguyên của Liễu Thiên Dương, thử hỏi gã làm tỷ phu biết đối mặt với hai tỷ đệ kia thế nào. Khó đối mặt. Càng khiến người bực bội hơn. Quấy rối một lần đã đủ, còn lặp lại lần thứ hai. Liễu Thiên Dương rất tức giận nên ngữ điệu hơi gay gắt. Tỷ phu thấy sao? Vẻ mặt Lý Viêm Phong lạnh nhạt nhìn phương hướng Ly Hỏa Thành. Hắn sẽ trở về Ly Hỏa Thành, chúng ta chặn hắn ở giữa đường. Yên tâm, ai đều có thể lấy thần nguyên, nhưng hắn thì không được. Khi Lý Viêm Phong nói ra câu này như thể Lý Thiên Mệnh chẳng liên quan gì với gã. Liễu Thiên Dương hỏi. Hắn đã lấy được thần nguyên thì cần gì trở về Ly Hỏa Thành nữa? Lý Viêm Phong không trả lời, gã không thể nói cho Liễu Thiên Dương biết đó là vì Vệ Tịnh còn ở Ly Hỏa Thành, nàng bị bệnh nặng, Lý Thiên Mệnh sẽ tranh thủ về nhà thật nhanh. Giang Đào hỏi, các ngươi mới nói là người này dùng khế ước huyết thần ký kết mãnh thú chỉ có phẩm cấp nhất giai. Đúng vậy, thế thì ta yên tâm, thú bản mệnh nhất giai dù chướng đến chết cũng không luyện hóa nổi thần nguyên, tiểu tử này làm chuyện phí công. Liễu Thiên Dương nghe vậy cũng yên dạ. Lý Viêm Phong nói. Nếu dọc đường không tìm được thì đợi ở Ly Hỏa Thành, trong vòng 7 ngày chắc chắn hắn sẽ trở về. Mọi người yên lòng hơn. Trở lại với Lý Thiên Mệnh. Vòng xoáy đen hút vào làm Lý Thiên Mệnh té trời đất quay cuồng. Lý Thiên Mệnh bò dậy ngay. Chỗ này là. Hắn phát hiện mình ở trong một gian mật thất. Bốn phía đều là vách tường màu đen, đá lót dưới chân đặc biệt cứng rắn. Trần nhà có một đường hầm hình tròn làm bằng chất liệu thanh đồng, chắc là miệng giếng. Có lẽ ta đang ở dưới đáy giếng. Mắt Lý Thiên Mệnh liếc nhanh bốn phía, hắn tìm được hai thứ trong mật thất phong kín. Một cái là thần nguyên mới từ trên cao rớt xuống, cái thứ hai đặt trước mặt hắn. Trông như quả cầu bạch ngọc, tròn trịa tinh khiết tỏa sáng. Quả cầu bạch ngọc này chiếu sáng xung quanh, khiến mật thất không đến nỗi tối đen. Lý Thiên Mệnh đưa Tiểu Hoàng Kê ra không gian bản mệnh. Ngươi nhìn xem đây là cái gì? Nói thật thì Lý Thiên Mệnh cảm thấy quả cầu bạch ngọc hơi quỷ dị, nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nơi này quả nhiên có đồ vật. Tiểu Hoàng Kê đi vòng quanh quả cầu bạch ngọc một vòng rồi phán. Trông hơi kỳ lạ, ngươi tự lần mò đi, đưa thần nguyên cho ta, đang háo hức muốn tiến hóa.
Làm ngay trong này. Tiểu hoàng kê trợn trắng mắt nói. Chứ ở đâu, phụ thân của ngươi còn ở bên ngoài, ai biết khi nào họ sẽ giết vào. Luyện hóa thần nguyên để tiến hóa, quá trình này chủ yếu do thú bản mệnh làm, nếu thành công tiến hóa thì khi lại tu luyện thú bản mệnh sẽ tăng cao năng lực huyết mạch, lại cải tạo ngự thú sư. Trong quá trình tiến hóa Lý Thiên Mệnh chỉ cần ở bên cạnh hộ pháp là được. Tiểu hoàng kê đắc ý khinh thường nói. Bọn họ xem ta là thú bản mệnh nhất giai nên cho rằng ta không luyện hóa thần nguyên này được, nhưng không biết cái gọi là tiến hóa thật ra là một cách đột phá gông xiềng huyết mạch của ta mà thôi. Lý Thiên Mệnh giao thần nguyên cho nó. Được rồi, đừng khoác lác nữa. Lý Thiên Mệnh không hề lo lắng tiểu hoàng kê sẽ không luyện hóa được thần nguyên. Tuy hắn nghe nói quá trình thú bản mệnh hấp thu thần nguyên tiến hóa có nhiều biến số, cần trưởng bối hộ pháp trợ giúp. Trong lịch sử có nhiều án lệ tiến hóa thất bại, thậm chí có ví dụ chết giữa đường. Thú bản mệnh của người trẻ tuổi cơ bản không dám tiến hóa một mình, nhưng Lý Thiên Mệnh cảm giác với Phượng Hoàng luyện ngục vĩnh hằng thì sẽ không thành vấn đề, nó có thể ăn sống cả linh khoáng. Tiểu hoàng kê cầm lấy thần nguyên, vô cùng vui vẻ, mắt sáng long lanh như con nít được món đồ chơi mình thích. Ngươi lo nghiên cứu quả cầu này đi, nếu không có vấn đề gì thì ta sẽ bắt đầu luyện hóa. Đừng nhìn tiểu hoàng kê vô tư nhưng thật ra khá cẩn thận, thần nguyên nằm trong tay mà nó vẫn nhịn được. Lý Thiên Mệnh cũng háo hức sốt ruột, hắn đứng ngay bên cạnh quả cầu bạch ngọc. Hắn nói, miệng giếng lấy thần nguyên làm chìa khóa, sau khi tiến vào chỉ thấy quả cầu bạch ngọc này, phỏng chừng giá trị của nó gấp mấy lần thần nguyên. Nhưng còn phải xem ngươi có tạo hóa chiếm được nó hay không. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn đã sẵn sàng, vươn tay chạm vào quả cầu bạch ngọc. Xúc cảm lạnh lẽo nhưng không bị bài xích, thế là hắn cầm quả cầu bạch ngọc lên, để gần sát mắt quan sát. Quả cầu bạch ngọc tròn vo, mặt ngoài không một vết chày. Lý Thiên Mệnh xoay vài vòng, cảm giác đây chỉ là đá ngọc bình thường, không có gì kỳ lạ. Ngay lúc này, một con mắt hiện ra trên quả cầu bạch ngọc. Con mắt xuất hiện không chút báo trước đối diện với Lý Thiên Mệnh, giống như có người ở trước mặt hắn. Khi ánh mắt Lý Thiên Mệnh và con mắt trên quả cầu giao nhau, đầu óc hắn ù đặc. Trời đất quay cuồng đảo điên. Vang tiếng nổ làm hắn đầu váng mắt hoa, giây sau, hắn như đến một thế giới tràn ngập ánh sáng trắng, xung quanh chỉ có vầng sáng chói mắt, không thấy gì khác. Bên tại như có vô số người thì thầm, ngàn vạn người ở ngay trước mắt hoặc xa tận chân trời. Trong thiên địa chợt vang tiếng giống. Huyễn thiên chi cảnh, ta là Chí Tôn, trong vô hình dẫn dắt ngươi đến. Mỗi chữ như đạn pháo nổ tung trong óc Lý Thiên Mệnh, khiến hắn ghi nhớ. Trong câu nói này có hai tin tức, thứ nhất là về chủ nhân của quả cầu trắng, tự xưng là Chí Tôn trong huyễn thiên chi cảnh. Tiếc rằng Lý Thiên Mệnh chưa từng nghe về huyễn thiên chi cảnh. Câu nói thứ hai khá mơ hồ, trong vô hình dẫn dắt người đến là có ý gì? Ban đầu hắn đến vì Thanh Linh Thảo, đụng phải Khương Phi Linh mới biết bên này có thần nguyên, nhờ con mắt trên cánh tay trái hắc ám nên phát hiện miệng giếng, sao lại bảo là trong vô hình bị người này dẫn đến đây? Lại vang lên một câu khiến đầu óc hắn ù đặc. Người trẻ tuổi, khi người tu luyện thần hồn thiên thư của ta đến trình độ thiên cục chi nhãn mới thật sự mở ra linh hạch, khi đó ngươi có thể đi tới huyền thiên chi cảnh, truy tìm thần tích của ta. Lượng tin tức trong câu nói này càng lớn, đầu tiên là người này để lại một thứ gọi là thần hồn thiên thư, nghe tên liền biết là công pháp. Tiếp theo cần Lý Thiên Mệnh tu luyện đến trình độ thiên cục chi nhãn thì thứ gọi là linh hạch mới thật sự mở ra hắn mới đến nơi tên huyền thiên chi cảnh được. Lý Thiên Mệnh cảm giác thứ gọi là linh hạch hình như là quả cầu bạch ngọc đang cầm trong tay, tức là con mắt kia. Lý Thiên Mệnh còn chưa phản ứng lại thì thế giới trắng xóa vẫn biến đổi, trước mắt hắn bỗng hội tụ nhiều mây mù vàng biến hóa cuối cùng hình thành các chữ màu vàng. Lý Thiên Mệnh đọc chữ. Thần hồn thiên thư đệ nhất trọng mê linh chi đồng. Chữ màu vàng vừa nhiều vừa phức tạp, mỗi khi Lý Thiên Mệnh đọc một từ là nó sẽ khắc vào não hắn, nhớ rõ ràng. Qua khoảng một khắc đồng hồ, hắn đọc hết tất cả chữ. Một phần công pháp mê linh chi đồng hoàn chỉnh đã khắc trong lòng Lý Thiên Mệnh, không thể quên được. Giọng nói kia lại vang lên. Tu luyện mê linh chi đồng đại thành có thể mở ra thần hồn thiên thư đệ nhị trọng. Đến nay Lý Thiên Mệnh vẫn hơi hoảng hốt, hắn lắc đầu, chợt phát hiện thế giới màu trắng biến mất, hắn trở lại trong mật thất, quả cầu bạch ngọc vẫn nằm trên tay nhưng con mắt kia đã biến. Mất, tiểu hoàng kê ở bên cạnh xoe tròn mắt nhìn hắn. Ngươi làm gì đấy, lầm rầm tụng kinh nửa ngày, ta còn tưởng ngươi tính xuất ra. Hồi lâu sau Lý Thiên Mệnh mới phản ứng lại, quan sát quả cầu bạch ngọc trong tay nửa ngày, ánh sáng trên quả cầu mờ dần,
mặc cho hắn loay hoay nó vẫn không có phản ứng gì. Truyền thừa kết thúc, có lẽ Lý Thiên Mệnh cần đột phá như trong thần hồn thiên thư đề cập mới kích thích thứ này có phản ứng được. Lý Thiên Mệnh hỏi, người biết huyễn thiên chi cảnh là chỗ nào không? Hắn tự hỏi mình cũng xem như có chút kiến thức, đọc nhiều sách vở trong Viêm Hoàng học cung nhưng chưa từng nghe về huyễn thiên chi cảnh. Không biết, hình như ta được đến tạo hóa. Là tạo hóa gì? Lý Thiên Mệnh trả lời. Một quyển công pháp tên thần hồn thiên thư, hơi giống thủ đoạn của ngự thú sư hệ mê hồn. Hệ mê hồn là chủng loại hiếm hoi trong thú bản mệnh, cơ bản phẩm cấp đều rất cao, nghe nói Liễu Khanh là ngự thú sư hệ mê hồn hiếm hoi có thú bản mệnh hệ mê hồn. Thứ này có sức mạnh mê hoặc thần hồn tinh thần, khó đề phòng, có thể mê hoặc đối thủ trong chiến đấu, thậm chí khống chế thần hồn. Vậy ngươi cứ tu luyện thử xem, chờ ta luyện hóa thần nguyên sẽ xem thành quả tu luyện của ngươi. Gà con đã bắt đầu luyện hóa thần nguyên. Nó sẽ mất chút thời gian, nên Lý Thiên Mệnh ngồi một góc, tập trung nghiên cứu thần hồn thiên thư đệ nhất trọng mê linh chi đồng. Đây là một môn công pháp chứ không phải chiến quyết. Ngự thú sư hệ mê hồn cũng có một số chiến quyết mê hồn, Lý Thiên Mệnh từng thấy rồi, nhưng không cùng loại với thần hồn thiên thư mà hắn ghi nhớ. Chiến quyết mê hồn thành lập trên cơ sở ngự thú sư hệ mê hồn mới thi triển được, người thường không thể tu luyện. Thần hồn thiên thư thì dùng cách rèn tạo con mắt đào tạo mình thành ngự thú sư hệ mê hồn. Loại công pháp vượt sức tưởng tượng này thuộc loại công pháp đặc biệt. Có hai loại công pháp, một loại là công pháp đặc biệt, loại thứ hai là công pháp cảnh giới rất thông thường. Ví dụ Huyền Kim Quyết, Luyện Ngục Vĩnh Hằng Kinh đều là công pháp cảnh giới. Công pháp cảnh giới chuyển hóa linh khí thiên địa thành thú nguyên, đột phá cảnh giới, ngưng tụ thú nguyên là căn bản của việc tu luyện, quan trọng hơn chiến quyết. Lý Thiên Mệnh từng nghe các tiền bối sáng tạo một ít công pháp đặc biệt có thể từ không sinh có, thêm chúng vào hệ thống công pháp cảnh giới. Hôm nay hắn đã biết sự thật thế nào, ví dụ như thần hồn thiên thư và luyện ngục vĩnh hằng kinh hoàn toàn không xung đột. Lý Thiên Mệnh bắt đầu nghiên cứu cách tu luyện mê linh chi đồng. Hơi đáng sợ, tương đương với mở con đường mạch huyễn linh trong tròng mắt cho thú nguyên đi qua. Mạch huyễn linh rất nhỏ, cần trải rộng nguyên tròng mắt, kiểu này không phải quán thông mà là cưỡng ép mở mang. Chệch một chút là mù mắt. Mê linh chi đồng đệ nhất trọng là mở 9981 sợi mạch huyễn linh trong một con mắt, để thú nguyên vận chuyển. Cách tu luyện tinh tế thế này mang tính nguy hiểm lớn, người không có thiên phú đặc biệt về mắt thì không thể tu luyện. Nhưng nếu tu luyện thành công thì con mắt này là mê linh chi đồng, dù không phải ngự thú sư hệ mê hồn cũng sáng tạo ra hiệu quả mê hồn, thậm chí mạnh hơn ngự thú sư hệ mê hồn. Mê linh chi đồng đã phức tạp như thế. Không biết thiên cục chi nhãn khiến linh hạch mở ra huyễn thiên chi cảnh thuộc mấy trọng. Lý Thiên Mệnh linh cảm thứ này có lẽ là bảo bối lớn, miễn tu luyện đúng đắn sẽ mang đến ích lợi to lớn. Cảm giác như trọng bảo tuyệt thế, không biết so với chiến hồn thánh thú của mình lúc trước thì sao nhỉ? Lý Thiên Mệnh cảm giác mình khá may mắn, nhìn từ giác quan thứ 6 thì không chừng linh hạch sẽ không kém hơn chiến hồn thánh thú, cộng thêm hắn tìm được nó ở nơi vô cùng bình thường. Trong vô hình, điều này rất có học vấn sâu xa. Lý Thiên Mệnh cảm giác mình gặp khá nhiều việc số phận đưa đẩy, ví dụ như gặp gỡ Khương Phi Linh cho hắn cảm giác định mệnh. Lý Thiên Mệnh hơi tin mình lấy được linh hạch này không chỉ nhờ vận may, đó là chủ nhân của linh hạch trong vô hình kêu gọi hắn. Bắt đầu tu luyện thử xem. Nghĩ đến đây sóng lòng trào dâng, hắn cảm giác mình như đứa con của số phận, loại cảm giác này rất sướng. Tuy nhiên, mơ mộng một chút thì được. Nếu quá đắc ý không biết khi nào sẽ lại té ngã, 3 năm trước hắn đã té quá đau. Nên trong từ điển của Lý Thiên Mệnh không có từ đứa con của số phận, chỉ có chữ biến mạnh, báo thù. Bước đầu tu luyện mê linh chi đồng là cứng rắn mở mang mạch huyễn linh trong con mắt. Có tổng cộng 9981 sợi mạch huyễn linh, mỗi sợi hình dạng khác nhau, đan xen giao nhau, thứ tự mở ra và tốc độ là hai điều cực kỳ quan trọng. Khi Lý Thiên Mệnh bước trên đường tu luyện, hắn đã thất bại ngay khi mở sợi mạch huyễn linh thứ nhất. Thú nguyên đâm vào con mắt làm chảy máu, cảm giác đau muốn chết. Lý Thiên Mệnh đâm ra nghi ngờ. Thử này thật sự là công pháp cho người tu luyện sao? Mê linh chi đồng có pháp quyết biến hóa trên vạn chữ, Lý Thiên Mệnh mới tu luyện một hàng chữ đã đau đớn không muốn sống, càng không dám tưởng tượng giai đoạn sau. Mắt trái đau nhức khó thể tu luyện, nếu ngoan cố luyện tiếp sẽ bị mù cả hai mắt. Lý Thiên Mệnh rất kiên cường. Chuyển sang thử mắt phải, kết quả suýt tự nổ mình, cơn đau làm hắn run bắn người, đau xót chỗ mắt rất đáng sợ. Phải mở 81 sợi mạch huyễn linh, còn cần chú ý thứ tự, giao nhau và tốc độ,
cần liền mạch suôn sẻ, đang giỡn ta sao? Lý Thiên Mệnh hiểu sâu sắc một câu, không phải hắn không chịu cố gắng, mỗi tội thiên phú bị giới hạn. Chủ nhân của linh hạch dựa vào cái gì cho rằng hắn có thể kế thừa y bát của y mà dẫn dắt hắn tới đây? Lý Thiên Mệnh khẳng định nếu muốn tu luyện thần hồn thiên thư này, e rằng bước đầu trong 1000 vạn bước đã không lướt qua được, đây vốn không phải thứ cho người tu luyện. Lý Thiên Mệnh buồn bực thầm nghĩ. Còn tưởng rằng lấy được công pháp tuyệt thế. Đang lúc Lý Thiên Mệnh rầu rĩ bỗng nhìn cánh tay trái quấn mảnh vải của mình. Sao quên mất con mắt này nhỉ? Lý Thiên Mệnh giật mình hiểu ra, đôi mắt của hắn không có thiên phủ nhưng mắt trong lòng bàn tay trái thì vô cùng kỳ diệu. Nó có thể thấy rõ mồn một đáy hồ đục ngầu, không chúng con mắt này mới là nguyên nhân bị vô hình hấp dẫn đến. Đương nhiên nó cũng là mắt của Lý Thiên Mệnh. Nghĩ liền làm, hắn dùng cách tương tự dẫn dắt thú nguyên tiến vào con mắt thứ ba trong lòng bàn tay, làm thật cẩn thận tỉ mỉ, nhưng mọi thứ phát sinh sau đó khiến hắn dở khóc dở cười. Quả nhiên, ở trước mặt thiên phú tuyệt đối thì cố gắng chỉ là trò hề. Đôi mắt ban đầu hoàn toàn không thể luyện công pháp, nhưng với con mắt thứ ba thì dễ ợt. Như cá gặp nước, suôn sẻ đến bất ngờ. Lý Thiên Mệnh chưa quen thuộc đoạn pháp quyết sau, nhưng đường mở ra mạch huyễn linh thì quen thuộc vô cùng, hắn cảm giác dù nhắm mắt mở đường cũng sẽ không sai sót. Nguyên quá trình suôn sẻ. Lý Thiên Mệnh cúi đầu nhìn con mắt kia, có thể thấy rõ đường chỉ mạch huyễn linh từ từ liên kết. Với nhau, một con mắt biến thành hệ thống tu luyện, độc lập như thân thể người. Trên người Lý Thiên Mệnh chỉ có 6 sợi thú mạch mở ra. Nhưng trong con mắt nhỏ bé này đã có 9981 sợi mạch huyễn linh. Tuy mỗi sợi mạch huyễn linh nhỏ xíu nhưng tinh tế rắn chắc, như đường chỉ chiếc lá, hoàn toàn cải tạo con mắt, tương đương với cho thanh niên trai tráng một binh khí sắc bén. So sánh này rất hình tượng, đôi mắt ban đầu của Lý Thiên Mệnh là hai đứa bé sơ sinh, cho thanh thủ binh đỉnh cấp cũng vô dụng. Con mắt thứ ba là trai tráng vạm vỡ, giờ đưa binh khí cho nó, lại có cách tu luyện, tổ hợp trai tráng và binh khí càng mạnh mẽ hơn. Thành công mở ra mạch huyễn linh, tiếp theo là cách tu luyện. Đưa đặc tính của mê linh chi đồng từng chút một tu luyện vào mạch huyền linh, rồi thông qua mạch huyễn linh và mê linh chi đồng đưa uy lực đó tuôn ra từ tia mắt, mãi đến khi ảnh hưởng kẻ địch mới thôi. Lý Thiên Mệnh tự cảm thấy tay trái giống như quái vật. Cánh tay trái này thật là vượt sức tưởng tượng. Lúc mở ra mạch huyễn linh cũng bị trục trặc thậm chí tổn thương con mắt thứ ba, nhưng hắn cảm giác con mắt tự chữa lành với tốc độ chóng mặt. Điều này chứng minh cánh tay hắc ám không chỉ cứng rắn còn có năng lực tái sinh rất mạnh. Hình như trên người của ta có nhiều bí ẩn, thú bản mệnh cư thủ hỗn độn thái cổ, cánh tay hắc ám, giờ lại được đến linh hạch này. Lý Thiên Mệnh rất muốn thăm dò rõ ràng các bí ẩn này, hắn cảm giác đây sẽ là sứ mệnh lớn nhất cuộc đời hắn. Những ngày tiếp theo, Lý Thiên Mệnh chăm chỉ cần mẫn tu luyện mê linh chi đồng. Tiểu Hoàng Kê thì dồn hết sức luyện hóa thần nguyên. 5 ngày sau, Lý Thiên Mệnh đã có chút tạo hóa, hắn cảm giác mê linh chi đồng của mình có năng lực mê hoặc đối thủ giống như ngự thú sư hệ mê hồn. Cánh tay hắc ám sẽ giúp ích nhiều hơn trong chiến đấu. Mê linh chi đồng, sức mạnh thân thể, tấm thuẫn sắt thép, thậm chí nhiều thứ hơn nữa chờ Lý Thiên Mệnh đào móc. Hôm nay, trong mật thất, một cục lửa phát ra tiếng reo vui. Thành công! Lửa tán loạn, hơi thở kinh khủng khuếch tán. Lý Thiên Mệnh rất mong đợi. Bộ dạng hiện giờ của Tiểu Hoàng Kê vừa cưng vừa ngố, không có chút sức sát thương. Nếu nó có thể trở lại bộ dạng Phượng Hoàng cũ thì oách chết. Lửa vụt tắt. Trong ánh mắt tha thiết tràn ngập mong đợi trông thấy Phượng Hoàng của Lý Thiên Mệnh, một chú gà con vàng non nớt lại xuất hiện trước mắt hắn. Lý Thiên Mệnh câm nín. Mợ nó. Hắn nhìn Tiểu Hoàng Kê hầu như không thay đổi gì, nói. Người có chắc là đã thành công tiến hóa chưa? Sao vẫn là bộ dạng gà bệnh này? Tiểu Hoàng Kê táo bạo nói. Tên ẻo lả, ngươi nói thêm câu nữa thử xem, nhìn bề ngoài có thể bình phán biến hóa có thành công hay không sao? Lý Thiên Mệnh coi rẻ đáp trả. Chứ không thì sao, nghe nói thành công sẽ càng ngầu càng bá khí hơn, nhìn ngươi xem, vẫn chỉ là một con gà. Tiểu Hoàng Kê chống nạnh hai cánh, liên tục mắng 3 câu. Ánh mắt thiển cận, trông mặt mà bắt hình dong, cách cục quá thấp. Thật ra Lý Thiên Mệnh chú ý thấy nhìn khoảng cách gần hình như đốm sáng trong mắt gà con tăng lên thành 6 đốm. 6 đốm sáng chứng minh bé gà thật sự thành công tiến hóa, người ngoài nhìn sẽ cho rằng đây là thú bản mệnh lục giai, thuộc loại thú bản mệnh mạnh hàng đầu. Tiểu Hoàng Kê kiêu ngạo nói. Lý Thiên Mệnh, người không biết cực hạn của ta ở đâu. Thần nguyên tầm thường hạng bét cùng lắm mở một mắt xích gông xiềng huyết mạch của ta.
Để ta thật sự biến thành Phượng Hoàng còn cần vô số, đương nhiên ta bây giờ vẫn hơn hẳn thú bản mệnh lục giai khác. Trong bộ dạng của tiểu hoàng kê như đang cố thổi phồng, nhưng thật ra không phải, Lý Thiên Mệnh rất tin tưởng cự thú hỗn độn thái cổ cực ngầu, vì qua đó sẽ chứng minh tương lai hắn cũng ngầu theo. Sáu đốm sáng trong mắt tiểu hoàng kê chưa thể nói lên điều gì, chỉ là biểu tượng tự nhiên khi gỡ bỏ gông xiềng huyết mạch, không liên quan gì đến tiềm lực của nó. Đương nhiên về khía cạnh khác chứng minh năng lực huyết mạch của tiểu hoàng kê mạnh hơn trước kia. Đây mới là tác dụng quan trọng nhất của thần nguyên, Phượng Hoàng luyện ngục vĩnh hằng chưa bao giờ cần thần nguyên để tiến hóa, chẳng qua gà con cần thần nguyên để phục hồi. Tiểu hoàng kê vênh váo nói. Tới đây, cho ngươi cảm nhận lực lượng huyết mạch bàng bạc hiện giờ của ta. Tốt! Lần đầu tiên tu luyện, Lý Thiên Mệnh bị cải tạo thành luyện ngục vĩnh hằng thể, huyết mạch của tiểu hoàng kê thăng cấp cũng sẽ rời vào người hắn. Đây chính là thiên phú đặc biệt của ngự thú sư và thú bản mệnh. Hai người cùng chung thú mạch, thú nguyên, khi tu luyện thì thú mạch kết nối, thú nguyên gắn liền, chuyển đổi cho nhau, hình thành một chỉnh thể. Trong quá trình này lực lượng huyết mạch mới của tiểu hoàng kê cũng chuyển sang người Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh cảm nhận mức độ cơ bắp mạnh mẽ, trình độ thiên phú đều tăng vùn vụt. Đây là hiệu quả thần nguyên mang đến, khiến lực lượng huyết mạch của Phượng Hoàng luyện ngục vĩnh hằng giải phóng từng chút một. Lực lượng huyết mạch bàng bạc như thác nước gột rửa Lý Thiên Mệnh, hắn liên tục tăng cao cơ thịt, bước qua ngưỡng cửa cự thú hỗn độn thái cổ. Người khác cả đời cũng không dám mơ có tạo hóa như vậy. Quan trọng là loại thăng cấp này trải rộng toàn thân, lực lượng thiêu cháy thậm chí kích phát được lực của mớ linh túy như hỏa linh chi mà hai người đã ăn sống, hút nhiều linh khí thiên địa vào. Cả hai cộng sinh tu luyện, bắt đầu thử sức với sợi thú mạch thứ 7. Một ngày sau, sợi thú mạch thứ 7 quán thông, một người một gà bước vào thú mạch cảnh đệ thất trọng. Thú mạch của cả hai thô to như rồng thần, thú nguyên luyện ngục vĩnh hằng như dung nham chảy xuôi, thú nguyên tràn ngập toàn thân, Lý Thiên Mệnh và tiểu hoàng kê như núi lửa phun trào. Đặc biệt là Lý Thiên Mệnh, trong mê linh chi đồng của hắn cũng có thú nguyên chảy dọc theo mạch huyễn linh, tăng thêm phần quỷ dị. Vậy là đã tận dụng thần nguyên hết mức, ngươi thì tương đương với tiến hóa, lực lượng huyết mạch của ta cũng tăng lên, rồi cùng nhau đột phá vào thú mạch cảnh đệ thất trọng. Ta cũng tu luyện mê linh chi đồng có chút hiệu quả. Lý Thiên Mệnh biết một người một gà đã biến mạnh về mọi mặt so với lúc mới vào đáy giếng, từ khía cạnh nào đều có đột phá lớn. Tiểu hoàng kê khiêu khích nói. Mê linh chi đồng hả? Làm thử xem. Lý Thiên Mệnh bật cười. Ngươi sao? Nói thật ra hắn cũng muốn tìm một người để thử hiệu quả của mê linh chi đồng. Tiểu hoàng kê khinh thường nói. Tới đây nào, rác rưởi. Lý Thiên Mệnh xé một khe hở nhỏ trên vải bao tay trái. Không lộ cánh tay hoàn toàn nhưng chia lỗ hổng cho mê linh chi đồng. Hắn giơ cao tay, mê linh chi đồng và mắt của tiểu hoàng kê đối diện nhau. Lý Thiên Mệnh vận chuyển thú nguyên theo bí quyết trong công pháp, bày ra uy lực của mê linh chi đồng. Trong khoảnh khắc ánh mắt tiểu hoàng kê hoảng hốt, hình như nó hơi sững sờ, lùi lại một bước, ngẩn ngơ nhìn Lý Thiên Mệnh. Tất cả chứng tỏ mê linh chi đồng có hiệu lực, nếu đang đánh nhau mà đối thủ đột nhiên bị mê hoặc thì sẽ lộ ra nhiều sơ hở. Lý Thiên Mệnh nở nụ cười. Tiểu hoàng kê bỗng ôm bụng cười to, bò lăn dưới đất. Ôi mẹ ơi, sao ngươi biến thành con gà mái chọc lông vậy? Lý Thiên Mệnh ngây ra. Cái gì? Tiểu hoàng kê nói lúc thi triển mê linh chi đồng thì hắn biến thành gà mái chọc lông. Sao có thể như vậy? Lý Thiên Mệnh suy đoán có thể dùng mê linh chi đồng cho chính mình không? Hắn chứa tay trái vào mình, thi triển mê linh chi đồng. Ong! Lý Thiên Mệnh cảm nhận tinh thần rung lên, tầm mắt mờ mịt, ngay sau đó hắn hoảng hốt thấy tay trái của mình biến thành mỹ nhân quyến rũ. Mỹ nhân mang vẻ ngoài của Khương Phi Linh, dáng người ngang ngửa liễu khanh, rồi óng ẹo quyến rũ hắn. Mợ nó! Lý Thiên Mệnh dùng mình, kỹ năng quái quỷ gì đây? Mê hoặc đối phương thì không thành vấn đề, nhưng tại sao trong khoảnh khắc biến thành sắc dụ? Mê linh chi đồng gì chứ, rõ ràng là thuật sắc dụ. Tiểu hoàng kê cười bò lăn. Ha ha ha, sỉ nhục, nhưng phải công nhận nếu khi đánh nhau với Liễu Thiên Dương, gã bỗng thấy hắn biến thành mỹ nhân không mảnh vải che thân thì sẽ có phản ứng gì? Mặc kệ là phản ứng gì thì khoảng thời gian đó đủ cho Lý Thiên Mệnh làm ra việc quyết định thắng thua. Lý Thiên Mệnh đang suy nghĩ đã đến lúc lấy lại viêm hoàng lệnh. Rời xa nhà lâu quá rồi, chắc mẫu thân rất sốt ruột chờ đợi hắn về. Ly Hỏa Thành, thường ngày Vô Phong khách điểm buôn bán đắt khách, ba tầng lầu đều đầy khách. Người qua kẻ lại chật chội.
Nhưng hôm nay khách điểm hơi vắng vẻ, chỉ có một đám khách trên tầng 3. Đám khách này không đơn giản, đều là đại nhân vật đến từ Lôi Tôn Phủ, Diễm Đô. Trưởng quầy và đám tiểu nhị biết thành chủ Ly Hỏa Thành và phu nhân thành chủ đều tự mình tiếp đãi, quan lớn Ly Hỏa Thành chỉ dám chờ ở dưới lầu, đủ thấy những nhân vật này tôn quý cỡ nào rồi. Trong phạm vi 2 dặm Vô Phong khách điểm vốn có nhiều dân cư, nhưng mấy ngày nay bị thành chủ sơ tán hết. Chỗ này vắng bóng người, không ai biết lý do nhóm thành chủ gióng trống khua chiêng đứng chờ là gì. Vì lòng tò mò nên cách 2 dặm tụ tập nhiều người rảnh rỗi, cũng có thành phần núp lén quan sát. Họ không biết rằng những khách tôn quý tụ tập một chỗ trên lầu 3 Vô Phong khách điểm, mắt nhìn chằm chằm một đình viện cách khách điếm không xa. Đó là một đình viện cũ kỹ, trong sân mọc nhiều cỏ dại, vách tường bám cho bụi dày. Nhìn trong đình viện thấy một phụ nhân già nằm nhắm mắt trên ghế dài, ngủ bình yên, hưởng thụ phút cuối cuộc đời. Mấy ngày qua nàng đều nằm ngủ như vậy. Lý Viêm Phong đứng trên lầu 3 Vô Phong khách điểm, ngẫu nhiên nhìn thoáng qua đình viện rồi nhanh chóng rời tầm mắt, gã nắm bàn tay mềm mại của Liễu Khanh, môi treo nụ cười. Thiếu niên Liễu Thiên Dương ngồi trên ghế, sắc mặt nôn nóng nói. Ngày thứ 7 rồi mà tên kia vẫn chưa trở về, có khi nào hắn chết trong Hỏa Lăng Sơn rồi không? Thiếu nữ áo lam ngồi bên cạnh gã, nàng là Giang Diệc Lâm bị Lý Thiên Mệnh đánh bại ở hồ nước. Hắn còn giữ một phần sức chiến đấu 3 năm trước, khó chết lắm. 7 thí sinh Lôi Tôn Phủ đi tranh cướp thần nguyên đều tụ tập tại đây. Bọn họ không uổng là thiên tài được Lôi Tôn Phủ bồi dưỡng, mỗi người đều anh khí khiếp người. Làm thiên tài địa phương của Ly Hỏa Thành, Lý Tử Phong và Lý Tuyết Kiều chỉ có thể co ro trong góc, nhìn khí chất đã thấp hơn người ta một bậc. Trừ 7 thiếu niên thiếu nữ ra, người giám hộ phụ mẫu của họ cũng có mặt, ai nấy sắc mặt âm trầm. Mấy ngày qua, bọn họ mỗi ngày quan sát phu nhân già trong đình viện, đã sớm sinh lòng khó chịu. Trương Tử Hiên ngồi trong góc, rầu rĩ nói. Lý Thiên Mệnh vẫn chưa trở về, có khi nào thần nguyên bị thú bản mệnh của hắn luyện hóa rồi không? Thiếu niên khác ngồi bên cạnh chắc chắn trả lời. Đã bảo rồi, chuyện này tuyệt đối không thể nào, vì hắn dùng khế ước huyết tế làm ra thú bản mệnh chỉ được nhất giai. Huyết mạch thú bản mệnh nhất giai quá yếu ớt, không chịu nổi lực lượng của thần nguyên. Đặc biệt khi không có trưởng bối tọa chấn, dù nó muốn luyện hóa thần nguyên cũng bất lực. Lý Thiên Mệnh có chút sức chiến đấu hoàn toàn là tu luyện nhờ vào thú bản mệnh cũ. 4 người chưa gặp Lý Thiên Mệnh nhưng nghe trưởng bối kể rõ đặc điểm của người này. Giang Diệc Lâm nói, thứ rắc rối duy nhất là hắn mang ngọc bội của Thanh công chúa trên người, thành chủ Ly Hỏa Thành sẽ không che chở hắn. Ánh mắt Liễu Thiên Dương âm trầm nói, không nghĩ ra vì sao Thanh công chúa cho hắn ngọc bội mang theo trên người, cái tên phế vật đó suốt đời chỉ có thể ở lại thú mạch cảnh. Thần nguyên sắp vào tay vậy mà bay mất. Nhớ lúc ở Thính Phong Đài trong phủ thành chủ, Liễu Thiên Dương không thèm để Lý Thiên Mệnh vào mắt, đâu ngờ hôm nay hắn là ngọn nguồn cơn đau đầu. Lôi Tôn Phủ đã truyền tin về rồi, bên trên bảo miễn Lý Thiên Mệnh trở về, trong chúng ta hễ ai cướp được thần nguyên thì là của người đó. Miễn phụ mẫu chúng ta không ra tay, từ người trẻ tuổi chúng ta giao phong, lỡ bị Thanh công chúa truy cứu cũng có Lôi Tôn Phủ giải quyết giúp. Vốn nên như vậy, là trưởng bối chúng ta phát hiện thần nguyên, Lý Thiên Mệnh muốn chặn cướp giữa đường phải xem hắn có bản lĩnh không đã. Miễn trưởng bối phụ mẫu của chúng ta không ra tay thì Thanh công chúa không còn gì để nói. Trương Tử Hiên cười khẩy nói. Đừng đánh giá cao Lý Thiên Mệnh, hắn làm gì có quan hệ với Thanh công chúa, nếu quen biết sớm thì đã không thảm như vậy. Ta đoán dù hắn chết tại đây cũng không có ai hỏi thăm. Nghe vậy, Lý Tử Phong và Lý Tuyết Kiều ngồi ở phía xa liếc nhau một cái, thầm lắc đầu. Tình đời bạc bẽo, kẻ bị bỏ rơi thì đáng thương vậy đấy. Đám thiên tài Lôi Tôn Phủ đằng đằng sát khí, Lý Viêm Phong làm phụ thân nhưng không có chút phản ứng, còn thân thiết với phu nhân mới. Trương Tử Hiên nói, giờ chỉ sợ tên này mang theo thần nguyên đi Diễm Đô tìm Thanh công chúa, để chúng ta chờ mòn mỏi. Liễu Thiên Dương khẳng định, không thể nào. Tại sao? Thứ nhất, hắn là hiếu tử. Thứ hai, hắn muốn Viêm Hoàng lệnh để trở về Viêm Hoàng học cung báo thù đình ca. Cái gì? 7 người trẻ tuổi nhìn nhau rồi ôm bụng cười to. Báo thù đình ca. Ha ha ha, hắn không tự nhìn lại xem mình là cái thứ gì. Dù là 3 năm trước so sánh với đình ca thì hắn chỉ là đồ ngốc. Ôi mẹ, cười chết mất. Trong tiếng cười khả ố, phụ thân của Trương Tử Hiên, Trương Sùng đứng bật dậy, mắt lóe tia vui minh. Mọi người nhìn theo ánh mắt của Trương Sùng,
thấy một thiếu niên xuất hiện ở góc đường phía xa. Thiếu niên mi thanh mục tú, thon dài mà văn nhã như thư sinh, bụng đầy học thức. Một con gà con lông tơ vàng đúng trên vai hắn, líu díu huyên thuyên. Đám người vui vẻ ra kết luận. Thú bản mệnh của hắn quả nhiên không tiến hóa. Điều này chứng minh thần nguyên còn ở trên người Lý Thiên Mệnh. Sự chờ đợi mấy ngày qua của họ không uổng phí. Lôi Tôn Phủ đặt lại quy tắc là 7 người gặp Lý Thiên Mệnh, ai đều có thể ra tay, ai cướp được thần nguyên trước sẽ là của người đó. Nên khoảnh khắc Lý Thiên Mệnh xuất hiện hầu như thổi lên kèn sừng chiến đấu. Đám người trẻ tuổi nhìn ngực áo Lý Thiên Mệnh nhô ra. Thần nguyên nằm trong ngực của hắn. Thật ra đó không phải thần nguyên, nó là linh hạch mà Lý Thiên Mệnh lấy từ Hỏa Lăng Sơn. Giang Đào lườm khuê nữ của mình, đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Còn ngẩn ra làm gì? Lên đi chứ. Giang Đào dứt lời, 7 thiếu niên thiếu nữ đến từ Lôi Tôn Phủ lập tức nhảy từ lầu 3 Vô Phong khách điểm xuống. Bọn họ bây giờ vừa là người hợp tác cũng là người cạnh tranh, nên giành giật tiến lên trước. Chiến đấu sắp bùng nổ. Khi thiếu niên kia nghênh ngang xuất hiện, Lý Viêm Phong nheo mắt. Lý Thiên Mệnh đang đứng ngoài đình viện, hắn và mẫu thân cách một cánh cửa, nhưng hắn bị 7 thiên tài trẻ từ Lôi Tôn Phủ chặn đường. Cách nhau một cánh cửa, trong đình viện yên ả bình hòa, phu nhân già nằm nhắm mắt phơi nắng. Ngoài cửa thì hài tử của nàng rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm bị vây công. Hình ảnh rất có ý cảnh. Liễu Khanh mỉm cười khẽ hỏi. Phong ca, có phải thấy bất nhẫn? Lý Viêm Phong lắc đầu nói. Đều là số phận, tự mình chọn, không liên quan gì ta. Phong ca nghĩ như vậy làm muội rất vui. Chờ kết thúc chuyện này thì Phong ca sẽ kiêm nhiệm thành chủ Ly Hỏa Thành, cùng muội về Lôi Tôn Phủ. Lôi Tôn đã chính thức tiếp nhận Phong ca, sẽ cho Phong ca chức vị và quyền thế cao cả. Lý Viêm Phong gật đầu nói. Tốt. Thứ gã muốn có, thứ gã lẽ ra đã có được, giờ đây đều trở thành hiện thực. Những thứ nên buông bỏ, nên trở mặt thì đừng do dự làm chi. Lý Thiên Mệnh đã trông thấy các trưởng bối trên lầu 3 Vô Phong khách điếm, bao gồm phụ thân Lý Viêm Phong đang cao cao tại thượng từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống hắn, mọi thứ thật buồn cười. Biết ta sẽ trở về nên đặt chốt chặn ở đây, trợ giúp người ngoài cướp giật thần nguyên của ta. Lý Thiên Mệnh đã sớm thất vọng với Lý Viêm Phong. Nên hắn chỉ cười nhạt rồi bỏ qua trò hề này. 7 thiên tài Lôi Tôn Phủ bao vây Lý Thiên Mệnh nhưng mắt hắn nhìn chằm chằm Liễu Thiên Dương ở phía trước. Lần này Lý Thiên Mệnh trở về là đến tìm Liễu Thiên Dương. Hắn muốn Viêm Hoàng lệnh còn nằm trên tay Liễu Thiên Dương, vừa lúc đến thời hạn một tháng. Thiểm điện báo cộng Liễu Thiên Dương, mắt nó nhìn Lý Thiên Mệnh chằm chằm, đã phát ra tiếng gầm. Ngay sau đó, thủ bản mệnh của 6 người khác cũng gầm giống hăm dọa uy hiếp Lý Thiên Mệnh. Thông báo ghi rõ cấm để thú bản mệnh tiến vào trạng thái chiến đấu khi ở trung tâm thành. Động tĩnh lớn, cộng thêm dân cư bên này bị sơ tán khiến dân chúng tò mò. Bất giác lan rộng tin đồn, nhiều người lặng lẽ núp ở xung quanh. Đây mới chỉ là bắt đầu, tiếp theo sẽ tụ tập càng lúc càng đông người hơn, với Lý Thiên Mệnh thì hiện tượng này quá tốt. Ngày chọn lựa trúng tuyến Viêm Hoàng học cung, Lý Thiên Mệnh vang lên chứng minh bản thân giờ bị 7 thiên tài Lôi Tôn Phủ vây công, ngày hắn khát vọng đã đến. Nhiệt huyết chiến đấu trong người Lý Thiên Mệnh đã sôi trào, cánh tay trái hắc ám trở nên nóng bỏng. Đối thủ của hắn trừ Liễu Thiên Dương điều khiển thiêm điện bảo ra cũng có mặt Trương Tử Hiến với thú bản mệnh Lam Vĩ Độc Hạt, Giang Diệc Lâm với lục nhãn phi ngư. Lôi Tôn Phủ đúng là có tài lực hùng hậu, mắt Lam Vĩ Độc Hạt của Trương Tử Hiến đã hơi lành lại. Còn có 4 con thú bản mệnh khác, cơ bản đều là đẳng cấp thú bản mệnh ngũ giai, cùng cấp với Kim Vũ. Những con thú bản mệnh này có bạo phong yến bay lượn trên trời giấy lên từng con bão tố, là thủ bản mệnh loài chim bay hệ bạo phong. Có lôi thú thân thể không lớn nhưng tốc độ mau kinh người, năng lực ẩn núp cực mạnh, là thủ bản mệnh loài thú chạy hệ lôi điện. Có huyền băng trùng nằm trong lòng bàn tay ngư thú sư mang đến hơi lạnh buốt giá, là thú bản mệnh loài côn trùng hệ băng thủy. Con cuối cùng là thiết giáp cự hà đến từ sông biển, thủ bản mệnh hệ thiết giáp. Toàn thân con tôm bọc trong giáp sắt. Đạo thương khó chém. 7 thủ bản mệnh có đủ chủng loại, thuộc tính. Tiểu hoàng kê ở trước mặt chúng trông vừa gầy vừa nhỏ, chỉ có nước nằm chờ giày xéo. Lý Thiên Mệnh lúc này 4 bề khốn đốn, 14 đối thủ như sói như cọp theo dõi hắn. Lý Thiên Mệnh đang suy nghĩ, hắn đã luyện hóa thần nguyên rồi mà tại sao họ vẫn nóng bỏng nhìn ngực của mình như thế. Khi Lý Thiên Mệnh cúi đầu xem thì đã hiểu. Hiểu rồi. Bọn họ nghĩ linh hạch là thần nguyên, vui rồi đây.
Ánh mắt Liễu Thiên Dương nóng cháy nhìn Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh, báo một tiếng cho ngươi biết, dù ngươi có ngọc bội của Thanh Công Chúa nhưng thần nguyên này vốn thuộc về Lôi Tôn Phủ ta, nên Lôi Tôn Phủ quyết định để tiểu bối chúng ta cạnh tranh công bằng với ngươi, không có gì phản đối chứ. Đương nhiên không có, bảy người cùng lên đi. Hôm nay Lý Thiên Mệnh trở về là để chiến đấu, vì tôn nghiêm, vì quang minh chính đại mang mẫu thân đi. Vây công, hắn không sợ chút nào. Đám thiên tài của Lôi Tôn Phủ cảm thấy nhục nhã, bọn họ là thiên tài Lôi Tôn Phủ Diễm Đô, vốn họ là coi rẻ loại xuất thân như Lý Thiên Mệnh nhưng nay bị coi thường ngược lại. Cuồng vọng đấy. Bỏ đi, hắn luôn như vậy, nói đao to búa lớn vào rồi cụp đuôi chạy trốn. Trương Tử Hiên cao giọng quát. Đây là tự ngươi nói. Vừa lúc chúng ta cảm thấy khó thống nhất thứ tự xa luân chiến, tiếp theo ai lấy được thần nguyên thì người đó thắng. Bản thân Trương Tử Hiên không muốn xa luân chiến, vì gã không đánh lại Lý Thiên Mệnh, chỉ muốn ở vòng ngoài nhặt của rơi. Lý Thiên Mệnh châm biếm. Ngươi có tư cách gì mà lên tiếng? Mắt của con bò cạp của ngươi đã chữa lành chưa? Trương Tử Hiên bị trào phúng đỏ mặt tía tai. Đừng nói nhiều với hắn nữa, lên. Liễu Thiên Dương đã vào trạng thái chiến đấu, gã là người mạnh nhất trong bảy người, quyết lấy thần nguyên bằng được. Khi Liễu Thiên Dương và Thiểm Điện Báo định xông lên trước mắt thì Lý Thiên Mệnh nôn nóng hỏi. Liễu Thiên Dương, ta hỏi ngươi một câu, giao ước một tháng trước còn giữ lời không? Nếu ngươi thua ta, ngươi phải giao ra Viêm Hoàng lệnh. Liễu Thiên Dương lớn tiếng nói. Đương nhiên rồi, đại trưởng phu đã nói một lời thì bốn ngựa khó theo. Nếu ngươi thua ta thì phải dứt khoát lấy ra thần nguyên. Đây là điều khiến gã chiếm ưu thế hơn 6 người khác, trong tay gã cầm Viêm Hoàng lệnh mà Lý Thiên Mệnh khao khát, nên hắn sẽ chuyên môn nhằm vào gã. Miễn Lý Thiên Mệnh không biết sống chết lao vào thì thần nguyên sẽ thuộc về gã. Liễu Thiên Dương vừa ra tay, 6 vị khác cũng thi nhau xông lên. Tất cả đều là người cạnh tranh, Liễu Thiên Dương là người xông lên trước nhưng chưa chắc thoát khỏi người khác chặn đường. Lý Thiên Mệnh biết 7 người không đồng lòng, vậy càng dễ đối phó. Đầu tiên là không thể quấy rầy giấc ngủ trưa của mẫu thân. Sau đó khiến nhiều người nhìn xem ai là người thắng chọn lựa trúng tuyển Viêm Hoàng học cung. Cuối cùng cho Lý Viêm Phong cảm nhận thiên tài Lôi Tôn Phủ mà y xem trọng bị ta dẫm ở dưới chân là cảm giác như thế nào. Mục tiêu của Lý Thiên Mệnh chưa từng thay đổi, đó là lấy được Viêm Hoàng lệnh, nghênh ngang rời khỏi Ly Hỏa Thành, bắt Lý Viêm Phong đưa tiễn hai mẫu tử. 3 năm rồi, Lý Thiên Mệnh không muốn làm chó cụp đuôi nữa. Sau khi lập mục tiêu như trên, giây phút bị 7 người vây công, Lý Thiên Mệnh thi triển quỷ anh bộ rời khỏi đám người. Lý Thiên Mệnh nhảy lên nóc nhà lao về phía Vô Phong khách điếm, nơi này cách Lý Viêm Phong quá xa, hắn muốn đánh nhau trên nóc Vô Phong khách điếm để bọn họ thấy rõ ràng hơn. Hắn định chạy trốn. Mau đuổi theo. Một người một gà cộng với 7 ngự thú sư, 7 loài thú bản mệnh điên cuồng rượt bắt nhau. Sức phá hoại của 7 thú bản mệnh rất lớn. Ví dụ như thiểm điện báo, móng vuốt của nó đạp nát nóc nhà, có một tòa nhà bị đụng sập. Vô Phong khách điếm là nơi cao nhất quanh đây, Lý Thiên Mệnh từ lầu 1 vọt lên lầu 3, lướt qua nhóm Lý Viêm Phong, nhảy lên nóc nhà khách điếm. Các trưởng bối Lôi Tôn Phủ hoang mang. Hắn muốn làm gì? Rầm rập rầm rập. 7 thiên tài rượt theo lên nóc nhà, bên trên rộng thoáng tựa như chiến trường lôi đài, đứng trên này nhìn quanh mọi thứ thật nhỏ bé, thấy hết một nửa Ly Hỏa Thành. Động tĩnh trên Vô Phong khách điếm hấp dẫn nhiều người kéo tới, dễ dàng thấy một mình Lý Thiên Mệnh đánh với 7 thiên tài của Lôi Tôn Phủ. Được rồi. Lý Thiên Mệnh siết chặt nắm tay trái, lực lượng cánh tay trái hắc ám giấu dưới lớp vải quấn chặt đang cuộn trào. Tay phải thì cầm huyết hỏa thứ, sắc bén vô cùng, có ngọn lửa màu đỏ rực cháy, dữ tợn mà máu lạnh. Lửa giận đốt cháy mắt Lý Thiên Mệnh, hắn nhìn 7 đối thủ liên tiếp xông lên. Trong quá trình rượt đuổi bọn họ kiềm chế nhau. Thậm chí công kích nhau, đặc biệt là Liễu Thiên Dương bị 3, 4 người chặn lại. Làm người mạnh nhất nên Liễu Thiên Dương đương nhiên bị chú ý nhiều nhất, 6 người khác đánh bại gã đầu tiên cũng được quy tắc cho phép. Trong trò chơi này 7 người kia là thợ săn, chỉ có mình ta là con mồi. Nhưng sự thật có phải như thế không? Thú nguyên luyện ngục vĩnh hằng từ thú mạch cảnh đệ thất trọng bàng bạc hơn thú nguyên bình thường trong thú mạch cảnh đệ cửu trọng. Lý Thiên Mệnh đã cảm nhận rõ rệt thực lực hiện tại rất gần với sức chiến đấu 3 năm trước của mình. Giết! Lý Thiên Mệnh mấy lần né tránh công kích, ánh mắt lạnh lùng khóa chặt mục tiêu đầu tiên, Trương Tử Hiên. Thiếu niên này từng muốn lăng trì hắn muôn vàn mảnh, gã không chủ động tiến công, rõ là muốn nhặt của rơi. Ha ha!
Khi ánh mắt Trương Tử Hiên giao nhau với Lý Thiên Mệnh thì gã cảm nhận nỗi sợ dâng lên. Lý Thiên Mệnh đạp nóc nhà, thoáng chốc có nhiều miếng ngói bay ra. Lý Thiên Mệnh tựa như bóng ma chớp mắt lao thẳng vào Trương Tử Hiên, với thực lực hiện giờ đã ngang ngửa thú mạch cảnh đệ cửu trọng thì hắn dư sức đối phó Trương Tử Hiên chỉ mạnh hơn Lý Tử Phong chút xíu. Vèo! Lý Thiên Mệnh tung nắm đấm xé gió. Trương Tử Hiên, ngươi là người đầu tiên. Trương Tử Hiên sợ tái mặt, đổ mồ hôi ròng ròng. Trương Tử Hiên muốn né tránh, chống cự, tiếc rằng Lý Thiên Mệnh nhanh đến nỗi làm gã tuyệt vọng, cú đấm trúng ngay mặt. Răng rắc, sống mũi của gã bị gãy, mũi bị Lý Thiên Mệnh đánh lệch chảy máu ròng ròng. Trên nóc Vô Phong khách điếm cao tầng vang vọng tiếng hét đầu tiên. Các trưởng bối lầu ba đầu tiên là thấy Trương Tử Hiên chảy máu mũi ồ ạt rớt xuống, sau đó một con gà con lông tơ vàng tựa vệt sáng lửa xuyên qua vỏ giáp của Lam Vĩ Độc Hạt. Gà con một cánh đập vào Lam Vĩ Độc Hạt. Con bò cạp to lớn bị tát bay, rơi xuống đất liên tục đụng sập mấy căn nhà dân. Phụ mẫu của Trương Tử Hiên mặt biến sắc hét lên. Hiên Nhi! Trương Sùng xông lên đón lấy Nhi Tử, nhìn khuôn mặt bị hủy hoại của Nhi Tử làm gã tức điên. Trong lòng Trương Sùng tràn ngập sát khí nhưng không dám dục dịch. Vì Lôi Tôn Phủ đã đặc biệt nhắc nhở rằng bọn họ có thể xử lý chuyện các tiểu bối cướp giật thần nguyên, nhưng nếu trưởng bối ra tay tức là không nể mặt Thanh công chúa. Giọng của Lý Thiên Mệnh từ trên cao vọng xuống. Này, nếu nhà của ngươi tính sinh thêm đứa thứ hai thì đừng đặt cái tên quê mùa như vậy, Tử Hiên, Tử Hàm, Tử Kỳ có đầy đường rồi, đề nghị đặt tên Trương Xuân Hà hoặc Lý Cẩu Đản quá tổn hại người rồi, cây cây cây. Trương Sùng tức ói máu, gã vắt óc suy nghĩ dữ lắm mới nghĩ ra cái tên cao nhã như vậy. Lý Thiên Mệnh ra tay đóng khuôn cách điệu trận chiến này, dân chúng một nửa Ly Hỏa Thành không nhìn thấu hắn. Lý Thiên Mệnh một đấm đánh chết một thiên tài Lôi Tôn Phủ. Tầm mắt của bọn họ không thấy rõ có phải đánh chết người rồi không, nhưng tóm lại có đổ máu. Hình ảnh này làm dân chúng xoe tròn mắt khó tin. Nhiều người hoàn toàn không tin vào mắt mình, dụi mấy lần vẫn thấy y như cũ. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Hiện giờ là cơ hội ra tay tốt nhất, vì sáu người còn lại không đồng lòng, mấy người lo ngáng đường Liễu Thiên Dương, không để gã tới gần Lý Thiên Mệnh. Hành vi nội đấu của bọn họ khiến Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Có một người đột phá chốt chặn xông đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, có vẻ như gã không thấy cảnh Trương Tử Hiên bị Lý Thiên Mệnh một đấm đánh nát như. Lý Thiên Mệnh nhìn thú bản mệnh của người kia. Bạo Phong Yến. Người còn chưa đến đã có bão tố ập tới, gió to mang theo mảnh vụn của vô số miếng ngói tựa lưỡi dao, nếu bị cắt trúng người thì chẳng khác nào thiên đao vạn quả. Nóc nhà Vô Phong khách điếm sắp bị lật tung. Tiểu Hoàng Kê đã đột phá gông xiềng huyết mạch một lần, đang hào hứng đánh nhau, nó xông lên với sức mạnh to lớn nghiền áp đánh Bạo Phong Yến tơi bời, bút đứt lông chim. Chim én nhỏ của người trông đẹp đấy, là trống hay mái? Tiểu Hoàng Kê nổi giận. Mợ nó, lại là trống. Bạo Phong Yến cùng là thú mạch cảnh đệ thất trọng nhưng bị gà con trà đạp. Thú bản mệnh khác không kịp cứu viện, Bạo Phong Yến bị mổ thủng lỗ máu, chỉ có thể kêu thảm chật vật chạy trốn. Ngự thú sư của Bạo Phong Yến là một nam nhân áo xanh, vóc dáng thon dài, mặt như bạch ngọc, điều khiển bão tố như con trai gió lốc. Lý Thiên Mệnh, chịu chết đi. Thanh niên áo xanh rất phong độ, tay cầm trường kiếm, kiếm thế hung mãnh như bão tố cuồng phong. Đáng tiếc, kiếm chiêu tuy đẹp nhưng cảnh giới chỉ cỡ thú mạch cảnh đệ thất trọng ngang ngửa Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh thì chiến đấu vượt hai trọng cảnh giới nhẹ nhàng như ăn xôi. Cho nên hai bên không cùng đẳng cấp. Khi kiếm chiêu của thanh niên áo xanh bao phủ, Lý Thiên Mệnh xông thẳng lên, tay trái chộp trường kiếm vừa nhanh vừa chuẩn vừa bén. Trường kiếm bị kẹp chặt, thanh niên trợn mắt há hốc mồm. Sao có thể như vậy? Giây sau, Lý Thiên Mệnh tát một cú trời giáng. Xéo! Thanh niên từ tầng 3 Vô Phong khách điểm bay ra ngoài, xoay tròn mấy vòng trên không trung. Lúc sắp rơi xuống đất may mắn được phụ mẫu đón đỡ, chứ không thì gã đã té gãy xương. Trông thấy nhi tử trực tiếp thua thảm, hai vị cao tầng đến từ Lôi Tôn Phủ biểu tình cực kỳ khó xem, ức chế hơn nữa là bọn họ không thể nhúng tay vào. Bọn họ chỉ có thể rực cháy lửa giận, ấm ức. Bọn họ không hiểu vì sao nhi tử này của Lý Viêm Phong mạnh đến vậy. Lý Viêm Phong đã bảo nhi tử này có sức chiến đấu cao nhất chỉ cỡ thú mạch cảnh đệ thất trọng thôi mà. Bọn họ rời tức giận sang người Lý Viêm Phong, vì cho rằng bị gã trêu cợt. Bọn họ ngước đầu lên. Lý Thiên Mệnh đang tiếp tục đại sát tứ phương trên Vô Phong khách điểm. Tiếng cười châm chọc của Lý Thiên Mệnh vang vọng bốn phía, quanh quẩn bên tai mỗi người.
Cái gọi là thiên tài của Lôi Tôn phủ chỉ có bấy nhiêu trình độ sao? Câu này thốt ra từ miệng hắn nghe thật ảo, nhiều người nhìn chân chân. Bảy người chỉ còn lại năm, giờ thì bọn họ không dám nội đấu nữa. Mãi đến lúc này bọn họ chợt nhận ra có lẽ Lý Thiên Mệnh không dễ đối phó, nhưng đã muộn. Năm người còn đứng đó trừ Liễu Thiên Dương là thủ mạch cảnh đệ cửu trọng gia, ba người khác đều là đệ bát trọng, một thiếu nữ là đệ thất trọng. Thiếu nữ nhìn vết thương của Trương Tử Hiên, nói thẳng. Ta rút, các ngươi chiến đi. Thiếu nữ nói xong mang theo thú bản mệnh huyền băng trùng của mình chạy mất. Chỉ còn lại bốn người. Lý Thiên Mệnh hù thiên tài Lôi Tôn phủ sợ rút lui, không dám chiến đấu với hắn, lại một lần nữa khiến mọi người ngẩn ngơ. Trực tiếp đánh gục hai người, hù chạy một người. Bọn họ thật sự là thiên tài của Lôi Tôn phủ sao? Dân chúng vây xem không thấy rõ, bọn họ đã hóa đá. Với họ thì Lôi Tôn phủ là siêu thế lực thổi một hơi có thể thổi bay Ly Hỏa Thành. Vì sao Lý Thiên Mệnh nghiền áp đám người kia được? Thật đáng sợ. Một tháng trước hắn bị Liễu Thiên Dương hăm dọa, hèn như con chó bỏ ra phủ thành chủ mà. Trong lòng Giang Diệc Lâm cũng dậy sóng thần, nàng nói. Đừng nội đấu, lo đối phó hắn trước đã. Đợi cướp được thần nguyên rồi chúng ta hãy phân ra thắng thua. Giang Diệc Lâm biết rõ trước đó Lý Thiên Mệnh không mạnh như vậy, ánh mắt nàng nhìn hắn mang theo nỗi sợ. Bởi vì hiện tại chỉ còn lại bốn người. Chỉ còn mình Liễu Thiên Dương là vẫn bình tĩnh. Thế thì lên. Lý Thiên Mệnh mạnh một chút thì gã sẽ thoải mái hơn, người khác sẽ không gặm khúc xương cứng này được, chờ gã nuốt vào bụng. Lý Thiên Mệnh biểu hiện rất mạnh, nhưng chưa vượt khỏi tầm kiểm soát của gã. Liễu Thiên Dương ra hiệu, bốn thiên tài ngự thú sư cùng vây công. Thiểm điện báo, lôi thử, thiết giáp cự hà, lục nhãn phi ngư từ bốn hướng nhằm vào Lý Thiên Mệnh. Ngự thú sư thi triển võ pháp, thú bản mệnh vận dụng thú pháp, các loại thủ đoạn bao vây, nhìn ngang ngó dọc Lý Thiên Mệnh đều gặp nguy hiểm trùng trùng. Nhưng hắn thật sự sắp bị trấn áp sao? Chỉ thấy Lý Thiên Mệnh bị vây công chợt hóa thành luồng sáng đỏ máu, đó là chiến quyết cấp đất siêu phàm, đỉnh cao trong chiến quyết cấp thú. Phập, một chiêu nhanh chuẩn độc, huyết hỏa thứ kèm theo huyết hồn sát đâm vào, ngư thủ sư của lôi thú mình đầy tia điện nhưng bị Lý Thiên Mệnh đâm thủng dễ dàng, huyết hỏa thứ cắm phập vào bụng gã. Lại một người lăn mấy vòng trên nóc nhà, dọc theo miếng ngói từ lầu ba võ phong khách điểm rơi xuống vòng tay phụ mẫu. Thủ bản mệnh của gã sợ hãi rút khỏi chiến trường trở lại bên cạnh ngụ thủ sư. Lại một người nữa chết. Hình như lòi ruột luôn kìa. Đây thật sự là Lý Thiên Mệnh. Hắn mạnh còn hơn 3 năm trước hắn đã trải qua điều gì. Dân chúng Ly Hỏa Thành không xem rõ ràng, đám thiên tài của Lôi Tôn phủ đã chết trận hay chưa, họ sống hay chết không ảnh hưởng tâm trạng vỡ hòa của dân chúng. Người tiếp theo. Giờ phút này, giọng nói của Lý Thiên Mệnh tựa như cơn ác mộng. Huyết hồn sát của hắn vừa mau vừa tàn nhẫn. Khi giáp sắt thép của thiết giáp cự hà bị móng vuốt gà con xé mở lỗ máu, ngự thú sư của nó cũng suýt chết dưới huyết hồn sát của Lý Thiên Mệnh. Hắn như vệt máu, thân pháp nhanh đến nỗi biến ảo khó đoán, đối thủ nhỏ yếu hơn hắn không có chút sức chống cự. Phập, thiên tài ngự thú sư thứ năm mặt trắng bệch hét thảm té xuống, thú bản mệnh thiết giáp cự hà của gã chật vật chạy trốn. Lại thêm một người chết. Trời ạ! Dân chúng Ly Hỏa Thành đều nhũn chân quỳ dưới đất. Bọn họ không biết rằng chẳng ai chết cả, vì Lý Thiên Mệnh chỉ muốn nghiền áp đám người kia thôi. Hắn không xem biểu tình của Lý Viêm Phong và các cao tầng Lôi Tôn phủ, khỏi nhìn cũng biết mặt bọn họ đen còn hơn than, trái tim của họ đang run rẩy. Run rẩy vì sự cường đại của hắn vào giờ phút này. Bảy người chớp mắt chỉ còn lại Giang Diệc Lâm và Liễu Thiên Dương. Ta rút lui. Nữ hài tử thông minh hơn. Khi Giang Diệc Lâm thấy hai người cùng cảnh giới với mình thua trận thì biết mục tiêu tiếp theo của Lý Thiên Mệnh chắc chắn là nàng. Giang Diệc Lâm run sợ, không rảnh quan tâm có mất mặt hay không, nàng nhảy xuống dưới, trở về bên cạnh phụ thân của mình. Khi Giang Diệc Lâm ôm cánh tay phụ thân thì mặt nàng trắng không chút máu, cặp đùi tròn trịa cũng run rẩy. Nhìn Giang Diệc Lâm như thế, các thiên tài ngự thú sư khác rên rỉ trong lòng phụ mẫu, nguyên tầng ba vô phong khách điểm chìm trong tĩnh lặng chết chóc. Lý Tử Phong và Lý Tuyết Kiều trốn trong góc phòng đều há hốc mồm. Lý Tuyết Kiều bưng tách trà lên định uống một hớp, nhưng một miếng ngói từ trên nóc rớt xuống trúng đầu làm nàng sợ hãi run tay. Lý Tử Phong ghét bỏ nói. Mất mặt. Lý Tuyết Kiều run giọng mỉa mai ngược lại. Còn ngươi thì không mất mặt, nhìn lại sắc mặt của mình đi, trắng như bức tường. Sao ta biết hắn có thể mạnh đến mức này?
Phụ thân nói hắn cả đời chỉ có thể ngừng lại ở thú mạch cảnh, điều đang diễn ra là thật sao? Nhìn biểu hiện của Lý Thiên Mệnh lúc này nhưng Lý Tử Phong vẫn không tin được. Không chỉ riêng hai người, mỗi người đến từ Lôi Tôn Phủ đều xanh mặt. Bọn họ vốn cho rằng cướp lấy thần nguyên trong tay Lý Thiên Mệnh không chút khó khăn, cho hay thật sự là đám thiên tài Lôi Tôn Phủ tranh cướp nội bộ, nhưng hiện thực tát sương mặt tất cả. Lý Thiên Mệnh đi lên, một chọi bảy, bốn người thua thảm, hai người nhận thua, chỉ còn một mình Liễu Thiên Dương đứng trên nóc nhà. Nếu Liễu Thiên Dương một mình khoe tài mà không nghiền áp Lý Thiên Mệnh được thì bọn họ sẽ đâm ra nghi ngờ cuộc đời. Liễu Khanh hoang mang hỏi. Phong ca, hắn làm sao vậy? Liễu Khanh đến Ly Hỏa Thành, cảm giác mọi thứ nằm trong tính toán của mình, nhưng một vật nhỏ không bắt mắt lại nhiều lần phá tan nát kế hoạch của nàng. Sắc mặt của Liễu Khanh hơi khó coi, vì nàng lo cho an nguy của Liễu Thiên Dương. Có lẽ Lý Viêm Phong là người bình tĩnh nhất hiện nay. Yên tâm, dù gì Lý Thiên Mệnh lớn tuổi, từng đến linh nguyên cảnh, có kinh nghiệm chiến đấu phong phú và nhiều chiến quyết, hồi quang phản chiếu một chút là chuyện bình thường. Nhưng nàng phải tin tưởng Thiên Dương, hắn mới là thú mạch cảnh đệ cửu trọng thật sự, lực lượng của Lý Thiên Mệnh sẽ không tăng lên nữa, dùng chút nào thì thiếu chút ấy. Lý Viêm Phong tiếp tục bảo. Tuy nói vậy nhưng Thiên Dương vẫn phải dốc hết sức, vì thần nguyên, trận chiến đấu thế này sẽ trợ giúp cho con đường trưởng thành của hắn, vượt qua khó khăn này rồi lấy được thần nguyên, nghênh tiếp Thiên Dương là con đường rộng thênh thang. Lý Viêm Phong đã nói đến vậy nhưng Liễu Khanh vẫn căng thẳng theo dõi về phía nóc nhà Vô Phong khách điếm. Trên nóc nhà, Lý Thiên Mệnh lại một lần đối diện Liễu Thiên Dương. Giờ phút này, mọi ánh mắt ngắm nhìn. Đây mới là cảnh tượng mà Lý Thiên Mệnh mong muốn. Một nửa Ly Hỏa Thành bàn tán xôn xao về hắn, một điều rõ ràng rằng không còn ai nói một tháng trước hắn hạ chiến thư cho Liễu Thiên Dương là cố giữ sĩ diện. Những biểu hiện lúc nãy của Lý Thiên Mệnh khiến mọi người đều ngậm miệng lại. Đương nhiên Lý Thiên Mệnh chưa đánh đã tay, hắn cảm thấy chiến đấu chỉ mới vừa bắt đầu. Bảy thiên tài ngự thú sư của Lôi Tôn Phủ vây công. Xin lỗi, hắn cảm thấy đây chỉ là khởi động làm nóng người. Trên người Liễu Thiên Dương có sự kiêu ngạo giống như Lâm Tiêu Đình. Đó là vẻ tự hào và tôn quý khi làm đệ tử Lôi Tôn Phủ. Liễu Thiên Dương cưỡi trên thiểm điện báo tựa như người thống trị chúng sinh, ánh mắt khinh rẻ và coi thường nhìn Lý Thiên Mệnh. Mắt Liễu Thiên Dương bắn ra tia điện. Nói trắng ra là ngươi có lấy được thần nguyên cũng không thể dùng. Dù ngươi cầm Viêm Hoàng lệnh đi Viêm Hoàng học cung cũng không ai cho ngươi nhập môn. Ngươi còn muốn đi Viêm Hoàng học cung báo thù. Mọi thứ của ngươi thật nực cười, cần gì như vậy? Ngươi dùng khế ước huyết thần được đến thú bản mệnh này đã định sẵn rác rưởi y như ngươi, nếu vậy tại sao? Còn muốn trở thành đá kê chân của ta? Cho đến nay gã chưa từng sợ Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nhưng mắt thì rực cháy lửa. Vì ta thích, dù ta dùng thần nguyên và Viêm Hoàng lệnh để lót hầm cầu cũng phải lấy về từ tay của ngươi. Ai chẳng biết nói mạnh miệng, như ngươi ba năm trước, tiếc rằng số phận đã định sẵn đời này ngươi là phế nhân. Thôi thì đành đánh bại ngươi mới cho ngươi biết cái gì là tuyệt vọng để ngươi trở về đội lốt chuột chạy qua đường bẩn thỉu. Liễu Thiên Dương vừa nói vừa rút binh khí từ ngực áo ra. Khi binh khí bày ra, Lý Thiên Mệnh nheo mắt lại, hắn cảm nhận rõ ràng điểm không tầm thường từ thú binh này. Thú binh là luyện khí sư lấy linh khoáng có thiên văn hỗn hợp với linh hỏa, linh phong, các loại nguyên tố trong thiên địa cộng thêm máu của thú bản mệnh rèn tạo ra thú binh cường đại. Thú binh có đủ kiểu như tấn công, phòng hộ, di động, phụ trợ. Vì dung hợp nhiều loại hình thiên văn, cấp bậc thiên văn càng cao thì thú binh càng mạnh. Thú binh phân chia bằng uy lực, phẩm chất thành 10 đẳng cấp, từ đệ nhất giai đến đệ thập giai. Huyết hỏa thứ của Lý Thiên Mệnh thuộc loại thú binh nhị giai. Thú binh nhị giai rất quý giá, có mấy thiên văn màu cam chứng tỏ nó được rèn từ nhiều loại linh khoáng thiên văn cam. Liễu Thiên Dương lấy ra một sợi xích màu tím. Từng mắc xích nối nhau, dài khoảng 4 thước. Mỗi một mắt xích sắt màu tím đều có tia điện chạy dọc, có lửa tím đốt cháy. Điều này nói lên xiềng xích được rèn từ linh khoáng hỗn hợp linh lôi, linh hỏa trong thiên địa. Linh lôi, linh hỏa tức sấm sét, lửa cháy ngưng tụ từ nhiều linh khí, lực lượng nguyên tố sinh ra trong thiên địa, có sức sát thương khủng bố. Trừ sấm sét, lửa ra các loại phong, hỏa, thủy, thổ, mộc, hàn băng đều có thiên văn, nhưng không dễ phát hiện thiên văn, loại nguyên tố có thiên văn này được gọi chung là linh tài. Linh khoáng linh tài, linh túy đều là kho báu và kỳ vật trong thiên địa. Trong đó hỗn hợp linh khoáng và linh tài sẽ chế tạo ra thần binh lợi khí. Liễu Thiên Dương cầm xiềng xích ẩn chứa linh lôi và linh hỏa là một loại thần binh lợi khí,
ít nhất cũng cỡ thú binh tam giai. Vì Lý Thiên Mệnh mơ hồ thấy mấy vệt thiên văn màu vàng trên thú binh, thiên văn vàng là cấp bậc thứ 3 của thiên văn. Ngự thú sư thú mạch cảnh mà kiểm soát được thú binh tam giai là rất giỏi. Sức chiến đấu của Liễu Thiên Dương tuyệt đối mạnh hơn trong tưởng tượng. Nhưng một mình Lý Thiên Mệnh nghiền áp 4 người, hù chạy 2 người thì sẽ sợ Liễu Thiên Dương sao? Liễu Thiên Dương hếch mặt nhìn đời, tay cầm xiềng xích lôi hỏa, mắt nóng cháy nhìn Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh, bởi vì sau khi ta có được xiềng xích lôi hỏa này chưa từng dùng với ai. Gã là thú mạch cảnh đệ cửu trọng duy nhất, có vốn liếng kiêu ngạo. Xiềng xích lôi hỏa quấn quanh trên cánh tay Liễu Thiên Dương, nếu không có gì bất ngờ thì sẽ được dùng như roi dài, vừa có thể trói buộc đối thủ, sức sát thương chắc chắn mạnh hơn roi. Liễu Thiên Dương sở hữu thú binh tam giai dường như chiếm hết ưu thế, nhận được nhiều ánh mắt tin tưởng. Lần này Lý Thiên Mệnh đụng tới xương cứng rồi. Bỏ đi, hôm nay hắn có thể biểu hiện được như vậy đã ghê gớm, đừng châm chọc hắn nữa. Trừ lần mất mặt trong Diễm Đô thì thật ra Lý Thiên Mệnh chưa làm chuyện gì sai, hắn bị tình yêu dằn vặt nên mới vậy, tha thứ cho hắn đi. Thì đấy, một lần sai lầm tan nát cả đời, giờ chỉ có thể tốn công dẫy giụa. Lý Thiên Mệnh nghe thấy nhiều lời bàn tán. Tốn công dẫy giụa. Lý Thiên Mệnh cười cười, hôm nay hắn về đây là cho bọn họ mở to mắt xem có phải là hắn tốn công dẫy giụa không. Hắn muốn tuyên cáo cho tất cả rằng từ nay về sau, Lý Thiên Mệnh đã ngóc đầu trở lại. Hắn chịu đựng đủ những ánh mắt châm biếm, thương hại rồi. Gã nam nhân lạnh lùng đứng dưới lầu trông thấy hắn anh dũng chiến đấu trên này, nhìn thê tử kết tóc già nua, trong lòng gã suy nghĩ điều gì. Có lẽ rất khó làm gã hối hận, nhưng ít ra gieo hạt giống sám hối quyết định ngày xưa của mình vào lòng gã. Hắn chỉ cần đánh bại Liễu Thiên Dương là có thể thực hiện tất cả điều muốn làm. Giết! Lý Thiên Mệnh và Tiểu Hoàng Kê cùng xông lên, ngay mặt đụng độ với Liễu Thiên Dương và Thiểm Điện Báo. Dẫn lôi tiên! Quả nhiên Liễu Thiên Dương sử dụng tiên pháp vào xiềng xích lôi hỏa, dẫn lôi tiên pháp nhanh mạnh thô bạo, quất ra như thiên la địa võng. Chát chát! Nóc phô phòng khách điểm sập xuống, người trong khách điểm phải chạy ra ngoài. Bùm 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 bùm. Nhà lầu cao nhất bỗng chốc sụp đổ, xiềng xích với tia chớp và lửa quấn quanh thì vẫn điên cuồng quất vào Lý Thiên Mệnh. Mọi người thấy cảnh này đều bật cười. Quả nhiên hổ giấy sẽ hiện hình, bị xiềng xích lôi hỏa và thú bản mệnh thiểm điện báo của Liễu Thiên Dương hung mãnh chấn áp, hình như Lý Thiên Mệnh không có chút sức chống cự. Liễu Thiên Dương nắm giữ trận thế, đắc ý cười to bảo. Ngươi vẫn không dám ứng chiến sao? Lý Thiên Mệnh, đồ rùa đen rút đầu. Lý Thiên Mệnh né thoát một đợt tấn công của thiểm điện báo, lại lách qua một đường roi đến từ Liễu Thiên Dương. Sai rồi, với ta thì một trận chiến đấu chỉ cần một chiêu. Lý Thiên Mệnh như vệt lửa di chuyển trong đống đổ nát. Bùm 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 bùm. Tiểu Hoàng Kê rất hung mãnh, nó leo lên lưng thiểm điện báo, vì hình thể quá nhỏ nên con báo không làm gì được gà con này. Đây là cái lợi của nhỏ bé, Tiểu Hoàng Kê dùng mỏ và vuốt có thể xé một lỗ thủng trên người thiểm điện báo để chui vào. Xoẹt xoẹt đùng đùng. Thiểm điện báo đành phải ma sát lông phát ra tia điện buộc Tiểu Hoàng Kê chui ra. Tiểu Hoàng Kê thật sự xé thủng một lỗ rồi chui sâu vào trong. Đừng vùng vẫy, hôm nay lão tử muốn uống máu của ngươi, ăn thịt của ngươi. Vô số tia điện rắn công kích nhưng Tiểu Hoàng Kê cố nhịn, cực kỳ bá khí. Thiểm điện báo bị hành hạ lăn lộn dưới đất nhưng không đuổi gà con ra được. Ánh mắt Liễu Thiên Dương lạnh băng, dùng lôi tiên pháp mạnh mẽ tấn công Lý Thiên Mệnh. Cái đuôi cực dài của thiểm điện báo cũng là một loại roi. Thiểm điện báo không ngăn được đòn công kích danh ma của Tiểu Hoàng Kê nên tính chuyện liên hợp vây công Lý Thiên Mệnh, giờ hắn đối mặt hai tầng quất roi, võ pháp và thủ pháp cùng công kích. Thoạt trông Lý Thiên Mệnh chật vật hơn, nhưng hắn đã nói rồi, trận chiến hôm nay chỉ cần một khoảnh khắc. Hiện tại là khoảnh khắc đó. Một vệt lửa đỏ máu vụt nhanh qua, Lý Thiên Mệnh dùng tay trái đỡ mấy đợt xiềng xích lôi hỏa quất chúng, nếu là người bình thường đã bị quất gãy tay. Nhưng cánh tay trái của hắn vẫn lành lặn. Điều này làm Liễu Thiên Dương kinh ngạc đến ngây người, tay vung roi dần chậm lại. Khóe môi Lý Thiên Mệnh nhếch cao, hắn bỗng giơ tay trái khiến Liễu Thiên Dương và Thiểm Điện Báo cùng nhìn vào lòng bàn tay của hắn. Mê Linh Chi Đồng. Trong khoảnh khắc, mắt Liễu Thiên Dương và Thiểm Điện Báo đờ đẫn, dường như thời gian ngừng lại vào phút nào. Mắt Liễu Thiên Dương hỗn loạn, mơ hồ lẩm bẩm. Tỷ tỷ. Xúc sinh. Lý Thiên Mệnh đã biết Mê Linh Chi Đồng vô sỉ cho đối thủ thấy người mà mình khao khát. Không ngờ Liễu Thiên Dương khao khát tỷ tỷ Liễu Khanh của mình,
sự thật này khiến người dùng mình, quả nhiên người trẻ tuổi trong xã hội thượng lưu rất dơ bẩn. Loạn luân vê lù. Nhưng uy lực của mê linh chi đồng là át chủ bài, là cơ hội duy nhất chấm dứt chiến đấu ngay lập tức của Lý Thiên Mệnh. Trong khoảnh khắc, cánh tay trái tung ra long tượng trọng quyền đấm trúng mặt Liễu Thiên Dương. Răng rắc. Dường như một nửa ly hỏa thành đều nghe tiếng động này. Lý Thiên Mệnh từng nói muốn xé nát khuôn mặt của Liễu Thiên Dương, giờ hắn đấm một cú không chút nương tay. Nắm đấm này mạnh còn hơn lúc đấm Trương Tử Hiên, chung cú đấm đó đừng nói sống mũi, đầu của Liễu Thiên Dương cũng ngoẹo sang một bên. Liễu Thiên Dương bị đấm méo mặt, sợ suýt ướt quần. Cứu ta, tỷ tỷ, cứu ta. Liễu Thiên Dương chớp mắt từ thiên đường rơi xuống địa ngục, mặt bê bết máu. Liễu Thiên Dương không hiểu nổi vì sao Lý Thiên Mệnh khiến gã đột nhiên nhìn hắn ra Liễu Khanh. Ngự thú sư hệ mê hồn, đây chẳng phải là thủ đoạn của tỷ tỷ sao? Vì sao? Liễu Thiên Dương khóc thầm, vết máu trên mặt khiến gã cảm nhận sự sợ hãi. Cho nên gã vừa run cầm cập vừa hét toáng lên cầu cứu, sợ đến suýt ướt quần. Thật khó tưởng tượng trên nóc nhà Vô Phong khách điếm sẽ xuất hiện hình ảnh như vậy. Giọng nói của Lý Thiên Mệnh như ác mộng. Liễu Thiên Dương, ta hỏi ngươi có thấy sướng không? Khi máu chảy qua mí mắt, giọng Liễu Thiên Dương khàn khàn, nỗi sợ tột độ khiến gã quỳ xuống. Lý Thiên Mệnh, ngươi lợi hại, là lỗi của ta, tha cho ta đi. Tha cho ta không muốn chết. Liễu Thiên Dương sợ thật, gã biết có mặt Lý Viêm Phong và tỷ tỷ, nếu Lý Thiên Mệnh dám giết gã thì hai người kia sẽ báo thù cho gã, nhưng làm vậy có ích gì? Liễu Thiên Dương sợ chết, cũng sợ Lý Thiên Mệnh nổi điên, gã đã cảm nhận được cảm xúc hung hãn từ đối phương. Nên Liễu Thiên Dương chỉ còn đường quỳ xuống, thậm chí muốn dập đầu, cảm giác lạnh lẽo từ ngón chân chạy dọc lên gáy. Liễu Thiên Dương không thấy rõ Lý Thiên Mệnh, gã cảm giác nam nhân trước mắt là ác mộng theo gã suốt đời. Liễu Thiên Dương không dám nhớ lại cảnh mình nghiền áp Lý Thiên Mệnh trên Thính Phong Đài vào một tháng trước, dường như đó mới là ảo ảnh, còn lúc này mới là hiện thực. Liễu Thiên Dương khóc la. Cầu xin ngươi đừng giết ta mới là phế vật thật sự, ta là súc sinh. Đừng giết ta. Liễu Thiên Dương dùng tay lau vết máu dính trên mặt, nhưng càng lau càng lem luốc. Lý Thiên Mệnh nói một câu khiến Liễu Thiên Dương sợ hãi chót quần. Nhưng ta muốn giết ngươi thì làm sao bây giờ? Lý Thiên Mệnh vừa nói chuyện vừa vòng ra sau lưng Liễu Thiên Dương, đặt huyết hỏa thứ lên cổ gã, tùy thời có thể lấy mạng gã. Bên kia, thiểm điện báo chúng mê hoặc của mê linh chi đồng cũng nảy ý xấu xa, nhưng phút then chốt bị tiểu hoàng kê mổ gãy xương sống. Bé gà biến thân thành chim gõ kiến, một giây gõ 100 lần. Xương sống gãy, thiểm điện báo lăn lộn dưới đất không bò dậy nổi. Tiểu hoàng kê vỗ cánh bay lên, vênh váo như thể nó đã thành vua của muôn thú. Cho tên xấu xí nhà ngươi lên mặt với kê gia này. Lần sau mổ đứt thứ gieo giống của người luôn. Chiến đấu hoàn toàn kết thúc. Hình ảnh hiện giờ là Lý Thiên Mệnh kiềm kẹp Liễu Thiên Dương. Liễu Thiên Dương vùng vẫy gào thét, tiểu hoàng kê thì đạp trên thiểm điện báo giãy giụa lăn lộn. Đây là một cảnh tượng kỳ diệu diễn ra quá nhanh, bản thân Lý Viêm Phong cũng không xem hiểu vì sao Liễu Thiên Dương bỗng thua trận thảm như vậy. Trong ly hỏa thành trừ tiếng quát kiêu ngạo của tiểu hoàng kê không còn tiếng động gì, lặng ngắt như tờ. Ánh mắt của mọi người như bị đông lại, đều nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, bị hắn và thú bản mệnh của hắn hấp dẫn tầm mắt. Rất đông người vây xem, chiến đấu kết thúc quá nhanh, nhiều người còn đang thảo luận. Liễu Thiên Dương thê thảm van xin, nhiều người nhìn mà há hốc mồm, bọn họ muốn nói chuyện nhưng cổ họng không phát ra âm thanh được. Không gian nơi đây chỉ có tiếng hét thê thảm cầu cứu của Liễu Thiên Dương kéo dài ít nhất 10 giây. Lý Thiên Mệnh rút thời gian nhìn thoáng qua đình viện nhà mình, xung quanh ồn ào nhưng vệ tịnh chỉ xoay người rồi tiếp tục ngủ say như chết, người gì mà vô tư quá. Vô tư ghê, con mình đánh lộn thấy mợ ngoài đường mà ngay đối diện nhà mình mà còn ngủ được, cây cây cây. Nhưng Lý Thiên Mệnh không nhìn thấy, khi mẫu thân xoay người thì khóe mắt chảy xuống một giọt lệ. Đó là giọt nước mắt hạnh phúc. Một bên là chiến trường sống chết, đổ nát thê lương. Một bên là đình viện yên ả, mẫu thân còn thiêu thiêu ngủ. Tất cả nói lên Lý Thiên Mệnh đã làm được. Vinh diệu giờ phút này tuy đến muộn một tháng nhưng càng mãnh liệt hơn, hắn chính thức đính chính danh dự trong trận chiến hôm nay. Đánh bại Lý Tử Phong có đáng gì, gã là đệ đệ của hắn. Đánh bại 7 thiên tài đến từ Lôi Tôn Phủ, đập tan vây công của bọn họ mới là vinh diệu thật sự. Một phế nhân 3 năm trước có thể làm được một bước này. Nhiều người không nói nên lời, đây mới là hàng phục, rung động thật sự.
Lý Thiên Mệnh vui vẻ nhận bộ dạng trợn mắt há hốc mồm của họ. Vô Phong khách điếm đã sụp đổ, Lý Thiên Mệnh kèm con tin Liễu Thiên Dương đứng trước mặt các cường giả, thiên tài Lôi Tôn Phủ và Ly Hỏa Thành. Những người từng xem hắn như con kiến giờ ngơ ngác nhìn hắn chằm chằm. Nói thật ra Lý Thiên Mệnh muốn xem sắc mặt của Lý Viêm Phong nhất, đúng là thú vị. Một mặt là vì gã rất mất mặt, vì Lý Thiên Mệnh là nhi tử của gã. Mặt khác là gã rất lúng túng, vì đã không trợ giúp Liễu Thiên Dương lấy được thần nguyên. Đúng vậy, Lý Thiên Mệnh muốn làm Lý Viêm Phong mất mặt. Trước bao ánh nhìn, Lý Thiên Mệnh lên tiếng trước. Thành chủ, sao ta cảm thấy cái gọi là thiên tài Lôi Tôn Phủ đều là phế vật, mới đụng mặt đã không ngăn được, còn thua phế vật của Ly Hỏa Thành chúng ta. Thành chủ thấy có đúng không? Lý Thiên Mệnh mỉm cười, chờ xem Lý Viêm Phong thành trò hề. Kẻ ích kỷ chỉ lo cho riêng mình thì sớm muộn gì phải trả giá đắt. Giờ đây Lý Viêm Phong lúng túng và tức giận là chứng minh cho cảnh mất mặt này. Mọi người đều đang nhìn Lý Viêm Phong, đây là nhi tử của gã, đã bị trục xuất phủ thành chủ. Nhi tử bị gã phế bỏ, nhưng hắn hạ gục thiếu niên thiên tài được Lý Viêm Phong xem trọng nhất. Giờ Liễu Thiên Dương vùng vẫy, khóc la muốn tắt thở trong tay Lý Thiên Mệnh, bộ dạng này mới đúng là phế vật. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lý Viêm Phong có muôn vàn lời muốn nói nhưng thốt ra chỉ có hai từ. Thả người. Nói thật thì nếu Lý Thiên Mệnh đánh bại Liễu Thiên Dương trong Hỏa Lăng Sơn sẽ không tạo hiệu quả áp lực lớn cho Lý Viêm Phong như bây giờ. Lý Thiên Mệnh vừa nói vừa thò tay vào ngực Liễu Thiên Dương lục tìm Viêm Hoàng lệnh mà hắn khao khát. Thả người thì dễ thôi, nhưng theo giao ước, ta lấy Viêm Hoàng lệnh trước. Xin thành chủ chính thức tuyên bố ai lấy được Viêm Hoàng lệnh đợt này. Viêm Hoàng lệnh mà hắn khao khát nhất rốt cuộc vào tay. Khuôn mặt Lý Viêm Phong hơi vặn vẹo trầm giọng nói. Lấy được rồi thì hãy thả người. Liễu Khanh đứng cạnh Lý Viêm Phong càng xanh mặt, thân thể mềm mại tức giận khẽ run. Mắt Lý Thiên Mệnh nóng cháy nhìn Lý Viêm Phong, tay cầm huyết hỏa thứ gián sát cổ Liễu Thiên Dương. Không, người tuyên bố trước mặt mọi người. Liễu Thiên Dương không ngoan, Lý Thiên Mệnh tát cho một cái văng máu, gã lại rên rỉ van xin. Lần đầu tiên Lý Viêm Phong bị người chèn ép đến mức này, buồn cười là gã không có cách nào, vì sợ Lý Thiên Mệnh giết Liễu Thiên Dương. Lý Thiên Mệnh biểu hiện ra mình là mẫu người như vậy, một kẻ điên, rắc rối hơn nữa là hắn có ngọc bội của Thanh công chúa. Trước mắt công chúng, Lý Viêm Phong không còn cách nào khác, đành ngậm bồ hòn. Lý Viêm Phong chưa bao giờ tưởng tượng có ngày mình bị Lý Thiên Mệnh bức ép đến mức này. Mắt Lý Viêm Phong chỉ còn tròng trắng lửa cháy hừng hực. Ta tuyên bố, Lý Thiên Mệnh lấy được Viêm Hoàng lệnh. Mọi người khó tin nhìn, hơn một tháng trước, Lý Viêm Phong lặng lẽ bỏ thê bỏ nhi tử mà bây giờ bị nhi tử phế vật buộc gã phải tuyên bố câu đó trước mắt bao người. Bằng vào điểm này, Lý Thiên Mệnh đã đòi lại được tôn nghiêm mình muốn. Hắn không bao giờ sẽ như chó nhà có tang rời đi. Liễu Khanh thúc giục. Giờ hãy thả người. Bộ dạng của đệ đệ làm nàng rất đau lòng. Lý Thiên Mệnh nhìn vưu vật tuyệt thế này. Nhớ lại người Liễu Thiên Dương khao khát là nàng hắn không kìm được xì cười. Những nhân vật phong hoa tuyệt đại có một số người bên trong thật do bẩn. Đừng gấp, ta hỏi các vị bằng hữu Lôi Tôn Phủ một câu, theo quy tắc của các ngươi thì lớp tiểu bối đều đánh thua, làm bằng hữu tốt của Thanh công chúa, có phải ta nên có được thần nguyên này? Xin hãy nói cho ta biết. Lý Thiên Mệnh đã điên cuồng không ai biết hắn sẽ làm ra chuyện gì trong khi bọn họ kiêng dè mạng nhỏ của Liễu Thiên Dương là lúc bị áp chế. Dù là trưởng bối, cường giả thì làm gì được. Nguyên Ly Hỏa Thành kéo đến xem náo nhiệt rồi giờ ngẩn ngơ xem cảnh này. Liễu Khanh nghiến răng nói. Ta thừa nhận, thần nguyên là của ngươi. Lý Thiên Mệnh nhìn Liễu Khanh chằm chằm, giọng vang dội quanh quẩn bên tai mọi người. Nếu các vị đã tuyên bố trước mặt mọi người thì đừng đổi ý, làm chuyện gì mất sĩ diện, dù sao ta không chịu nổi mất mặt. Lá gan to lớn hào tình như vậy mới là phong cách của thiếu niên nhiệt huyết thật sự. Lý Viêm Phong sắp không nhịn được, hôm nay mất hết mặt mũi. Giờ hãy thả người. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Đừng gấp, còn một việc riêng. Lý Viêm Phong gằn từng chữ. Ngươi đừng quá đáng, nếu không thì Thanh công chúa cũng không che chở ngươi được. Lý Viêm Phong định dùng khí chàng chèn ép Lý Thiên Mệnh, khí chàng của cường giả như vậy đúng là rất đáng sợ. Nhưng lúc này lá gan của Lý Thiên Mệnh to bằng trời, hắn không sợ. Lý Thiên Mệnh lại cất cao giọng nói. Đương nhiên không quá đáng. Thành chủ, ta chỉ hy vọng ngươi sẽ làm theo thông lệ tiễn người trẻ tuổi lấy được Viêm Hoàng lệnh ra khỏi thành,
và cầu chúc cho ta có con đường rộng thênh thang trong Viêm Hoàng học cung. Một câu nói hào tình ngút ngàn. Hắn chỉ lặp lại yêu cầu một tháng trước, điều này quan trọng với hắn còn hơn thần nguyên, Viêm Hoàng lệnh. Vì đây là vấn đề về tôn nghiêm, không chỉ là tôn nghiêm của hắn, còn có tôn nghiêm của mẫu thân. Lý Viêm Phong muốn âm thầm cắt đứt tình cảm mấy chục năm, khiến mẫu thân từ nay nhạt nhòa, hắn không cho phép. Lý Thiên Mệnh dám làm như thế, muốn cho Lý Viêm Phong mất hết mặt mũi, buộc gã ân cần tiễn mình ra khỏi thành. Lý Viêm Phong giữ im lặng. Lý Thiên Mệnh lại tát Liễu Thiên Dương, ánh mắt hờ hững nhìn Lý Viêm Phong. Thành chủ có đồng ý hay không? Việc nhỏ như vậy mà không làm được thì ngươi còn mặt mũi. Nhìn thê tử tân hôn của mình sao? Liễu Khanh đã bất lực, nhìn đệ đệ thê thảm làm đầu óc nàng trống rỗng. Đồng ý đi, tiễn hắn biến đi. Nàng đã trả giá nhiều như vậy vì đệ đệ, lần này đến giành Viêm Hoàng lệnh và thần nguyên đều rơi vào tay Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh yêu cầu. Thành chủ, làm phiền chuẩn bị xe ngựa, phải to chút. Trong không gian tĩnh lặng, sắc mặt của Lý Viêm Phong càng lúc càng lạnh lùng. Có một khoảnh khắc, Lý Thiên Mệnh biết Lý Viêm Phong rất muốn giết mình, hiện thực buồn cười vậy đấy, ngọc bội của Thanh công chúa khiến gã kiêng kỵ. Lý Viêm Phong muốn đi lôi tôn phủ nên gã không mong sẽ tạo thêm kẻ địch vì chuyện này. Lý Viêm Phong thốt ra hai chữ. Xe ngựa. Gã không ngay mặt đồng ý với Lý Thiên Mệnh, nhưng hai chữ này đã nói lên gã khuất phục. Với Lý Thiên Mệnh thì bấy nhiêu đã đủ, hắn rất muốn cười phá lên. Cho ngươi tự tạo nghiệt, giờ mất mặt đều do nghiệt mà ngươi từng gây ra. Chốc lát sau, một cỗ xe ngựa xa hoa đứng trước mặt Lý Thiên Mệnh. Ba con ngựa đều là mãnh thú đã bị thuần phục, trình độ nhất giai nên sức đi sẽ rất nhanh. Giờ đây mọi người đều biết rằng không tiến ra tận cửa thành thì Lý Thiên Mệnh sẽ không chịu thả người. Không chỉ mặt Liễu Thiên Dương be bết máu, người Lý Thiên Mệnh cũng dính đầy máu. Lý Thiên Mệnh cúi đầu mỉm cười nói. Đa tạ thành chủ. Mấy năm trước khi hắn cung kính gọi gã là phụ thân chắc chưa từng nghĩ hai người sẽ có ngày hôm nay. Lý Thiên Mệnh mỉm cười, trong nụ cười chất chứa bướng bỉnh, ngỗ nghịch. Lý Thiên Mệnh nói xong kéo Liễu Thiên Dương đi hướng đình viện, két một tiếng đẩy mở cửa phòng. Lý Thiên Mệnh nói. Mẫu thân đã chuẩn bị xong chưa? Nên đi rồi. Vệ Tịnh đứng ngay cửa, không biết thức dậy từ bao giờ. Đi thôi. Vệ Tịnh đã bỏ thú bản mệnh của mình vào không gian bản mệnh, nàng không mang theo thứ gì, một thân một mình. Vệ Tịnh tiến lên trước, nhẹ nhàng lau vết máu trên người Lý Thiên Mệnh. Nàng không hiểu nhiều về chuyện xảy ra hôm nay, nhưng nhìn nụ cười, dáng vẻ nhẹ nhàng của nàng là biết nàng đã giải thoát. Mời mẫu thân. Trước bao cặp mắt nhìn, Lý Thiên Mệnh đưa nữ nhân đầu đầy tóc bạc bước ra từ đình viện. Nữ nhân trông già nua nhưng dáng đi vẫn ưu nhã, khí chất của nàng vẫn xuất chúng. Mọi người có thể tưởng tượng ngày xưa nàng là nữ nhân tuyệt sắc khiến vô số người si mê. Lý Thiên Mệnh một tay thô bạo kéo Liễu Thiên Dương, một tay nhẹ nhàng dìu mẫu thân ngồi lên xe ngựa. Khoảnh khắc buông mảnh xe, Vệ Tịnh liếc hướng Lý Viêm Phong. Vẻ mặt Lý Viêm Phong hoảng hốt, gã không ngờ Vệ Tịnh ngày nay vẫn có thể làm gã nhớ lại phong hoa thời nàng còn son sắc. Khi ấy mỗi ngày Lý Viêm Phong suy nghĩ mình có tài đức gì mà được theo đuổi nữ nhân như vậy. Nhưng khiến Lý Viêm Phong thấy xấu hổ là nữ nhân này vẫn đang cười, gã thấy nụ cười của nàng khi tấm mảnh buông xuống. Sự ung dung mà bình thản đó khiến thế giới của gã sụp đổ, có cảm giác không trèo cao nổi. Rõ ràng là phế nhân rồi. Vì sao khi rời đi nàng có thể ung dung còn hơn gã? Nụ cười này càng như con dao đâm vào tim Lý Viêm Phong, tàn nhẫn còn hơn lúc gã bị Lý Thiên Mệnh bức ép. Lý Viêm Phong không có cơ hội phản kích, vì rèm cửa đã buông xuống, từ nay không còn cơ hội gặp mặt nữa. Lý Thiên Mệnh leo lên xe ngựa, tự hắn điều khiển chiến xe. Trước khi ra khỏi thành, Lý Thiên Mệnh kéo Liễu Thiên Dương lại gần mình, ngoái đầu nói với Lý Viêm Phong. Thành chủ, nhớ theo kịp, chứ lỡ ra khỏi thành rồi ta ném thiên tài ngự thủ sư xuống đất không có ai chạy tới nhặt. Không ai trả lời Lý Thiên Mệnh, lòng Lý Viêm Phong đang nhỏ máu, gã không hiểu nụ cười kia không hiểu vì sao nàng vẫn ung dung như vậy, bởi vì vừa rồi gã bị mất mặt. Khi Lý Thiên Mệnh giục ngựa chạy đi, Lý Viêm Phong buộc phải đuổi theo. Người lôi tôn phủ lo lắng an nguy của Liễu Thiên Dương nên chạy theo xe. Vì thế Ly Hỏa Thành xuất hiện cảnh rầm rộ. Lấy Lý Viêm Phong dẫn đầu, cường giả nguyên Ly Hỏa Thành, bao gồm các thượng sư Ly Hỏa học cung, các thống soái thành vệ quận, cộng với đám cường giả và thiên tài lôi tôn phủ cùng nhau đuổi theo một chiếc xe ngựa, ân cần đưa tiễn Lý Thiên Mệnh ra thành.
Lý Thiên Mệnh điều khiển xe ngựa chạy nhanh trên con đường Ly Hỏa Thành quen thuộc. Vô số dân chúng ven đường ngơ ngẩn nhìn thiếu niên rong ruổi chạy xa, huy hoàng của hắn trong giờ phút này khiến mọi người ghi nhớ suốt đời. Mọi người tuyệt đối sẽ không quên hắn rời khỏi Ly Hỏa Thành trong sự đưa tiễn của các cường giả Ly Hỏa Thành, Lôi Tôn Phủ, từ nay trời cao mặc chim bay. Lý Thiên Mệnh đón gió chạy đi, vô số con đường, vô số ánh mắt bị hắn bỏ lại phía sau. Lý Thiên Mệnh cảm giác mình sắp bay lên, sung sướng chưa từng có. Có lẽ ý nghĩa của tu luyện nằm ở đây. Giành lại tôn nghiêm, khoái ý ân thù. Từ nay mọi việc ở Ly Hỏa Thành đã kết thúc, Lý Thiên Mệnh thề suốt đời không trở về chốn tuyệt tình, gặp lại những kẻ tuyệt tình này nữa. Mục tiêu của Lý Thiên Mệnh vẫn là Viêm Hoàng Học Cung, nơi làm hắn đánh mất tất cả, cũng là nơi hắn muốn cướp lại mọi thứ. Lý Thiên Mệnh muốn gầm giống trong gió bày tỏ nỗi lòng vui sướng hiện giờ, nhưng cảm thấy làm vậy hơi bị trẻ trâu, không phù hợp khí chất của mình. Dì kêu con gà ra gáy phụ thay cũng được mà. Tiểu Hoàng Kê đứng trên đầu ngựa, phấp phới trong gió. Khoe mẽ, rất khoe mẽ, sau này ngươi sửa tên thành Khoe Thiên Mệnh đi, chính thức cắt đứt ơn nghĩa với phụ thân của ngươi. Lý Thiên Mệnh cười phá lên. Dẹp đi. Hắn mất nhiều tình thân nhưng có thêm một vị huynh đệ, có lẽ về sau sẽ còn có nhiều huynh đệ tỉ muội ra từ không gian bản mệnh. Vậy là đủ rồi. Lý Thiên Mệnh đã trông thấy cửa thành, hắn cảm thấy thật ngắn ngủi, nhưng thật ra hắn đã chạy xuyên qua một nửa Ly Hỏa Thành. Khi tâm tình vui sướng thì chặng đường cũng rút ngắn. Xe ngựa vượt qua cửa thành, không ai ngăn cản. Khoảnh khắc lao ra của thành, Lý Thiên Mệnh ném Liễu Thiên Dương ra ngoài. Đám người Lý Viêm Phong chạy theo vội nâng Liễu Thiên Dương dậy, chờ khi bọn họ ngẩng đầu thì Lý Thiên Mệnh đã chạy mất. Thành chủ, mau cầu chúc cho ta lấy được thành tựu vĩ đại trong Viêm Hoàng Học Cung. Lý Thiên Mệnh đã đi mà giọng nói còn văng vẳng trong góc trời này, dường như vang vọng mãi không dứt. Lý Viêm Phong sắc mặt âm trầm hỏi. Xiềng xích lôi hỏa đâu? Không tìm được xiềng xích lôi hỏa trên người Liễu Thiên Dương, vì Lý Thiên Mệnh đã vui lòng nhận lấy thú binh tam giai này, thứ tốt như thế đương nhiên phải tiện tay cầm đi luôn. Lý Viêm Phong đứng bật dậy, mặt xanh mét định đuổi theo. Xúc sinh này! Liễu Khanh bất đắc dĩ lắc đầu nói. Thôi bỏ đi! Nguyên Ly Hỏa Thành vẫn giữ im lặng, có đông người nhưng không ai phát ra tiếng. Bị một thiếu niên trêu cợt đến mức này, mỗi người không biết nên khóc hay cười. Nhìn hỗn độn đầy đất, nỗi lòng của mọi người phức tạp. Phụ thân của Trương Tử Hiên, Trương Sùng nói. Thật ra thì hắn chỉ có thể đắc ý lần này, dù lấy được Viêm Hoàng lệnh cũng không thể vào Viêm Hoàng Học Cung, ít nhất hắn không qua nổi thử thách vào điện. Trương Sùng cảm thấy nói như vậy sẽ làm tâm tình mọi người thoải mái hơn một chút. Giang Đào nói, thủ bản mệnh nhất giai mà vào Viêm Hoàng Học Cung được mới là trò cười. Nghe nói thử thách vào điện năm nay đặc biệt khó khăn, cạnh tranh càng thêm kịch liệt, bởi vì người trẻ tuổi năm nay trung bình rất mạnh. Quy định của Viêm Hoàng Học Cung vẫn không thay đổi, số người vào điện đã bị cố định. Đúng rồi, có mấy thiên tài cao cấp nhất nhưng trong tất cả đệ tử đậu thi vào điện phải xếp hạng nhất trong thử thách, trở thành đệ tử đệ nhất mới trực tiếp thăng lên thiên phủ được. Đệ tử đệ nhất thi vào điện. Thăng lên thiên phủ là ước mơ của mọi người. Vào Viêm Hoàng Học Cung sẽ có nhiều cơ hội vào thiên phủ tu hành, nhưng với thân phận đệ tử đệ nhất trực tiếp thăng lên thiên phủ đủ để tạo oanh động Chu Tước Quốc, cách 4 năm chỉ có một vị được vinh dự như vậy. 4 năm trước, đệ tử đệ nhất thi vào điện cùng thời kỳ với Lý Thiên Mệnh là Lâm Tiêu Đình đến từ Lôi Tôn Phủ. Hiện giờ gã đã là thiên tài số 1 thiên phủ. 4 năm trước là Lâm Tiêu Đình, năm nay sẽ là người nào trở thành đệ tử đệ nhất trực tiếp vào thiên phủ tu hành. Chuyện khác thì ta không biết nhưng Lâm Tiêu Tiêu của Lôi Tôn Phủ chúng ta là ứng cử viên nặng ký nhất. Nàng là thiên tài gần với Lâm Tiêu Đình nhất trong Lôi Tôn Phủ bao nhiêu năm qua. Hơn nữa nàng là muội muội ruột của Tiêu Đình, cũng là ngự thú sư song sinh vô cùng hiếm thấy giống như Tiêu Đình, mỗi người đều có hai con thú bản mệnh. Mấy năm nay Tiêu Tiêu lấy huynh trưởng làm mục tiêu, đã cố gắng nhiều. Tuy có người cạnh tranh đến từ thế gia hào môn như Chu Tước Phương tộc, nhưng ta cho rằng thiên tài của Lôi Tôn Phủ chúng ta sẽ lại tạo thành oanh động. Lý Thiên Mệnh không nghe thấy lời bọn họ nói trong Ly Hỏa Thành. 4 năm trước, Lý Thiên Mệnh miễn cưỡng đậu thi vào điện, vào Viêm Hoàng Học Cung tu hành, thành tích này rất là vẻ vang trong Ly Hỏa Thành nhưng chẳng chút bắt mắt ở Diễm Đô. Lần này Lý Thiên Mệnh đổi mục tiêu. Ngày hôm nay của 4 năm sau, hắn muốn trở thành đệ tử đệ nhất thi vào điện. Lý Thiên Mệnh lại nhìn thấy Diễm Đô. Đó là một thành trì rất náo nhiệt, tường thành cũng bị mặt trời đốt thành màu lửa đỏ,
nhìn từ xa như nồi hơi đun sôi sùng sục. Trong ấn tượng của Lý Thiên Mệnh thì Diễm Đô là thành trì phồn hoa nhất. Nơi này hội tụ danh môn vọng tộc Nguyên Chu Tước Quốc, hội tụ tài phú, cường giả, thiên tài, tài nguyên cả nước, là vùng đất ước mơ của người trẻ tuổi Chu Tước Quốc. 4 năm trước, Lý Thiên Mệnh ôm ước mơ lớn xa vời đi tới Diễm Đô, đậu thi vào điện vào Viêm Hoàng học cung tu hành, không ngờ xảy ra sự cố. 4 năm sau, hắn ngóc đầu trở lại, ý nghĩa cuộc đời đã khác hoàn toàn. Lại trông thấy Diễm Đô, nỗi lòng của Lý Thiên Mệnh khác xưa, lần này hắn còn mang theo mẫu thân. Vệ Tịnh ngồi trong xe ngựa vén rèm lên. Mắt nàng như làn nước, ánh mắt nhìn Diễm Đô hoàn toàn khác với Lý Thiên Mệnh. Cho đến nay Lý Thiên Mệnh vẫn không biết câu chuyện của mẫu thân và Diễm Đô, nhưng hắn biết trước khi thành thân với Lý Viêm Phong thì mẫu thân luôn là người Diễm Đô. Tuổi thơ của nàng gắn liền với nóng bức nơi đây. Ánh mắt nàng như làn nước, khóe môi treo nụ cười, nhưng trong đôi mắt đọng hơi nước sương mù. Sau 20 năm, trở lại quê hương xưa đã sinh ra và nuôi dưỡng nàng lớn lên, trong lòng nàng chắc chắn có nhiều gợn sóng. Những dao động bị giấu trong nụ cười bên môi. Mái tóc bạc bay theo gió, dù trông nàng già nua nhưng nụ cười và tóc dài bay bay làm Lý Thiên Mệnh tưởng tượng tuổi xuân của mẫu thân. Phỏng chừng Vệ Tịnh thời trẻ là thiếu nữ hoạt bát khiến người hâm mộ, tốt đẹp như Khương Phi Linh và Thanh Công Chúa. Lý Thiên Mệnh thầm nhủ trong lòng không nói ra. Năm tháng và ma bệnh rất tàn nhẫn. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nhìn mẫu thân, hỏi. Sao rồi, có phải mẫu thân có cảm giác cảnh còn người mất mọi chuyện đã trôi qua, muốn nói mà lệ đã tràn mi? Vệ Tinh tỏ vẻ thèm thuồng nói. Nghịch ngợm, mẫu thân của ngươi không phải loại người đa sầu đa cảm như thế. Mẫu thân nhớ bánh ngọt, bánh đậu xanh, hoa quế cao, hải đường cao của Diễm Đô, mùi vị rất ngon. Ngày xưa nàng là thiếu nữ tay cầm thức ăn ngon, vui vẻ đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Lý Thiên Mệnh nói, yên tâm, chờ nhi tử của người có tiền chắc chắn sẽ cho người ăn thỏa thích. Sau này chúng ta sẽ ở lại Diễm Đô, nhi tử sẽ hầu hạ người thật tốt, mỗi ngày mang bánh ngọt ăn ngon cho người. Vệ Tịnh sụ mặt nói, ngoéo tay, không được nuốt lời, nếu ngươi dám quên thì ta sẽ không cho vào cửa. Lý Thiên Mệnh lắc đầu nói, người phụ nữ tàn nhẫn, muốn ăn đòn phải không? Quả nhiên rời khỏi Ly Hỏa Thành, không còn trông thấy nam nhân kia nữa thì niềm vui đến thật giản đơn. Nhưng chúng ta tay trắng đến Diễm Đô, kiếm đâu ra chỗ ở? Đây là vấn đề cần giải quyết nhất, nếu Lý Thiên Mệnh đến một mình thì đậu vào Viêm Hoàng học cung tự nhiên có chỗ ở. Nhưng mẫu thân không thể vào Viêm Hoàng học cung, cần có nhà riêng cho mẫu thân. Vệ Tịnh mỉm cười nói. Chuyện này để ta giải quyết, năm xưa mẫu thân cũng có nhiều bằng hữu trong Diễm Đô. Xem ra nàng đã có quyết định từ lâu. Nhưng các tỷ muội đã 20 năm không gặp mặt, bọn họ sống tốt đẹp hơn ta. Người có cá tính tiêu sái đến đâu cũng sẽ thấy hụt hẫng vào lúc này. Năm xưa cùng nhau như keo như sơn, về sau đều có gia đình riêng, cuộc sống riêng. Vào Diễm Đô, Lý Thiên Mệnh điều khiển xe ngựa chạy tới khu Tây Diễm Đô theo chỉ dẫn của Vệ Tịnh. Khu Tây là mảnh đất tự do trong Diễm Đô, thương mậu phồn vinh, rồng cá hỗn tạp. Diễm Đô rất lớn. Nếu di dạo thì đi suốt mấy ngày mấy đêm cũng không hết. Vệ Tịnh hỏi. Ngươi biết chỗ thần cung không? Đương nhiên biết, Tinh Phủ, thần cung là phủ đệ xa hoa huy hoàng nhất khu Tây Diễm Đô. Nếu không phải kính sợ Chu Tước Vương tộc thì có lẽ hai phủ đệ được xây xa hoa còn hơn hoàng thành. Lý Thiên Mệnh ở trong Diễm Đô một năm nên rất dành đường đi phố xá. Hai phủ đệ xây dựng tráng lệ được như vậy chủ yếu là vì có tiền, thứ hai vì nó là phủ đệ của hai vị hội trưởng tinh thần thương hội. Tinh thần thương hội là liên minh thương nghiệp lớn nhất Chu Tước Quốc, nắm mạch máu kinh tế toàn quốc, vô số phân hội mở khắp các thành trì nhỏ, trong Ly Hỏa Thành cũng có phân hội của nó. Hay có câu nói rằng chỉ có thiếu tiền chứ không có thứ gì không thể mua được trong tinh thần thương hội. Hai vị hội trưởng tinh thần thương hội là nhân vật truyền kỳ trong Chu Tước Quốc. Bọn họ là thiên tài bình dân, cùng nhau dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng hơn 20 năm trước được gọi là tinh thần song tử, còn bây giờ đọc tôn xưng là tinh thần song thành. Trong 20 năm ngắn ngủi họ đã mở tinh thần thương hội khắp nước, tài phú giàu nhất nước, khiến tinh thần thương hội chỉ có lịch sử 20 năm nhưng trở thành thế lực mới lên sáng nhất Chu Tước Quốc, thậm chí sánh ngang với hào môn có lịch sử lâu mấy ngàn năm, ví dụ như Lôi Tôn Phủ. Tinh Phủ và Thần Cung là phủ đệ của Tinh Thánh và Thần Thánh, nhiều năm qua đã tiếp đãi vô số nhân vật thượng lưu. Đây không phải nơi cho người thường đi vào, Lý Thiên Mệnh chưa từng đến gần. Lý Thiên Mệnh tò mò hỏi. Đi thần cung làm gì?
không lẽ mẫu thân quen người của thần cung? Vệ Tịnh đáp, từng có một tỷ muội thân thiết gả vào thần cung. Có lẽ sắp gặp lại bằng hữu xa cách 20 năm khiến trong lòng Vệ Tịnh hồi hộp thấp thỏm, dù sao bây giờ nàng bệnh nặng quấn thân, đã cùng đường. Chốc lát sau, một phủ đệ lấp lánh ánh sao xuất hiện trước mắt bọn họ. Phủ đệ như tòa thành trì nhỏ nằm trong khu vực phồn hoa nhất Diễm Đô, xung quanh có rất nhiều danh môn vọng tộc. Thần cung như vầng trăng được đàn sao vây quanh, rộng lớn cao nhã, nhiều phù điêu khắc đá rất có cách điệu, ánh sao chói lòa khiến người bình phàm tự biết xấu hổ, không dám đến gần. Cách xa cổng lớn thần cung đã có vệ binh tu vi cao sâu mang theo thú bản mệnh hung mãnh canh gác. Trông thấy hùng sư mãnh hổ đã trưởng thành nằm dưới đất, dù chúng nó ngủ gật vẫn tạo sức uy hiếp với người xung quanh. Lý Thiên Mệnh điều khiển xe ngựa chạy tới, đây là xe của Lý Viêm Phong nên xa hoa, thủ vệ mặc nhận người ngồi trong xe có địa vị cao. Nên bọn họ lễ phép hỏi. Các hạ muốn bái phỏng thần cung, xin hỏi có được mời không? Vệ Tịnh nhẹ nhàng vén rèm lên, dịu giọng nói. Làm phiền thông báo cho phu nhân Tuyết Lam của các người là người quen cũ Vệ Tịnh xin gặp. Hộ vệ nghiêm túc nói. Phu nhân Tuyết Lam, phu nhân của chúng ta không gặp khách quen, xin các hạ đừng khó xử chúng ta. Vệ Tịnh rất khách khí nói. Làm ơn báo tên của ta là được, xin làm phiền, nếu vẫn không được đáp lại thì ta tự nhiên sẽ đi. Hộ vệ trần trừ, trước mắt là một người già, có lẽ là trưởng bối nào đó của phu nhân. Vì bảo hiểm, hộ vệ vẫn đi vào trong bẩm báo. Thời gian chờ hơi lâu, dù sao thần cung rất lớn, đến chỗ phu nhân báo cáo sẽ mất chút thời gian. Lý Thiên Mệnh tò mò hỏi. Nương, vị phu nhân này có địa vị rất cao trong thần cung ạ. Vệ Tịnh mỉm cười nói. Đương nhiên cao, nàng là thê tử của thần thánh. Lý Thiên Mệnh giật nảy mình, ánh mắt nghi ngờ nhìn Vệ Tịnh. Trời ạ! Bằng hữu cũ của mẫu thân có người là phu nhân của thần thánh, suy ra mẫu thân từng có địa vị không thấp trong Diễm Đô. Thần thánh hiện giờ là nhân vật phong vân trong toàn Chu Tước Quốc, địa vị ngang ngửa đại thần trong triều. Lý Viêm Phong cũng không thể tiếp xúc với nhân vật như vậy. Trong khi Lý Thiên Mệnh hơi nghi ngờ thì tin tức truyền về. Hộ vệ vội tiến lên nói. Phu nhân nhà ta mời vào gặp. Phu nhân đang dọn dẹp ở Tuyết Thần Các, mời vệ phu nhân xuống xe ngựa, theo tiểu nhân đi vào. Vệ Tịnh đi đứng khó khăn nên Lý Thiên Mệnh dìu nàng vào thần cung. Sau khi đi vào Lý Thiên Mệnh mới biết thần cung xa hoa tới mức nào, khắp nơi đều là châu bảo lưu ly, đi 5 bước gặp một lầu, đi 10 bước gặp một các, phồn hoa như gấm, đẹp không sao tả xiết. Phủ thành chủ trong Ly Hỏa Thành khi so với thần cung chỉ như nhà sập sệ. Có thể làm nữ chủ nhân trong thần cung như vậy, nữ nhân tên Tuyết Lam cũng chẳng phải hạng người tầm thường gì. Lý Thiên Mệnh nhủ lòng phải bình tĩnh, đừng như nhà quê vào thành. Nhưng tỉ muội ngày xưa bây giờ một người không có danh phận, nơi ở lại, một người thì là nữ chủ nhân của thần cung, thê tử của thần thánh. Cuộc đời gặp gỡ nhiều điều khiến người thổn thức, gặp kẻ xấu xa hại đời hoa. Nhưng sắc mặt Vệ Tịnh ung dung, dường như không hề ghen tị với niềm hạnh phúc của tỉ muội, ngược lại mừng rùm. Đường đi Tuyết Thần Các hơi xa xôi, dọc đường còn ngang qua một diễn võ trường. Diễn võ trường lúc này đặc biệt náo nhiệt, có nhiều thiếu niên thiếu nữ tinh thần thương hội đang luận bàn luyện tập. Mỗi quý thi vào Điện Viêm Hoàng học cung sẽ có nhiều đệ tử tinh thần thương hội vào học cung tu hành, hôm nay bọn họ luyện tập để chuẩn bị lần cuối. Vì 3 ngày sau là ngày chính thức thi vào điện. Lý Thiên Mệnh chú ý thấy có một thiếu niên khoảng 15, 6 tuổi cực kỳ chói mắt trên diễn võ trường. Thiếu niên vóc dáng thon dài tuấn tú, mặc đồ luyện tập màu xanh thẳm, tóc dài cột ngay ngắn, tươm tất, đặc điểm chói mắt nhất trên người gã là đôi mắt, mắt sáng như sao, lấp lánh trong suốt tựa đá quý phỉ thúy. Dù Lý Thiên Mệnh cách thật xa vẫn thấy rõ tia mắt kia. Gã chắc chắn là tử đệ của thế gia lớn, cảm giác chói sáng trong suốt bẩm sinh đó không phải loại tử đệ tầng lớp thấp bồi dưỡng ra được. Ví dụ như Liễu Thiên Dương, gã có khí chất cao quý, khí chàng hùng hồn, nhưng so với thiếu niên này thì còn thiếu chút tấm lòng son trong sáng. Nhìn từ xa thiếu niên như ngôi sao thuần khiết, dù có nhiều thiên tài võ đạo vây quanh, dù cách thật xa vẫn bị gã thu hút ánh nhìn. Thú bản mệnh của gã là một con sư tử đực màu tím to lớn, mắt sư tử có 6 đốm sáng rõ rệt, mỗi đốm sáng đều lấp lóe chứng minh thú bản mệnh của thiếu niên là thú bản mệnh lục giai. Sở hữu thú bản mệnh lục giai chứng minh thiếu niên này dù ở trong Diễm Đô cũng thuộc loại thiên tài đỉnh cấp, cỡ như Liễu Thiên Dương, Giang Diệc Lâm không thể so sánh. Hộ vệ vừa kiêu ngạo, tự hào, vừa hâm mộ nói.
đây là thú bản mệnh lục tinh diệu sư của thiếu niên thần diệu chúng ta, nghe nói thuộc hàng thượng phẩm trong thú bản mệnh lục giai. Lý Thiên Mệnh biết bên Diễm Đô phân chia phẩm cấp của thú bản mệnh càng tỉ mỉ hơn. Cùng là thú bản mệnh ngũ giai, lục giai, nhưng bên này sẽ chia ra ba cấp bậc thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm. Ví dụ chim đại bằng bốn cánh vàng của Lý Thiên Mệnh từng được xếp vào hàng thú bản mệnh ngũ giai trung phẩm, thuộc lớp giữa trong thú bản mệnh ngũ giai. Lục tinh diệu sư chẳng những là thú bản mệnh lục giai còn thuộc hàng thượng phẩm, càng chứng tỏ thiếu gia thần diệu có thiên tư siêu đẳng. Vệ Tịnh hỏi, đây là hài tử của Tuyết Lam. Hộ vệ kiêu ngạo đáp, đương nhiên rồi, thiếu gia thần diệu là tiểu nhi tử của phu nhân, còn đại nhi tử thần Hạo đã sớm vào thiên phủ tu hành, giờ xếp hạng top đầu trong danh sách ở thiên phủ. Thần Hạo, Lý Thiên Mệnh biết người này, gã nằm trong top 3 thi vào điện 4 năm trước, bị Lâm Tiêu Đình đè đầu không thể trực tiếp vào thiên phủ. Nhưng có công mài sắt có ngày nên kim, hôm nay thần Hạo đã là thiên tài thiên phủ. Thiếu gia thần diệu sắp tham gia thi vào điện 3 ngày sau, thiếu gia có hy vọng rất lớn giành được hạng nhất thi vào điện, trực tiếp thăng vào thiên phủ. Nghe nói tuổi càng nhỏ, càng sớm vào thiên phủ sẽ được tạo hóa, tài bồi càng nhiều. Nếu 4 năm trước thiếu gia thần Hạo được đệ nhất thi vào điện thì ngày nay chẳng thua kém gì vị kia của Lôi Tôn Phủ. Không cần hộ vệ nói, Lý Thiên Mệnh cũng biết tiểu thiếu gia của thần cung chắc chắn là ứng cử viên nặng ký số 1 thi vào điện. Muốn hạng nhất thi vào điện thì ít ra phải là linh nguyên cảnh. 4 năm trước khi Lâm Tiêu Đình giành được hạng nhất thi vào điện đã là linh nguyên cảnh đệ tam trọng, phỏng chừng người cạnh tranh năm nay đều ở đẳng cấp này. So sánh thì 4 năm trước Lý Thiên Mệnh tham gia thi vào điện chỉ cỡ thú mạch cảnh đệ thất trọng, miễn cưỡng đủ chuẩn vào Viêm Hoàng học cung, càng đừng mơ mộng thiên phủ. Đương nhiên gần đây Lý Thiên Mệnh tiến bộ rất lớn, vẫn có hy vọng vọt lên thứ hạng cao khi thi vào điện. Nếu có thể trực tiếp vào thiên phủ thì có cơ may chữa bệnh cho mẫu thân. Những người từng chờ xem hắn làm trò hề chắc sẽ trông thấy sự trở về của hắn. Đã đến Tuyết Thần Các. Trong Tuyết Thần Các, một phu nhân xinh đẹp mặc váy dài màu hoàng kim đứng trước cửa. Phỏng chừng nàng cũng cỡ 40 tuổi, nhưng năm tháng không để lại chút dấu vết trên người của nàng, da tuyết cốt ngọc, mềm mại búng da sữa, trông y như thiếu nữ mười mấy tuổi. Dáng người cao ráo thon dài săn chắc, bảo dưỡng cực kỳ tốt, cộng với quý khí tự nhiên toát ra, tràn đầy phong vận. Nữ nhân như vậy dù đi trên đường cái thì ai đều biết nhà của nàng giàu nứt tường đổ vách. Khi bốn mắt nhìn nhau, phụ nhân xinh đẹp bước nhanh đến trước mặt Vệ Tịnh, vừa nói vừa đỏ hốc mắt. Tịnh nhi, thật sự là ngươi. 20 năm lại gặp nhau, Vệ Tịnh siết nhẹ tay phụ nhân. Tiểu Lam, ngón tay Vệ Tịnh run nhẹ, khóe mắt đỏ hoe. Tuyết Lam phu nhân kéo Vệ Tịnh vào Tuyết Thần Các, cùng ngồi xuống. Vào trong nói chuyện, vào rồi nói. Tuyết Lam phu nhân đau lòng nhìn Vệ Tịnh. Tiểu mệnh kiếp trên người của ngươi rốt cuộc vẫn phát tác sao? Ngươi mới 40 tuổi mà đã già nua như vậy. Tịnh nhi, ta không ngờ ngươi sống vất vả như vậy, nếu biết trước thì đã đi Ly Hỏa Thành thăm ngươi rồi. Vệ Tịnh mỉm cười nói, cử chỉ vẫn ung dung. Quen rồi. Nàng kéo nhẹ Lý Thiên Mệnh. Tiểu Lam, đây là hài tử của ta, Lý Thiên Mệnh. Thiên Mệnh, chào Lam đi đi. Lý Thiên Mệnh cung kính hành lễ. Lam gì khỏe? Mẫu thân tìm được bạn cũ trong Diễm Đô khiến hắn mừng thay cho nàng. Tuyết Lam phu nhân nói. Hài tử đã lớn vậy rồi, Hạo Nhi nhà ta cũng bằng tuổi hắn, thật tốt. Lý Thiên Mệnh đứng một bên nghe hai người phụ nữ trò chuyện. Tịnh Nhi, người đã 20 năm không trở lại, lần này về Diễm Đô. Vệ Tịnh nói. Ta và Lý Viêm Phong đã cắt đứt, không quay lại Ly Hỏa Thành nữa, quãng đời sau này sẽ sống ở Diễm Đô. Nhớ chốn này, nhớ các ngươi. Tuyết Lam phu nhân khẽ thở dài. Ai, nếu lúc trước ngươi không tùy hứng như vậy thì. Vệ Tịnh lắc đầu nói. Tiểu Lam, không nói chuyện năm đó nữa. Tuyết Lam phu nhân nhếch môi nói. Được rồi, cho nên ngươi lần này trở về là muốn quay lại thiên phủ, khiến phủ chủ giải trừ tiểu mệnh kiếp cho ngươi. Ta nghĩ chuyện này rất khó, năm xưa phủ chủ trục ngươi ra thiên phủ, với tính tình của phủ chủ dù qua 20 năm cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Không phải, ta không trở về vì tiểu mệnh kiếp. Vệ Tịnh không muốn nói nhiều về quá khứ, hai người trò chuyện không mấy vui vẻ, nên nàng vào thẳng chủ đề. Lần này trở về, ta chỉ muốn sống yên ổn trong Diễm Đô, cùng hài tử của ta đi qua đoạn thời gian cuối cùng thuận tiện thăm các ngươi. Các ngươi đều sống tốt khiến ta rất mừng, mừng thay cho các ngươi. Tuyết Lam phu nhân gật đầu nói. Vậy à, thôi thì ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Vệ Tịnh nhìn thẳng Tuyết Lam phu nhân.
Tiểu Lam, ta còn một chuyện muốn nhờ vả. Tuyết Lam phu nhân nói. Thôi đừng nói vậy, chúng ta là tỉ muội, người đã trở lại thì tất nhiên ta phải hết lòng hỗ trợ. Vệ Tĩnh nói. Nếu được thì xin cho ta một chỗ ở gần Viêm Hoàng học cung, không cần quá tốt, đủ để ở là được. Mẫu tử chúng ta trở về còn chưa có nơi đặt chân. Tuyết Lam phu nhân nói. Như vậy sao được, các ngươi ở trong thần cung đi, thần cung cách Viêm Hoàng học cung gần ta cũng tiện chăm sóc. Vệ Tĩnh lắc đầu nói. Không thích hợp, sẽ quấy rầy ngươi, người sắp chết như ta chỉ muốn yên lặng. Tuyết Lam phu nhân cắn răng biểu tình đau lòng. Tịnh Nhi, ngươi yên tâm, ta sẽ sắp xếp cho ngươi ngay. Đa tạ Tiểu Lam. Tuyết Lam phu nhân hỏi. Nói gì kỳ, ngươi cần chỗ ở gần Viêm Hoàng học cung, hay là hài tử của ngươi lấy được Viêm Hoàng lệnh, định thi vào điện? Đúng vậy. Tuyết Lam phu nhân quan sát Lý Thiên Mệnh, hỏi. Hài tử, hiện giờ ngươi tu luyện đến cảnh giới gì rồi? Thưa Lam Di, tới thú mạch cảnh đệ thất trọng. Tuyết Lam phu nhân dặn dò. Tạm được, nhưng Viêm Hoàng học cung lần này cạnh tranh đặc biệt kịch liệt, cảnh giới cỡ như ngươi cần liều mạng hơn nữa mới có hy vọng đậu vào thi vào điện, không phụ hy vọng của mẫu thân. Lý Thiên Mệnh gật đầu nói. Ta nhất định cố gắng. Nói sao thì Tuyết Lam phu nhân giải quyết nỗi lo chỗ ở cho mẫu thân thay hắn, nên hắn cảm kích phu nhân. Nhưng lúc này một giọng nói không hài hòa truyền vào. Thú mạch cảnh đệ thất trọng, đến từ nơi xa xôi mà muốn ổn định vào Viêm Hoàng học cung. Hình như hơi mơ mộng. Một thiếu niên vừa nói vừa từ bên ngoài đi vào. Mấy tỷ nữ theo bên cạnh lập tức cởi áo tập luyện cho gã, thay trường bào cao quý, bưng nước hầu hạ gã rửa mặt rửa tay. Nương, hôm nay có khách đến ạ. Thiếu niên là Thần Diệu, gã mới luyện tập võ nghệ trở về. Ánh mắt Tuyết Lam phu nhân nhìn tiểu nhi tử tràn ngập trìu mến hiền từ. Đúng rồi, là tỷ muội ngày xưa của nương thân. Thần Diệu ngước đầu nhìn quét qua, xì cười nói. Tỷ muội, nương vui tính thật, lúc trẻ nhận bà già làm tỷ muội. Tuổi của người này đủ làm nãi nãi của người. Thần Diệu nói với giọng đùa giỡn nhưng rất chói tai, Lý Thiên Mệnh hơi khó chịu. Tuyết Lam phu nhân liếc Thần Diệu, miệng của mắng nhưng không mang bao nhiêu ý trách cứ. Diệu nhi, không nên nói lung tung, không lễ phép. Thần Diệu đã rửa mặt xúc miệng xong nói. Không thèm nói nữa, nương mau tiễn người ta đi đi, lại là thân thích nghèo mạt, thấy người sang muốn bắt quàng làm họ xin giúp đỡ, nhìn đã thấy phiền, ảnh hưởng tâm tình tham gia thi vào điện của nhi tử. Tuyết Lam phu nhân tràn đầy trìu mến yêu thương nói chuyện với Thần Diệu. Được rồi. Ta sẽ nói thật nhanh, không chậm trễ canh cố kim của ngươi. Tuyết Lam phu nhân nói xong nhìn sang Vệ Tịnh, cười duyên. Tịnh nhi, ta cũng hết cách, hai tử này còn con nít lắm, lớn đầu còn đòi ta tự tay nấu canh cố kim cho hắn mới được. Thứ đó vừa đắt tiền vừa khó nấu, làm ra tay của ta nhăn nheo hết, ngươi xem này. Tuyết Lam phu nhân vừa nói vừa đưa tay tới trước mặt Vệ Tịnh, đôi tay nuột nà tỏ rõ chưa từng làm công việc nhà, tay đẹp hơn của Vệ Tịnh nhiều. Trong khoảnh khắc này Lý Thiên Mệnh đã nhìn thấu nhiều điều. Hắn vốn cảm kích Tuyết Lam phu nhân, nhưng đến giờ phút này thì đã hiểu ra, từ đầu đến cuối nữ nhân này giả vờ giả vịt. Đặc biệt là hành động hiện tại, nữ nhân này cố ý xòe bàn tay nuột nà ra trước mặt Vệ Tịnh, chẳng khác nào tát vào mặt Vệ Tịnh. Đùa cợt kích thích rõ ra mặt, nữ nhân chém nhau bằng ngôn ngữ còn bén hơn đao kiếm. Đâu, bàn tay của Tiểu Lam vẫn thuôn mảnh đẹp như 20 năm trước. Lý Thiên Mệnh vốn tưởng câu nói bén như dao của Tuyết Lam sẽ làm mẫu thân khó chịu không nói nên lời, nhưng không ngờ mẫu thân bình tĩnh như không, mỉm cười nói ra câu trên. Không ở lại thêm một lúc sao? Ta sai người hầu tổ chức yến hội. Vệ Tĩnh lắc đầu nói. Không cần. Tuyết Lam phu nhân sắp xếp chu đáo. Vậy được rồi, dù sao ngươi trở lại, sau này còn nhiều cơ hội gặp mặt, ta sẽ sai người hầu sắp xếp nhà cửa cho các ngươi. Đêm nay các ngươi ở tạm trong Thần Diệu khách điếm. Đợi trễ chút nữa sẽ có người đưa các ngươi đến chỗ ở. Đa tạ. Người đâu, tiễn hai vị khách quý. Chờ Lý Thiên Mệnh và Vệ Tịnh rời đi, Tuyết Lam phu nhân cười tủm tỉm, nàng đứng chung với Thần Diệu, nở nụ cười tươi như hoa. Thần Diệu lấy làm lạ hỏi. Sao nhi cảm giác mẫu thân rất vui vẻ. Tuyết Lam phu nhân nói chuyện nhưng miệng vẫn cười. Có sao, đừng nói vậy, tỷ muội của ta sống 20 năm cực khổ, sắp tới sẽ cô đơn lìa đời. Ta rất tiếc thương cho nàng. Thần Diệu bĩu môi nói. Thật không, cứ cảm giác mẫu thân vui vẻ muốn nhảy múa. Tuyết Lam phu nhân không nhịn được xì cười. Đừng nói bậy bạ, hài tử.
nhưng cuộc đời đôi khi có trải nghiệm rất kỳ diệu, hi hi. Nhàm chán. Thần Diệu nhớ đến dáng vẻ Lý Thiên Mệnh, chợt nói. Sao Nhi cứ cảm thấy nam nhân kia hơi quen mắt, tên của hắn là gì? Tuyết Lam phu nhân lắc đầu cười nói. Hình như tên Lý Thiên Mệnh, mầm của Lý Viêm Phong Ly Hỏa Thành. Nhớ năm xưa hắn là cóc ăn thịt thiên Nga. Thần Diệu bật cười nói. Lý Thiên Mệnh, Nhi nhớ ra rồi, 4 năm trước hắn từng vào Viêm Hoàng học cung, người này là trò cười trong học cung. Sao vậy? Thần Diệu kể lại sự kiện phát sinh ở Viêm Hoàng học cung vào 3 năm trước, cho đến nay vẫn có người nhắc lại trò hề kia. Tuyết Lam bỗng muốn uống một ly, cảm giác quá sướng. Nữ nhân số khổ, hài tử hạ tiện, quá xứng. Thần Diệu không kìm được lắc đầu nói. Thú bản mệnh đã chết thì sao là thú mạch cảnh đệ thất trọng được? Tùy tiện dùng khế ước huyết thần kiếm đại một con thú bản mệnh chứ gì, đã vậy còn muốn vào lại Viêm Hoàng học cung. Hắn quá xem thường cuộc thi vào điện. Thần Diệu không hiểu nổi một người thân bại danh liệt vì sao còn muốn đến chuốc mất mặt làm chi. Tuyết Lam đã vui vẻ đủ rồi, chuẩn bị nấu canh cổ kim thì nghe người hầu bẩm báo thần thánh trở lại. Tuyết Lam vội sửa sang dáng vẻ, được tỳ nữ hầu hạ đi ra ngoài nghênh tiếp. Nhân vật phong vân chu tước quốc này thoạt trông khá trẻ, y như thanh niên, trông giống huynh trưởng của Thần Diệu hơn. Chỉ có nhìn vào mắt mới thấy kinh nghiệm đời và khí chàng cường đại của y. Khi y đi vào thần cung, cả phủ chìm trong tĩnh lặng. Hộ vệ dọc đường đi đều quỳ lạy, y như vị vua chúa. Nếu nói trong mắt Thần Diệu có ánh sao thì mắt của thần thánh cả một biển sao, mắt y sáng ngời đủ để thắp sáng nguyên thần cung.